bị Trương Nghi Y mắng cho một trận tối tăm mặt mũi như thế, Vương Khải chỉ muốn dùng dao đâm cổ tự vẫn. Mình muốn thử sức chịu đựng tinh thần của mình, tôi muốn giở trò lưu manh đó. Bà đưa quân đội tới thì làm gì, định không để cho người ta sống nữa à? Ở Yến Kinh, Vương Khải cũng được xem là người có quan hệ rộng rãi. Nói cách khác hắn sẽ không tồn tại được ở cái nơi hỗn tạp giả rồng giả rắn này nếu hắn không có bản lãnh. Lúc trước hắn đã gọi điện thoại cho mấy người, những người đó cũng đã hứa giúp đỡ hắn. Nhưng chờ đợi đã nửa ngày vẫn chưa có ai gọi điện thoại cho hắn. Hắn vừa gọi điện thoại cho cục trưởng nói muốn cảnh sát tiếp nhận vụ án này. Những gã đều cáng đó trả lời lấy lệ hai câu rồi cúp máy. Lúc này có ai nguyện ý chạy tới giúp mình không? Phu nhân, chuyện này chỉ là hiểu lầm. Tối nay tôi ở nhà nghỉ ngơi, không ngờ lệnh thiên kim lại xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên chuyện này cũng có trách nhiệm của tôi. Tôi không làm tròn trách nhiệm của tôi, không bảo vệ an toàn cho khách hàng. Tôi xin lỗi, tôi cũng thành thật xin lỗi lệnh tiểu thư. Vương Khải quay đầu nhìn Vương Cửu Cửu, cười hỏi, tiểu thư thích loại xe nào? Mấy ngày trước tôi nhìn thấy ở triển lãm ô tô một con xe Mercedes, Benz SLS AMG rất đẹp. Các cô gái như tiểu thư chắc chắn rất thích thiết kế cửa xe hình cánh chim như vậy. Ngày mai tôi sẽ cho người đưa tới trường học cho tiểu thư, thế nào? Mặc dù cái xe này chỉ giá hơn 300 vạn, để xử lý êm đẹp chuyện này Vương Khải thấy cũng đáng giá. Không ngờ Vương Cửu Cửu lắc đầu, nàng chỉ vào Vương Khải nói, tôi thấy cách hành xử của nhân viên bảo an của ông ở đây rất kỳ quái. Lúc đó khi có người dẫn người tới vây đánh chúng tôi, nhân viên bảo an không tới giải quyết mâu thuẫn, cũng không báo cảnh sát. Chỉ đứng ngoài nhìn xem. Khi bạn của tôi bị mấy tên lưu manh đánh ngã, bọn họ lại chạy ra nói chúng tôi gây sự, nói muốn cảnh sát xử lý việc này. Chuyện gì đây, chẳng lẽ coi thường chúng tôi thế ư? Hay là mấy tên lưu manh đó cũng là bạn của ông? Tôi không biết chuyện này, Vương Khải đau khổ nói. Hắn quay đầu gọi, Lý Minh, lăn ra đây. Vương Tổng Lý Minh nơm nớp lo sợ đi tới. Sau khi hắn biết thân phận của những người này hắn nơm mớp lo sợ phải nhận kết cục xấu. Vị tiểu thư này nói đúng không? Vương Khải chỉ vào Vương Cửu Cửu hỏi. Lý Minh định chối phát nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Vương Khải hắn vội vàng thừa nhận, đúng vậy, lúc đó. Anh không biết tôi có thể cho đóng cửa cành cọ vàng không? Vương Cửu Cửu cười nhạt nói. Ba. Vương Khải tát Lý Minh một cái rồi mắng, không có tiền đồ gì cả. Ra ngoài làm ăn, khách hàng là tương lai của mình. Tại sao mày lại thiên vị? Xin lỗi đại ca, người đánh nhau là bạn em Lý Minh miễn cưỡng thừa nhận. Hắn biết những chuyện như này phải có người đứng ra nhận tội thay người khác. Nếu đại ca tìm hắn, vậy chỉ có hắn gánh vác trách nhiệm. Hắn hy vọng sau này đại ca sẽ bồi thường cho hắn. Bạn bè, bởi vì nó là bạn của mày, mày để mặc nó muốn làm gì thì làm ư. Sao tao lại có loại nhân viên chó chết như mày? Lập tức thu dọn đồ cút đi cho tao. Đừng để tao thấy mặt mày nữa, Vương Khải ra vẻ chán ngán nói. Dạ, dạ, cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca, bây giờ em đi, bây giờ em đi. Lý Minh liên tục gật đầu rồi hắn xoay người chạy ra ngoài. Lúc này Vương Khải mới quay nhìn Trương Nghi Y, hắn cười nói, thật sự xin lỗi, không ngờ chúng giở trò, chuyện này do tôi tuyển người không tốt, lỗi của tôi. Phu nhân muốn xử lý chuyện này thế nào, Vương Khải tôi nhất định làm theo, không thắc mắc gì hết. Được rồi Trương Nghi Y khoát tay nói, khổ nhục kế diễn rất đạt. Cái bạt tay cũng rất thật, so với trên TV diễn xuất còn hay hơn nhiều, tôi đứng xem cũng đã hả giận, chuyện này tới đây coi như chấm dứt. Sao lại nói thế, phu nhân cứ cho một địa chỉ lát nữa tôi sẽ đem xe đến tặng. Dù gì chuyện này cũng là lỗi của tôi thấy một chiếc Ferrari rất thích hợp với phong cách của tiểu thư. Vương Khải cười tươi như hoa nói. Không cần, tiểu cửu nhà tôi không có phúc phận đó. Ra ngoài đi taxi đã rất lãng phí rồi. Tôi không dám để nó lái chiếc xe thể thao thời thượng như thế. Hơn nữa tôi là mẹ nó cũng chưa từng lái cái xe đó. Ha, ha, không sao, tôi sẽ cho người mang tới tặng hai cái. Phu nhân, nói xong chưa, tôi đã nói không là không. Anh còn gọi tôi là phu nhân thì đừng trách tôi. Phu nhân cái dám, tôi đã giả vậy sao? Trương Nghi Y chỉ vào mặt Vương Khải, mắng hắn. Hề hề, xin lỗi. Lỡ lời, thật sự lỡ lời, phu nhân, tiểu thư còn rất trẻ, lại xinh đẹp. Vương Khải biết hắn không thể đắc tội với người phụ nữ này, hắn chỉ còn biết cười xoa dịu. Cửu cửu, chúng ta đi. Trương Nghi Y cầm cái sách nhỏ, nhẹ nhàng nói. Vương Cửu Cửu cười gượng nói với Tần Lạc, thầy Tần, chúng ta đi thôi.
hừ, có một người mẹ như vậy thật xấu mặt. Thầy Tần, Trương Nghi Y đột nhiên quay đầu nhìn Tần Lạc, đôi mắt hoa đào nhìn khắp người Tần Lạc, giọng nói của nàng đột nhiên trở nên ngọt ngào, dịu dàng, bà nũng nịu nói, ôi chao, vị này là thầy Tần hả? Tôi thường xuyên nghe tiểu cửu của chúng tôi nói về thầy. Hi hi, nghe nói thầy đẹp trai, dạy rất hay, tốt bụng, tính hài hước. Trương Nghi Y, mẹ không thể nói chuyện bình thường được à? Vương Cửu Cửu giận dỗi dậm chân. Trương Nghi Y liếc nhìn Vương Cửu Cửu rồi khẽ nói, con biết cái gì? Không phải mẹ đang gây dựng mối quan hệ hữu hảo với con rể tương lai sao? Dù mẹ muốn có quan hệ tốt, cũng không cần phải nói theo kiểu đó. Mẹ cũng là một bà lão rồi, cần gì phải giả bộ thỏ non nữa? Nhà đầu chết tiệt, con có tin khi về nhà mẹ sẽ quất cho con một trận không? Ai là bà già, mẹ như thế này mà là bà già hả? Mẹ trẻ trung như này, con quên lần trước chúng ta đi chơi có người còn bảo mẹ là chị con à? Mẹ, Vương Cửu Cửu sợ mẹ nhỡ mồm tiết lộ chuyện trước mặt Tần Lạc, nàng vội vàng nói, được rồi. Chúng ta không còn việc gì nữa. Mẹ mau về thôi, Cao Thâm, tiễn hộ mẹ tôi về. Tôi cùng thầy Tần quay về trường. Cửu Cửu, tôi phải quay về văn phòng để báo cáo. Cao Thâm cười khúm núm nói. Hắn không dám ở lại một mình cùng với mẹ của Vương Cửu Cửu. Vứt hết báo cáo đi. Cao Thâm bất đắc dĩ đồng ý nhưng vẻ mặt hắn buồn rười rượi. À, đi à, về sớm vậy làm gì? Mọi người hiếm khi gặp mặt. Đến đây, tiểu Tần. À, không phải thầy Tần, chúng ta hãy ngồi xuống tâm tình nha. Ha, ha, tiểu Cửu của cô có học tốt không? Rất tốt, rất có tiềm năng. Tần Lạc ậm ừ trả lời. Ánh mắt người phụ nữ này nhìn hắn rất quái dị. Ồ, thế ngoài học tập ra? Cũng tốt lắm. Tần Lạc cười trả lời. Hắn càng lúc càng mơ hồ không hiểu gì. Thế là tốt rồi, ha, ha, A Cửu nhà cô rất giống cô, ngoài dung mạo xinh đẹp ra còn ôn nhu, hiền lành. Sau này hai người ở chúng với nhau phải vui vẻ nha. Dạ, vâng. Tần Lạc gật đầu nói. Sức khỏe của cô thế nào à? Cháu nghe Vương Cửu Cửu nói sức khỏe của cô không tốt. Sức khỏe, ai ra, A Cửu của chúng ta cũng hiểu chuyện, cô vẫn cứ tưởng nó vô tâm không quan tâm gì tới mẹ. Thì ra chuyện hai ngày này cô đâu đầu nó cũng nói cho thầy giáo biết. Ban đầu Trương Nghi Y sửng sốt, sau đó bà vui mừng nói. Đau đầu, Tần Lạc nghi ngờ hỏi lại. Vương Cửu Cửu ở bên cạnh nóng nảy giơ tay ra hiệu cho mẹ, nàng chỉ vào bụng mình, vẻ mặt rất khổ sở. Hả, đúng vậy, kỳ thật cô bị đau đầu, bụng cũng thấy khó chịu. Trương Nghi Y ra hiệu ok, mẹ sẽ phối hợp ăn ý với con. Vương Cửu Cửu cố sức xua tay ra hiệu, ý bảo nàng không phải ý đó. Trương Nghi Y vội kéo Vương Cửu Cửu lại hỏi, con gái bé bỏng của mẹ. Sốt của con nói mẹ bị bệnh gì? Bệnh phụ khoa. Phụ khoa, Trương Nghi Y nổi giận, đánh cái túi trong tay vào đầu Vương Cửu Cửu mắng, cô đúng là hư hết mức. Bệnh gì không nói hết lần này tới lần khác bảo mẹ mắc cái bệnh đó. Nếu biết thế tôi đã không sinh cô ra làm gì. Vương Cửu Cửu ôm đầu chạy trốn nói, lúc khẩn cấp ai kịp nghĩ gì chứ? Bệnh phụ khoa thì làm sao? Nó không phải là bệnh ư? Hai mẹ con động thủ với nhau ngay tại chỗ làm ba người đàn ông đứng trợn mắt, há hốc mồm nhìn. Hai người phụ nữ này quả nhiên là người nhà của cán bộ cốp. Sao lúc đầu nhìn không giống nhỉ? Có phải mình đã bị người khác lừa rồi không? Vương Khải thầm nghĩ. Trong lúc vô tình Vương Cửu Cửu nhìn thấy sắc mặt của Tần Lạc, nàng vội vàng ngừng lại hô, thôi thôi. Mọi người đang nhìn. Trương Nghi Y cũng phát hiện ra không phải bà đang ở nhà. Bà vội vuốt lại tóc mai tung ra, yểu điệu nói, mọi người không nên để ý. Tôi cùng Cửu Cửu chỉ vui đùa thôi. Hi hi, quan hệ hai mẹ con chúng tôi vẫn tốt như thế đấy. Không có, không có. Chúng tôi không ngại. Mấy người đàn ông khoát tay nói. Trương Nghi Y ngồi bên cạnh Tần Lạc, ân cần nói, thầy Tần, làm giảng viên khổ lắm đó. Thầy phải chú ý ăn uống một chút, có thời gian cứ tới nhà cô chơi. Cô sẽ nấu súp mời cháu. Súp của mẹ cũng ăn được sao? Vương Cửu Cửu cười nhạt nói. Con nhà đầu chết tiệt kia. Không nói gì thì cô chết hả? Cô có tin tôi không? Miệng cô lại không? Vì giữ gìn vẻ thùy mị trước mặt Tần Lạc, Vương Cửu Cửu cố gắng nhẫn nhịn không cãi lại. Cháu sẽ tới. Cảm ơn cô. Tần Lạc cười gật đầu. Ừ, tốt lắm. Phiền cháu đưa giúp cô Cửu Cửu về trường. Cao Thâm, chúng ta về. Trương Nghi Y nói. Dạ. Cao Thâm từ trong góc đi ra, hắn buồn bực trả lời. Ha, ha, để tôi tiễn mọi người. Vương Khải cười nói rồi hắn vội vàng đi theo sau Trương Nghi Y. Nguyên lai Vương Khải tưởng chuyện này rất khó giải quyết,
hắn không ngờ người phụ nữ này dễ dàng bỏ qua như vậy. Điều này làm hắn vô cùng vui mừng. Thế nhưng sự vui sướng của gã chưa phải là điềm lành, cao thủ tới phút cuối mới ra tay. Đắc tội với những nhân vật có máu mặt như này hắn xứng đáng nhận xui xẻo. Ó, được rồi, đi tới cửa Trương Nghi Y đột nhiên quay người lại như nhớ ra chuyện gì. Lãnh đạo, có điều gì muốn phân phó sao? Vương Khải cười ha hả nói. Hắn không thể xưng hô tiểu thư cũng như, phu nhân hắn chỉ có thể gọi là, lãnh đạo. Cao Thâm, ngày mai cậu tới Niêm Phong nhà này cho tôi, Trương Nghi Y nói với Cao Thâm. Được, cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ, Cao Thâm cười hì hì trả lời. Vương Khải ngã ngồi xuống đất, khóc không ra nước mắt. Chương 37, có hẹn với Khuynh Thành. Đi dạo phố đi, thầy vẫn chưa biết cuộc sống ban đêm ở Yến Kinh đúng không? Nàng rất khó khăn mới tìm được cơ hội ở chung với Tần Lạc. Nàng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Muốn đoạt được người đàn ông ưng ý, phụ nữ phải tự tạo ra cơ hội cho mình. Vốn Tần Lạc muốn quay về sớm bởi hắn còn phải châm cứu giải độc cho Lâm Hoán Khê, nhưng khi Vương Cửu Cửu đề nghị đi dạo phố hắn lại không đưa ra lý do để cự tuyệt. Hắn gật đầu nói, được, nhưng tôi mới đến Yến Kinh, không quen thuộc đường phố ở đây. Em không được để lạc tôi đâu nhé. Hi hi, thầy yên tâm. Em sẽ đưa cho thầy 20 đồng. Nếu thầy bị lạc, thầy đi taxi về. Vương Cửu Cửu cười ngọt ngào. Hai má lúm đồng tiền giống như một hắc động nuốt lấy ánh mắt của đàn ông. Thời tiết Yến Kinh về đêm khá mát mẻ, dù hơi lạnh nhưng vẫn tạo cho người dạo phố cảm giác dễ chịu. Đi cùng một cô gái không được tính là thân quen trên đường phố Yến Kinh sầm uất, người đi lại như mắc cửi, những con phố xa lạ, những đám người vội vã đi qua, vội vã biến mất. Từ trong mọt cửa hàng vang ra ca khúc Làm Điều Bắc Kinh với giọng hát buồn thảm xen lẫn oán hận. Nói chung đi dạo đêm rất dễ chịu. Nói thật, đi dạo cùng với một cô gái tuyệt sắc không phải là chuyện khổ sở gì. Ánh mắt hâm mộ của những người đàn ông xung quanh làm cho Tần Lạc cảm thấy phồng cả mũi. Dù thi thoảng hắn nghe được những câu đại loại như hoa nhài cắm bãi phân châu nhưng hắn không thèm để ý. Ai là phân châu? Mày mới là phân châu. Cả nhà mày đều là... Mình là bình hoa. Tần Lạc thầm xác định vị trí của mình. Vương Cửu Cửu tươi cười, yên lặng đi bên cạnh Tần Lạc, nàng vừa đi vừa ngân nga một bài nhạc nhẹ. Tâm trạng rất thoải mái, thoạt nhìn nàng giống như một cô gái đang trong trạng thái thỏa mãn. Dù với gia thế của gia đình nàng như vậy, hàng ngày nàng đều chuyên tâm đi học, ngồi ở hàng ghế đầu. Cho dù bất kỳ lúc nào cũng thấy nàng rất chăm chú nghe giảng. Đương nhiên lúc này Tần Lạc vẫn chưa biết cô sinh viên Vương Cửu Cửu thầm yêu mến hắn. Kỳ thật nhiều lúc nàng đã bị phong thái và kiến thức trung y uyên bác của hắn làm say đắm. Chẳng lẽ hắn không phát hiện ra những nữ tội phạm thoạt nhìn rất mê người? Em thích hát à? Tần Lạc cười hỏi. Ừ, ca hát làm con người ta vui vẻ. Mỗi lần em không vui em đều hát to lên, Vương Cửu Cửu cười nói. Tần Lạc xoay người về phía Vương Cửu Cửu hỏi, em cũng có lúc không vui ư? Trong ấn tượng của Tần Lạc, Vương Cửu Cửu là cô gái có tính cách hoạt bát, vui vẻ, có gia thế. Cái gì có thể làm nàng không vui? Có chứ, rất nhiều, làm gì có người nào lại không có phiền não trong cuộc sống? Vương Cửu Cửu cười nói. Em không vui khi nhớ thầy, nghe kể về chuyện xấu của thầy và Lâm Hoán Khê. Không vui khi thấy hai người đi chung một xe. Không vui khi thấy ảnh chụp của hai người. Những điều phiền não của nàng chỉ có thể giấu chặt trong lòng chứ không thể cho Tần Lạc biết. Thế tại sao không vui? Tần Lạc cười hỏi. Khi em còn bé, bởi vì Trương Nghi Y không cho em gọi là mẹ nên em tức giận. Đến khi em lớn em lại tức giận khi mẹ bắt em phải gọi là mẹ, Vương Cửu Cửu cười trả lời. Ha, ha, mẹ em thật thú vị, Tần Lạc cười ha hả nói. Hắn có ấn tượng tốt với mẹ của Vương Cửu Cửu. Cả hai mẹ con nàng đều là người có thể mang niềm vui tới cho người khác. Cả hai người chân thật, không giả bộ. Đôi khi có cố ý làm bộ nhưng lại mang tới cảm giác đáng yêu. Khi Trương Nghi Y mới tới cành cọ vàng, vẻ mặt của bà thể hiện sự cao quý, tao nhã, không có cái vẻ hung hăng, lên mặt. Nhưng vừa nhìn thấy con gái của mình thì ngay lập tức vẻ mặt đó biến mất, bà đi tới la mắng con gái của mình. Trước và sau dường như đó là bộ mặt của hai người khác nhau. Ừ, mẹ thích đóng những vai vui nhộn, Vương Cửu Cửu bĩu môi nói. Nhưng mắt nàng lại toát ra vẻ tự hào. Mỗi lần em mua quần áo về, mẹ đều mặc thử. Nếu mặc đẹp mẹ chạy đi mua hàng đống mang về. Mỗi lần hai mẹ con đi chơi có ai khen mẹ là chị em, mẹ vui mừng khôn xiết, hận không thể lấy trái tim ra cảm tạ. Mỗi lần đi chơi thời gian trang điểm của mẹ nhiều hơn cả em.
khi mặc quần áo đều hỏi em bộ nào không hợp. Nếu em nói hợp mẹ chỉ hỏi hợp à, rồi lập tức đổi bộ khác. Em nói cực kỳ đẹp mẹ mới thỏa mãn chấm dứt hành động ngược điên cuồng đó. Nói tới mẹ của mình Vương Cửu Cửu như một người ba hoa chích chòe mỗi chuyện nàng đều hứng thú kể làm tần lạc, một người ngoài cũng hiểu được tình cảm thắm thiết, hạnh phúc của hai mẹ con nàng. Có người mẹ như vậy là may mắn của em, ít nhất hai người sẽ không có trở ngại trong giao tiếp. Hiện nay người Trung Quốc có một điểm không bằng người phương Tây bởi vì mọi người cảm thấy yêu thương nhau, nhưng lại không nói ra được. Có vẻ như mọi người cảm thấy xấu hổ khi nói ra tình cảm yêu thương của mình. Có rất nhiều gia đình, thoạt nhìn bố mẹ và con cái giống như kẻ thù của nhau. Đột nhiên Tần Lạc chớp chớp mắt, hắn ngừng lại không đi nữa. Bọn họ đang đi ngang qua một khu salon bar cao cấp, có tên East Imperial. Hắn thấy Mã Hữu Tài và Vương Hạo sóng vai nhau từ ra từ bên trong. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, đứng nói chuyện ở bãi đỗ xe một lúc rồi mới chia tay nhau. Thầy biết bọn họ, Vương Cửu Cửu vẫn đứng cạnh Tần Lạc, nàng phát hiện ra vẻ mặt khác thường của hắn. Ừ, hai người, bạn Tần Lạc cười nói. Quả thật hai người này là bạn cũ, hắn kết oán thù với Vương Hạo là vì Lâm Hó Ẩn Khê. Nghe nói vì lần trước hắn làm bạn gái Vương Hạo, Trần Hiểu Tuyết đái ra quần trước mặt mọi người, Vương Họa thấy mất mặt nên đã bỏ rơi Trần Hiểu Tuyết. Lúc ấy Lâm Hó Ẩn Khê còn sụt sịt khi nàng nói với hắn chuyện này. Nhưng sao có thể hy vọng vào một tình yêu chung thủy của một đôi gian phu dâm phụ chứ? Bọn họ đến với nhau không vì tình yêu, hiển nhiên không thể đồng lòng với nhau. Về phần Mã Hữu Tài thì mâu thuẫn của hai người càng dữ dội. Đầu tiên Mã Hữu Tài bài xích hắn trong vụ chữa bệnh cho trẻ sơ sinh, ngấm ngầm cướp công lao của hắn. Hắn lại đứng sau sai con hắn gây chuyện với Tần Lạc để hắn bị đưa tới cục cảnh sát. Một người là viện trưởng bệnh viện Trung Y, một người là giám đốc công ty thiết bị y tế. Sao hai người đó lại có quan hệ với nhau nhỉ? Đột nhiên một ý niệm nảy sinh trong đầu Tần Lạc. Hai người đó không phải bạn của thầy, đúng không? Vương Cửu Cửu hỏi. Sao em biết? Bởi vì thầy cười rất âm hiểm. Liệu hai người đó có gặp xui xẻo không nhỉ? Vương Cửu Cửu cười giảo hoạt. Ha, ha, đi thôi, tôi đưa em quay về trường, Tần Lạc cười nói. Có lẽ mình có thể vì Lâm Gia Gia tìm được cách phá vỡ cục diện này. Ngày hôm sau Vương Cửu Cửu nói cho hắn kết quả xử lý sự việc ở cành cọ vàng. Điều này làm cho Tần Lạc có ấn tượng với cách xử lý vụ việc của các nhân viên chính quyền ở Trung Quốc. Đương nhiên hắn cũng hiểu kết quả này là do bên trên ép xuống. Người bi thảm nhất là Đào Nhiên. Hắn không chỉ là người hành hung chính mà còn vô số vụ án của hắn cũng bị vạch trần. Nếu các chú cảnh sát nghiêm chỉnh làm việc thì thật đáng sợ. Điều tồi tệ nữa là nhân viên cảnh sát lục soát thấy một khẩu súng lục trên người hắn. Bây giờ hắn bị buộc thêm tội danh, có nguy cơ gây nguy hiểm cho người khác. Hắn không chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự mà còn có khả năng bị quân đội tuyên án. Đám tay chân của hắn đều là đồng lõa, bị kết án theo các mức độ khác nhau và bị giam giữ ở cơ quan công an. Lý Thanh Ương rõ ràng may mắn nhất, mặc dù Vương Cửu Cửu tố cáo hắn tội sàm sỡ nhưng không có ai làm chứng hơn nữa hắn cũng là một nạn nhân. Hắn quả thật cũng là nạn nhân. Hắn đã bị Vương Cửu Cửu đánh cho một trận no đòn lúc ở trong WC. Khi Cao Thâm dẫn đội cảnh vệ chạy tới hắn muốn chuồn nhưng không được. Hắn lại bị gọi vào lấy lời khai. Từ đầu tới cuối hắn không có cơ hội phản kháng. Bị Vương Cửu Cửu cho ăn một trận bạt tai hắn gần như ngất xỉu. Vì lý do đó hắn được đưa vào bệnh viện. Sau khi người nhà hắn tích cực lo lót nên hắn thoát tội. Sau khi kết thúc hai tiết học trung y chẩn đoán học, Tần Lạc đang định quay về văn phòng thì chuông điện thoại trong túi vang lên. À, xin chào, ai đó? Tần Lạc hỏi khi hắn thấy số lạ. Cậu đoán xem tôi là ai nào? Trong điện thoại vang lên giọng nói nũng nịu của một phụ nữ. Phản ứng đầu tiên của Tần Lạc là nghĩ tới Trương Nghi Y, mẹ của Vương Cửu Cửu. Bởi mẹ nàng hay có trò giả nai như thế, Tần Lạc nhớ kỹ giọng nói đó của bà. Nhưng Trương Nghi Y không thể có số điện thoại của hắn. Bà cũng không có lý do gì gọi điện cho hắn lúc này. Tần Lạc suy nghĩ một chút rồi nói, tôi không biết. Cậu là đồ đểu, chiếm tiện nghi của người ta giờ lại muốn vỗ mông chạy hả? Tiếng người phụ nữ u oán vô cùng. Này, tôi thực sự không biết chị là ai, Tần Lạc cười khổ nói. Mình chiếm tiện nghi của nàng lúc nào đây? Nàng có phải là xử nữ không thì hắn không rõ lắm. Nhưng hắn có phải xử nam hay không, chẳng lẽ có người hiểu rõ hơn cả hắn? Đáng ghét, người ta là Lệ Khuynh Thành đây, người phụ nữ bên kia cười khúc khích. Khuynh Thành, Khuynh Thành nào? Tần Lạc hỏi.
Hỗ đản, tôi là Lệ Khuynh Thành. Mỹ nữ bị cậu đẩy ngã. Nhớ ra chưa, lúc đó tôi đã cho cậu số điện thoại của tôi. Cậu không ghi lại à? Thật ngại quá, tôi quên mất. Tần Lạc ứng phó toát cả mồ hôi. Hắn thực sự không có thói quen ghi lại số của người khác. Tôi biết sáng nay cậu chỉ có 2 tiết dạy. Bây giờ cậu lập tức tới cổng trường chờ tôi. Tôi có chuyện quan trọng cần gặp cậu ở điện thoại bên kia, Lệ Khuynh Thành nói như hét. Nàng thực sự đã bị gã thanh niên này chọc tức. Mỹ nữ không dễ dàng tha thứ, nhất là khi họ bị bỏ rơi. Chương 38, người mẫu đùi đẹp. Mỗi lần nhìn thấy Lệ Khuynh Thành, người can đảm nhất cũng thấy kinh hãi. Nàng mặc một cái váy ngắn, một cái phông bó sát người, cổ xẻ rộng. Nàng không mặc áo chíp bên trong, cặp nhũ hoa của nàng không có gì trói buộc, chúng nhún nhảy theo bước chân của nàng. Nàng đi một đôi giày bằng rất cá tính, trên vai khoác một cái ba lô màu đen, trên đầu là một cái mũ hoa trang nhã đội nghiêng, làm cho người khác có cảm giác nàng là một nữ nhân viên của OL đội cái mũ thời thượng của các tiếp viên hàng không. Phong cách lộn xộn này không làm cho người ta thấy quái dị, ngược lại vô cùng ăn nhập với nhau. Cảm giác thực sự là nàng rất có cá tính. Nàng và Lâm Hoán Khê đều là mỹ nữ một trong vạn người, nhưng phong cách của hai người khác nhau. Lâm Hoán Khê luôn mặc quần áo kín đáo, không cổ hủ nhưng cũng không quá mốt. Lệ Khuynh Thành hoàn toàn khác, nàng luôn chạy theo mốt, ví như bộ quần áo hôm nay của nàng sẽ không có nhiều giảng viên trong trường dám mặc bộ quần áo đó đi ra ngoài. Hơn nữa với đôi chân trần của mình, nàng càng thách thức sinh viên hơn. Tần Lạc yên lặng đứng nhìn các sinh viên đang trong giai đoạn hormone tăng trưởng phát triển mạnh mẽ đang nhìn nàng thầm cầu nguyện, hắn hiểu hàng ngày bọn họ phải chịu khổ cực rất nhiều. Dù bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy nàng đều chỉ nghĩ tới một điều, giường. Nhìn thấy Tần Lạc đi tới, Lệ Khuynh Thành bước tới đón hắn, nàng ôm cánh tay hắn, cấu hắn một cái thật đau rồi mắng, Tần Lạc đáng chết này, cậu làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Bao nhiêu người muốn tôi cho số điện thoại mà tôi không cho. Cậu thì hết lần này tới lần khác nói mất số của tôi. Tôi làm cậu chán hả? Cậu không ghi số của tôi à? Tôi vô tâm quá, lúc đó tôi không nghĩ tới sao lại quên mất. Tần Lạc khổ sở giải thích. Hắn muốn thoát khỏi bàn tay của nàng nhưng ngược lại hắn lại bị nàng bám chặt hơn. Ồ, lúc đó cậu không nghĩ tới nên quên, chứng tỏ cậu không coi trọng tôi. Cậu thương hại tôi, muốn bỏ chạy hả? Lệ Khuynh Thành nhíu mày hỏi Tần Lạc. Chỉ có số của tôi mà, Tần Lạc nhỏ nhẹ giải thích. Tôi đương nhiên có số của cậu, tôi mà không có số của cậu, cậu bỏ trốn thì tôi biết làm sao. Tôi, không phải là loại người như vậy. Tần Lạc cúi đầu nhìn đầu gối để trần của nàng nói, hình như không việc gì. Quả thật lúc này phần đầu gối bị rách toạc đã lành, không để lai sẹo. Da trắng nõn nà thoạt nhìn như phát ra một vầng sáng trắng. Hắn đương nhiên đã rất tin tưởng với y thuật của mình. Nhìn cái gì vậy? Có tin tôi này sẽ móc mắt của cậu không? Dám ăn đậu hũ của tôi. Lệ Khuynh Thành cốc đầu, Tần Lạc mắng hắn. Tần Lạc quay đầu lại nhìn, quả nhiên có rất nhiều người đang nhìn hắn như nhìn một sắc lang. Khuôn mặt anh tuấn của Tần Lạc đỏ bừng. Hắn đang muốn giải thích, Lệ Khuynh Thành đã ghé vào tai hắn thì thào, nếu muốn nhìn thì cứ đi theo tôi tới một chỗ. Cậu sẽ được nhìn thoải mái. Chỗ nào? Tần Lạc đã bị viễn cảnh đó hấp dẫn. Cứ theo tôi là được. Nhưng tôi còn có chút việc. Tôi ý đã kiểm tra rồi, sáng nay cậu chỉ có 2 tiết dạy. Tôi cái gì, cậu quên cậu đã hứa với tôi rồi hả? Cậu đẩy tôi ngã, lại thân mật tiếp xúc với nhau đến độ không thể buông tha cho cậu. Bây giờ cậu còn cò kè mặc cả với tôi hả? Tôi lại là người không đáng giá như vậy hả? Không phải, tôi sợ, quên đi, Tần Lạc thầm nghĩ, hay là không nên nhắc tới Lâm Hoán Khê trước mặt nàng. Hắn nhận thấy hai cô gái này hình như không thích nghe người khác nói về đối phương. Lệ Khuynh Thành không tự mình lái xe mà nàng đã gọi sẵn xe đợi ở cổng trường. Sau khi kéo Tần Lạc ngồi vào ghế sau của xe, nàng nói với tài xế, đường Tân Hoa, International Beautiful Women. Người tài xế tham lam thưởng thức vẻ gợi cảm chết người của Lệ Khuynh Thành qua gương chiếu hậu một lát rồi mới nổ máy lái xe rời đi. Chúng ta đi đâu vậy? Tần Lạc hỏi. Không phải cậu thích nhìn đùi phụ nữ sao? Dẫn cậu đi xem một lần cho no mắt, Lệ Khuynh Thành cười hì hì nói. Tài xế phía trước run run, suýt chút nữa hắn đâm vào đuôi xe phía trước. Tôi cũng thích nhìn bắp đùi phụ nữ. Cô hãy cho tôi đi cùng với, người tài xế rên rỉ nói. Chị không có xe à? Tần Lạc nói lảng sang chuyện khác. Có, nhưng tôi không thích lái xe. Cậu không biết chứ, ở Yến Kinh tắc đường khủng khiếp. Nếu đi taxi gặp tắc đường tôi có thể nằm ngủ ở ghế sau.
Ngủ làm cho phụ nữ xinh đẹp mà Lệ Khuynh Thành cười nói. Không phải muốn ngủ cùng đàn ông mà chỉ muốn ngủ một mình. Hả, Tần Lạc không nói được gì nữa. Hắn nhận ra vô luận hắn nói cái gì nàng đều đưa câu chuyện tới chủ đề mà hắn không dám tiếp lời nàng. Hi, hi, không dám nói tiếp hả? Sợ tôi ăn cậu à? Không có. Vậy tôi thực sự muốn ăn cậu. Tần Lạc càng không nói được gì, Lệ Khuynh Thành càng thấy hắn đáng yêu nàng càng đùa bỡn với hắn. Suốt dọc đường đi, câu chuyện của hai người làm tài xế mấy lần suýt đâm xe vào lan can đường. Sau khi vất vả lái xe tới nơi người tài xế ướt đẫm mồ hôi, Tần Lạc thì thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Lệ Khuynh Thành thanh toán tiền xe, người tài xế ngay lập tức lái xe chạy mất hút. Vì chính sự an toàn của mình và hạnh phúc của gia đình hắn quyết định xếp Lệ Khuynh Thành vào danh sách đen. Người phụ nữ này rất kinh khủng. International Beautiful Women tên gọi là Trung tâm Thẩm mỹ Người đẹp Quốc tế. Dựa vào tên gọi của nó có thể biết đây chính là trung tâm của Lệ Khuynh Thành. Cửa hàng này do chị mở hả? Tần Lạc chỉ vào biển hiệu của International Beautiful Women hỏi. Đương nhiên, không thì tại sao lại gọi là Khuynh Thành? Lệ Khuynh Thành cười gật đầu. Chị không phải giảng viên à? Ai bảo làm giảng viên thì không thể làm thêm? Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc như nhìn một gã nhà quê gia tỉnh. Nàng giải thích, bây giờ các giảng viên ở học viện nếu không đi làm thêm ở bệnh viện thì cũng mở phòng khám chữa bệnh. Có bao nhiêu giảng viên thẩm mỹ không tự mình mở thẩm mỹ viện riêng? Có bao nhiêu giảng viên kiến trúc không tự mình nhận thiết kế công trình? Tôi mở thẩm mỹ viện thì có gì đáng trách? Không phù hợp với chuyên ngành của tôi ư? Chuyên ngành của tôi là thiết kế hình ảnh và tôi cũng là chuyên gia dinh dưỡng cao cấp. Tôi tới đây làm gì? Tần Lạc hỏi. Cho cậu xem bắp đùi phụ nữ. Tôi nói thật. Tôi cũng nói thật. Tần Lạc phát hiện hắn không thể nói lại với nàng. Hì, hì, đi thôi, chúng ta hãy vào đi. Bên trong là vương quốc của mỹ nữ, cậu là người đàn ông duy nhất có thể bước vào. Lệ Khuynh Thành ôm cánh tay Tần Lạc cười nói. Chào Lệ Tổng. Chào Lệ Tổng. Lệ Tổng. Quả nhiên Lệ Khuynh Thành đi tới chỗ nào, bất cứ nhân viên nào nhìn thấy nàng cũng đều cung kính cúi chào. Xem ra uy danh của nàng không phải nhỏ. Lệ Khuynh Thành vừa ôm cánh tay Tần Lạc đi vào bên trong, vừa gật đầu chào hỏi. Building rộng lớn này giống như một mê cung. Trên tầng 2 của tòa nhà vang lên tiếng cười nói rộn ràng của một đám phụ nữ. Một nhóm phụ nữ ăn mặc lộng lẫy ngồi ở xa nói chuyện. Dung mạo các nàng cực kỳ xinh đẹp, người có nhan sắc kém nhất cũng thuộc loại mỹ nữ hiếm có. Nhìn qua cũng biết các nàng đều có gia thế mạnh mẽ. Ít nhất các nàng không phải lo toan chuyện cơm áo gạo tiền. Các nàng thấy Lệ Khuynh Thành và Tần Lạc đi vào đều cười chào hỏi. Lệ đại mỹ nhân của chúng ta tới. Ha, ha, hôm nay chị Lệ dẫn theo một chàng trai rất ưa nhìn. Sao thế, lại đổi khẩu vị à? Ai ra, các cậu nhìn xem cậu em này đẹp trai quá. Đến đây, chàng trai, ngồi cạnh chị rất thích cậu. Chị Lệ thay đổi khẩu vị rồi à? Bây giờ Thành Châu già gặm cỏ non hả? Lệ Khuynh Thành cười mắng, các cậu nói nhảm vừa thôi. Mồm miệng ai cũng độc địa, chỉ biết nói xấu người khác. Chúng ta chỉ là bạn bè, cậu ấy không phải bạn trai của tôi. Tôi có muốn làm tới cậu ấy cũng không dám. Hôm nay tôi đặc biệt mời cậu ấy tới đây để thưởng thức đùi non của Tư Tuyền. Ha, ha, Tư Tuyền, cậu ấy tới nhìn đùi của cậu. Cậu mau đứng lên cho người ta xem một chút. Ha. Đệ nhất chân dài Đài Loan không thể chỉ có hư danh. Hãy đứng lên cho các chị xem nào. Cậu em, chân của chị cũng đẹp lắm. Bị một nhóm mỹ nữ xinh đẹp như vậy vây quanh trêu đùa, mỗi người một câu làm cho Tần Lạc vô cùng xấu hổ. Hơn nữa ánh mắt các nàng lẳng lơ, xuồng xã giống như một nhóm xác nữ làm Tần Lạc hận không có cái lỗ nào để rúc vào. Xin chào, chị là Tư Tuyền, chị đã nghe chị Lệ kể về cậu. Rất vui được gặp cậu. Một người phụ nữ ngồi ở góc xa đứng lên. Chủ động chia tay ra nói với Tần Lạc. Người phụ nữ đó đột nhiên đứng lên làm Tần Lạc giật mình sợ hãi thối lui lại hai bước. Không phải vì nàng xấu mà vì nàng rất cao. Nàng cao 1m76, chân dài 1m13, tỷ lệ giữa thân trên và chân là 64%. Nàng đi một đôi giày đế bằng màu bạc, khi nàng đứng lên còn cao hơn Tần Lạc hẳn một cái đầu. Xin chào, tôi rất vui được biết chị Tần Lạc bắt tay Trần Tư Tuyền. Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu hắn tới đây để làm gì. Hãy nhìn bắp đùi của cô ấy. Đẹp không? Lệ Khuynh Thành hỏi châm chọc Tần Lạc. Tần Lạc nghe lời cúi xuống nhìn rồi gật đầu nói, rất đẹp. Hì, hì, ha,
Ha, khanh khách. Câu trả lời ngu ngơ của Tần Lạc làm cho mấy phụ nữ đó cười nghiêng ngả. Ngay cả Trần Tư Tuyền đang đứng trước mặt hắn cũng che miệng cười. Lệ mỹ nhân, chị tìm ở đâu ra chàng trai đáng yêu thế? Cho em mượn 2 ngày được không? Không được, cho em mượn chắc chắn cậu ấy sẽ bị em lột ra, ăn tươi nuốt sống. Lệ Khuynh Thành cười mắng. Sau đó nàng quay sang nói với Tần Lạc, chẳng lẽ cậu không phát hiện ra vấn đề gì ư? Vấn đề, Tần Lạc cẩn thận nhìn một lần nữa. Hắn phát hiện trên đùi của Tư Tuyền có một vết sẹo nhỏ và dài. Nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra. Thấy chưa? Lệ Khuynh Thành hỏi. Rồi Tần Lạc gật đầu đáp. Tư Tuyền là người bạn tốt nhất của tôi. Cậu nhất định phải tìm cách giúp cô ấy. Vẻ mặt quyến rũ của Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc nói. Không có vấn đề gì. Chị đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi rất hồi hộp. Tần Lạc vuốt mồ hôi trán nói. Phụ nữ đúng là mầm họa. Tần Lạc lại chưa có kinh nghiệm giao tiếp với một lúc nhiều mỹ nữ như thế. Chương 39, không thật tâm đối đãi với người. Làm người mẫu chân là một nghề khá thịnh hành ở nước ngoài, chủ yếu để quảng cáo cho các sản phẩm có liên quan tới chân như tất chân, giày, bốt, váy ngắn và các sản phẩm bảo vệ da khác. Trên thế giới, người mẫu chân phải đáp ứng những tiêu chuẩn vô cùng đặc biệt, tỷ lệ giữa bắp chân và bắp đùi phải gần tương đương nhau hoặc trội hơn bắp đùi chút ít, dáng chân thon dài. Đường cong đẹp, mịn màng, bóng mượt, không có sẹo rõ ràng, ở giữa phải thẳng, bắp chân rắn chắc, bắp đùi mịn màng, kiều đồn không có sẹo lồi. Bởi vậy là một người mẫu chân, bất kỳ vết sẹo nào ở đùi cũng là một vết sẹo chí mạng. Trần Tư Tuyền được coi là người có cặp đùi đẹp nhất Đài Loan, công việc làm ăn của nàng đang phát đạt. Nhưng trong một lần chụp ảnh quảng cáo, trong lúc vô tình đùi của nàng bị mấy thiết bị cắt phải. Trên đùi có một vết rách cũng không thành vấn đề thế nhưng với Trần Tư Tuyền thì lại có liên quan tới tiền đồ cùng nghề nghiệp của nàng. Nàng và Lệ Khuynh Thành là bạn học đại học, cũng là bạn thân. Nàng đã gọi điện thoại kể cho Lệ Khuynh Thành nghe về nỗi phiền não của mình. Lúc đầu Lệ Khuynh Thành cố gắng an ủi nàng đến khi nàng vô tình phát hiện vết thương đầu gối do té ngã của nàng đã không để lại chút sẹo nào. Nàng lập tức gọi điện báo tin vui này cho Trần Tư Tuyền. Trần Tư Tuyền vui mừng vô hạn. Chuẩn bị hành trang bay tới Yến Kinh. Vì vậy Tần Lạc mới bỗng dưng bị kéo tới thẩm mỹ viện dành cho phụ nữ này. Có chữa được không? Không để lại bất kỳ dấu vết nào chứ? Chờ Tư Tuyền lo lắng hỏi. Rất xin lỗi, tôi không phải là không tin cậu. Lệ mỹ nhân nói y thuật của cậu rất cao nhưng tôi vẫn thấy lo lắng tiếng Trung Quốc của nàng không tốt lắm. Đặc chất giọng Hồng Kông nhưng dáng vẻ đau đớn đáng thương của nàng làm người khác phải mủi lòng. Tần Lạc chỉ đầu gối của Lệ Khuynh Thành nói. Trước kia vết thương của chị ấy nghiêm trọng hơn so với chị. Bây giờ chị có thấy tí sẹo nào không? Này tiểu đệ, cậu lại phi lễ với tôi trước mặt người khác nha. Lệ Khuynh Thành nhìn thấy hai mắt Tần Lạc đang nhìn đầu gối mình, nàng liếm môi cười nói. Tôi chỉ lấy ví dụ thôi. Tần Lạc vội quay mặt đi. Nhưng hành động của cậu dễ làm người khác hiểu lầm. Lý Tư Tuyền cười nói, Lệ mỹ nhân cũng nói đầu gối của mình bị thương nhưng tôi không tìm thấy sẹo. Làm sao có thể hồi phục tốt như vậy? Giống y như ban đầu. Hay lắm, Tư Tuyền, dù chúng ta nói gì cậu cũng không tin. Cậu cứ để cậu em này sờ vào bắp đùi của cậu, vết sẹo của cậu sẽ hết liền. Lệ Khuynh Thành nói. Nói như vậy, đùi cậu cũng do cậu ấy sờ soạng nên mới đẹp vậy à? Một cô gái mặc sơ mi trắng rất hấp dẫn trêu chọc. Đúng thế, tôi không chỉ cho cậu ấy sờ mà còn cho cậu ấy nhìn thấy những thứ không nên nhìn. Lệ Khuynh Thành không chịu tỏ ra lép vế. Cái không nên xem là gì vậy? Có người hỏi. Đúng là ngu ngốc, cậu hỏi câu hỏi ngu ngốc vậy mà không biết xấu hổ à? Cái gì của phụ nữ không thể để đàn ông nhìn thấy? Lệ Khuynh Thành nói. Tôi không cố ý, tại khi đó chị ngồi như vậy tôi không nhìn cũng không được. Tần Lạc ngượng ngùng giải thích. Đứng trước mặt đám đông phụ nữ mỗi người trêu ghẹo một câu làm cho Tần Lạc cảm thấy đầu mình ong ong như có một đàn ong mật đang bay loạn xạ. Người phụ nữ đó cười ngặt nghẽo nói, tiểu đệ đẹp trai, cậu thực sự đáng yêu. Không cần tra hỏi cậu đã nói hết. Tì ra hai người cũng có chuyện đó thật. Tôi lại cứ tưởng Lệ mỹ nhân nói đùa. Cả ngày chỉ biết đùa cợt người khác. Lần này Lệ mỹ nhân đã cho người khác bổ mắt. Tiểu đệ, chỗ đó của Lệ mỹ nhân có đẹp không? Tần Lạc chưa kịp nói đẹp đã bị Lệ Khuynh Thành bấm cho một cái. Hắn hoảng sợ lắc đầu nói, không đẹp. Đám mỹ nữ đó ôm bụng cười. Tần Lạc bị Lệ Khuynh Thành đấm cho mấy cái vào vai. Đợi khi các mỹ nữ cười xong Tần Lạc mới nói, chị có muốn tôi chữa trị không? Đã mất quá nhiều thời gian, có thể 2 tiết sau ở trường đã kết thúc.
Tần Lạc muốn quay về gặp Lâm Hoán Khê, hắn không thể để nàng đợi lâu ở cổng trường. Tư Tuyền, ngồi xuống, cậu hãy dâng hiến sự trinh tiết của đùi cậu cho tiểu đệ đẹp trai của chúng ta nhìn đi, Lệ Khuynh Thành cười nói. Đùi cũng có trinh tiết ư, người phụ nữ này thật ác khẩu, Tần Lạc suýt chút ngã ngồi xuống. Thảo nào những giảng viên nam ở trường nghe nói tới nàng đã giật mình hảng sợ. Nàng quả nhiên có bản lãnh khiến cho người ta kinh sợ. Vậy chẳng phải cậu đã sớm dâng hiến của mình rồi ư? Trần Tư Tuyền phản ứng lại, nàng ngồi ở ghế xa, cởi giày, duỗi đôi chân dài xinh đẹp, làm bao người phải nín thở ra trước mặt Tần Lạc. Động tác của nàng làm người khác phải liên hệ tới dáng vẻ khi hiến dâng trinh tiết. Tần Lạc ngồi xổm, hắn móc cái bình được bột kim dũng từ trong người ra. Hắn cẩn thận đổ một ít bột kim dũng nhẹ nhàng xoa vào chỗ vết sẹo trên đùi Trần Tư Tuyền. Sau đó Tần Lạc dùng ngón tay miết nhẹ vùng vết sẹo cho tới khi bột kim dũng ngấm vào da thịt nàng hắn mới dừng lại. Tần Lạc cất cái bình đi, nói với Tư Tuyền, hôm nay lúc tắm rửa chị không được tẩy lớp thuốc bột đi. Ngày mai thì tốt rồi. Tốt, Tư Tuyền kinh ngạc nhìn Tần Lạc. Ừ, rất tốt, Tần Lạc gật đầu. Không thể nào, tiểu đệ đẹp trai, làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Cậu không thể nào bôi thứ đó lên để lừa dối Tư Tuyền của chúng tôi như vậy. Chân cũng đã để cậu sờ nửa ngày, cậu phải chứng tỏ đi chứ. Không chỉ Trần Tư Tuyền không tin mà ngay cả những mỹ nữ bàng quan sát cũng đều nghi ngờ. Thực sự sẽ khỏi Tần Lạc dở khóc dở cười. Các cậu không nên làm khó Tần Lạc, lúc đầu cậu ấy trị thương cho tôi cũng thế, Lệ Khuynh Thành biết thuốc bột của Tần Lạc vô cùng lợi hại nên nàng giải vây cho hắn. Hừ, Lệ mỹ nhân. Cậu nói hộ cho tiểu tình nhân của cậu đấy nhé. Ba ngày sau bọn mình tới xem, nếu Trần Tư Tuyền không chuyển biến, bọn mình sẽ lột quần cậu, đánh vào. Được, nếu Trần Tư Tuyền khỏi hẳn, cậu hãy đem bộ ảnh nút bí mật chụp với trang sức lần trước tới đây cho bọn mình thưởng thức, Lệ Khuynh Thành khiêu khích nói. Sau đó nàng quay lại hỏi Tần Lạc, cậu có biết bộ ảnh Nudie chụp cùng trang sức là gì không? Không biết, Tần Lạc lắc đầu. Ừ, tôi biết là cậu sẽ không biết. Đến lúc đó cậu sẽ được thưởng thức một bữa no mắt, Lệ Khuynh Thành cười hì hì nói. Lệ Khuynh Thành, cậu chết đi, mỹ nữ đó đỏ mặt mắng Lệ Khuynh Thành. Tần Lạc thấp thỏm chờ mong, dựa vào lời nói của các nàng hắn có thể thấy cái bộ đó rất thần bí. Trước lúc Tần Lạc rời nhà ông nội hắn đã dặn dò, lần này đi xa. Đầu tiên là giải quyết xong chuyện hứa hôn từ nhiều năm trước. Mặt khác cũng phải mở mang kiến thức một phen. Xem bộ ảnh nút với trang sức có phải là mở mang kiến thức không? Đối với ông nội hắn mà nói, hắn khẳng định ông không bao giờ có phúc phận này. Dựa vào câu chuyện của những mỹ nữ này, Tần Lạc cũng hiểu ra thế các nàng rất khủng khiếp. Trong đó mỹ nhân tóc quan chính là ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc. Đáng tiếc Tần Lạc là một gã nhà quê nên hắn không nhận ra. Sau khi để đám mỹ nữ đó điên khùng trêu ghẹo một hồi, Lệ Khuynh Thành đứng lên nói, các chị em cứ trò chuyện. Tôi và Tần Lạc có chút chuyện cần bàn. Biết cậu rất sốt ruột rồi. Cứ đi giải quyết đi, một mỹ nữ tóc ngắn vung tay nói một cách phóng khoáng. Cậu mới sốt ruột, ngày nào cậu cũng sốt ruột, Lệ Khuynh Thành trả miếng. Tần Lạc che mặt lắc đầu. So với các nàng, kẻ nào tự nhận mình là lưu manh, quả thật kẻ đó đã sỉ nhục chữ lưu manh. Phòng làm việc của Lệ Khuynh Thành trên lầu 3, căn phòng bài trí rất trang nhã. Trong phòng ngoài bàn làm việc của nàng và một tủ sách chỉ có một bộ sa, tủ quần áo. Xem ra căn phòng này không chỉ là nơi làm việc mà còn là nơi nghỉ ngơi của nàng. Ngồi đi, Lệ Khuynh Thành chỉ ghế sa nói. Nàng treo cái mũ vào cái móc trên tường, tay vuốt lại tóc, những động tác rất nữ tính. Cảm ơn, Tần Lạc ngồi xuống ghế sa. Lệ Khuynh Thành bưng tới hai chén trà đặt trên bàn rồi nàng ngồi đối diện với hắn. Lúc này vẻ mặt khiêu gợi, quyến rũ của nàng đã biến mất. Nàng nghiêm trang nhìn Tần Lạc. Chị đừng như vậy, Tần Lạc chột dạ nói. Tôi đừng thế nào. Đừng nhìn tôi như thế, Tần Lạc khẽ ngồi lui lại. Dù nàng nhìn rất bình thường thì người khác vẫn thấy rất không bình thường. Hi hi, thật sự rất đáng yêu, Lệ Khuynh Thành cười thoải mái. Nàng đột nhiên ngừng lại nói, tôi muốn bàn chuyện làm ăn với cậu. Làm ăn gì, Tần Lạc thầm nghĩ, không phải chị muốn mua thân thể của tôi đấy chứ. Nếu nàng móc ra rất nhiều tiền đặt trước mặt mình nói tối hôm nay cậu ở cùng tôi thì số tiền này là của cậu. Liệu mình có từ chối được không? Tôi rất ghét cái thuốc bột đó của cậu. Cậu cứ đặt giá, bán phương thức bào chế cho tôi, Lệ Khuynh Thành nói thẳng ra. Không được, không được, Tần Lạc lắc đầu. Đây là báu vật gia truyền của Tần gia. Sau này tôi còn muốn truyền cho con cái. Con cái tôi lại truyền cho cháu tôi. Không thể bán.
đổi lại thành phương thức hợp tác cũng được. Cậu dùng phương thức điều chế làm cổ phần, tôi phụ trách nguyên liệu, sản xuất, phát triển, cùng với tiêu thụ. Chúng ta chia làm ba bảy. Lệ Khuynh Thành tiếp tục gạ gẫm hắn. Không được, không được, Tần Lạc lại lắc đầu. Nếu ông nội tôi biết ông sẽ đánh gãy chân tôi. Tôi không thể dùng cái đó để kiếm tiền. Chia làm 4-6, tôi 6 cậu 4. Không được, nhà tôi cũng không thiếu tiền. Hàng ngày tôi chi tiêu cũng khá ít, không cần dùng nhiều tiền như vậy. Chia làm 5-5. Lệ Khuynh Thành cắt ngang lời Tần Lạc, tiếp tục ra giá. Nàng sẽ không từ bỏ khi chưa đạt được thỏa thuận với hắn. Thật sự không được, bố mẹ tôi sẽ không đồng ý. Tỷ lệ 6-4, cậu 6 phần tôi 4. Chuyện này thực sự tôi không làm chủ được, chị không nên làm khó dễ tôi. Chị cứ ép tôi là tôi sẽ bỏ đi. Tỷ lệ 7-3, cậu 7 tôi 3. Tôi nghĩ nếu tôi để lại cho con tôi nhiều tiền cũng phương thức bào chế thuốc, chắc chắn nó sẽ hài lòng hơn, Tần Lạc nói. Chương 40, bí mật kinh thiên động địa. Lệ Khuynh Thành cười nhìn Tần Lạc cho đến khi hắn ngượng ngùng quay nhìn chỗ khác, nàng mới khẽ nói, cậu rất giảo hoạt. Chị cũng vậy, Tần Lạc cũng thản nhiên nói. Hắn không biết buôn bán kinh doanh nhưng hắn không phải người ngốc nghếch. Hắn biết nếu loại thuốc bột này được đưa ra thị trường, lợi nhuận rất kinh người. Loại bạch dược Vân Nam có giá trị hàng trăm triệu trên thị trường. Loại thuốc này của hắn có thể giảm đau, chống viêm nhiễm, đặc biệt có thể khôi phục da giống như ban đầu nên chắc chắn nó càng được công chúng yêu thích. Thượng đế ban cho mỗi người một sở thích hào nhoáng nhưng lại không ban cho tất cả một gương mặt đẹp. Theo tính toán sơ bộ trên thế giới có rất nhiều người trên mặt có vết nám, hoặc sẹo do bệnh đậu mùa, vậy nên có thể hiểu được thị trường cần loại thuốc này lớn cỡ nào. Liệu có ai muốn lưu lại sẹo trên mặt hoặc trên người không? Dù hắn đã chia cho Lệ Khuynh Thành 3 phần lợi nhuận đã là con số cực kỳ lớn. Đương nhiên Lệ Khuynh Thành cũng hiểu rõ điều này. Nếu không bằng vào sự khôn khéo của nàng, nàng sẽ không đồng ý phương thức hợp tác như vậy. Nói như vậy chúng ta xem như là anh hùng tương ngộ, Lệ Khuynh Thành cười quyến rũ. Đây gọi là anh hùng nan qua ải mỹ nhân, Tần Lạc nói. Hắn cố gắng không nhìn vào cổ áo xẻ rộng của nàng nhưng ánh mắt lơ đãng của hắn lại vô tình nhìn vào đó. Một sắc lang có thể kìm nén được trước tình cảnh này không? Tôi rất thích câu trả lời này, Lệ Khuynh Thành cầm chén trà trước mặt, giơ lên nói với Tần Lạc, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Tần Lạc cũng bưng chén trà lên chạm với Lệ Khuynh Thành. Khi tôi phát hiện vết thương ở đầu gối không để lại tí sẹo nào, tôi đã muốn hợp tác cùng cậu. Cậu có biết hiện nay thị trường thẩm mỹ thu được bao nhiêu lợi nhuận không? Nguyên ở Trung Quốc đã đạt tới 300 tỷ. Nếu như Khuynh Thành mỹ phấn da của chúng ta xuất hiện trên thị trường, tôi chắc chắn nó sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh từ 3 tới 5 phần thị trường. Khuynh Thành mỹ phấn da. Tôi đặt tên đấy, tên hay không? Không được, tên của nó là Kim Dũng dưỡng cơ phấn. Ồ, tên đó hay hơn, tôi không hiểu Kim Dũng là vật gì. Một loại côn trùng sống trong đất ở vùng rừng già Vân Nam, cực kỳ quý hiếm, Tần Lạc cười gượng nói, đây cũng là vấn đề đầu tiên chúng ta phải vượt qua. Không có đủ số lượng Kim Dũng. Hàng mi dài mảnh, đen dày của Lệ Khuynh Thành khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra, nàng hỏi, có nguyên liệu khác thay thế không? Có, nhưng hiệu quả chắc chắn thấp hơn bột Kim Dũng, Tần Lạc nói. Chỉ riêng lượng tiêu thụ hàng năm ở Trung Quốc đã trên 100 triệu hộp. Chúng ta sẽ lấy nguyên liệu ở đâu để sản xuất bằng đó sản phẩm? Lệ Khuynh Thành hỏi ngược lại. Nhìn Tần Lạc cúi đầu uống trà không nói câu nào, Lệ Khuynh Thành cười nhẹ, nàng đá mũi chân vào chân Tần Lạc hỏi, anh chàng đẹp trai, sau khi cậu phát tài, kiếm được nhiều tiền, cậu sẽ làm gì? Cưới vợ, Tần Lạc trả lời không chút đắn đo suy nghĩ. Không có tương lai, có nhiều tiền thế cậu còn lo lắng về việc đó làm gì nữa? Chỉ sợ đến lúc đó cậu muốn đuổi cũng không hết phụ nữ bám theo cậu, Lệ Khuynh Thành nói. Còn gì nữa không? Xây dựng trường tiểu học hy vọng, Tần Lạc. Hả, lần này Lệ Khuynh Thành trợn tròn mắt không nói gì được nữa. Nàng cảm thấy nàng đang nhìn thấy một quái vật. Người thanh niên này hoặc gọi là nam hài tử xem ra không giống như vẻ mặt thiên thần của hắn. Từ chối lời mời ăn cơm trưa với Lệ Khuynh Thành, hắn cũng không dám ngồi lại cùng với mấy phụ nữ đó nữa. Hắn sợ ngồi lâu không giữ được tấm thân xử nam của mình. Tần Lạc bắt xe tới trường đại học y khoa, lúc này Lâm Hoán Khê hẳn là vẫn đang chờ hắn ở cổng trường. Hắn vốn định gọi điện cho Lâm Hoán Khê nói nàng không cần chờ hắn cứ về trước nhưng lại sợ nàng hỏi nguyên nhân nên hắn lại thôi. Không biết vì lý do gì nhưng Tần Lạc hy vọng Lâm Hoán Khê không biết hắn và Lệ Khuynh Thành ở cùng với nhau.
Có lẽ vào buổi tối Lâm Hoán Khê bộc lộ cho hắn biết kỳ thật băng hỏa nhị trọng thiên giống như nước với lửa, không thể dung hòa. Xe taxi dừng lại trước cổng trường, Tần Lạc không nhìn thấy chiếc xe BMW của Lâm Hoán Khê nhưng hắn lại nhìn thấy Vương Hạo và Trần Hiểu Tuyết đang cãi nhau trước cổng. Hai mắt Trần Hiểu Tuyết đẫm lệ kéo tay Vương Hạo không cho hắn bỏ đi. Mặt Vương Hạo cau có, chán ghét. Hắn vừa gỡ tay nàng ra vừa chui vào chiếc Mercedes, Ben màu bạc của mình rồi lái đi. Anh bạn, đuổi theo sau chiếc Mercedes, Ben đó, Tần Lạc nói với người tài xế. Anh bạn, chuyện này không hay lắm, người tài xế mỉa mai nói. Tần Lạc không nói gì, hắn mở túi lấy 200 đưa cho người tài xế. Ha, ha, anh bạn cứ yên tâm, không mất dấu đâu, người tài xế nói rồi nhấn ga đuổi theo. Tần Lạc không quen thuộc đường xá ở Yến Kinh, hắn cũng không biết đã đi qua bao nhiêu phố, vòng vo thế nào, qua bao nhiêu cầu, bao nhiêu ngã tư đèn xanh đèn đỏ, cuối cùng chiếc Mercedes, Ben màu bạc chạy vào khu nhà xưởng ở ngoại ô Yến Kinh. Chiếc taxi đỗ lại ở gần đó. Bao nhiêu tiền? Tần Lạc hỏi. 195 đồng. Tôi vừa đưa cho anh 200, 5 đồng còn lại không cần phải thối. Vậy không có tiền bao ơ à? Cái đó đã tính vào tiền xe rồi. Người tài xế quay xe lại, cay đắng lái xe như điên. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Mỹ Châu Áo Dài, Tần Lạc nhìn biển hiệu gắn ở phía trước nhà xưởng cười khẩy. Tâm lý xính ngoại của người Trung Quốc thật nặng nề, bất kỳ cái gì cũng phải dùng tên ngoại quốc. Có vẻ tên càng giống ngoại quốc thì càng có đẳng cấp hơn. Sau khi xe của Vương Hạo chạy vào, cổng nhà xưởng lại đóng lại. Điều này làm cho Tần Lạc cảm thấy quái dị. Điều đáng nói là đang kinh doanh sản xuất, giữa ban ngày lại đóng cổng kín mít làm gì? Theo như Tần Lạc hiểu, công đóng chặt như vậy bên trong chắc chắn sẽ canh phòng rất nghiêm ngặt. Đây là vùng ngoại thành. Không biết vì lý do gì mà nhà xưởng này lại được xây dựng ở nơi hẻo lánh như vậy. Tần Lạc đi dọc theo tường của nhà xưởng tới tường phía sau. Tần Lạc quan sát bốn phía không phát hiện ra ai ở xung quanh. Hắn cột tà áo trường bào vào hông. Tần Lạc lui lại phía sau vài bước, lấy đà chạy tới rồi vọt lên, hai chân hắn đạp vào tường, trèo lên bờ bức tường cao 2 mét. Tần Lạc nằm bờ trên tường rào yên lặng quan sát, hắn nghiêng tai lắng nghe, cách đó không xa có tiếng người đang nói chuyện. Nhị ca, gần đây ông chủ lại nhập vào một lô hàng nữa phải không? Giọng của một thanh niên hỏi. Đúng vậy, vẫn tiếp tục nhập vào, một âm thanh khàn khàn vang lên. Trong lúc nói chuyện đôi lúc có tiếng ho khan, chỉ nghe tiếng ho Tần Lạc cũng biết người này hút rất nhiều thuốc lá, phổi của người đó đã bị tổn thương nghiêm trọng. Ôi, thật sự là nghiệp chướng. Ông HCU đã giàu như thế rồi, tại sao không tiến hành làm ăn đứng đắn mà dính vào cái trò làm đóng gói hàng hóa như thế? Lý Lánh Tây, con mẹ cậu muốn chết hả? Chuyện này là việc của cậu à? Chúng ta là người làm công, để ý những chuyện đó làm gì? Người nào trả lương cho chúng ta, người đó là ông chủ. Chúng ta để tâm tới việc đó làm gì? Nhị ca, em cảm thấy khó chịu mới nói chuyện cùng với anh. Cậu có thể nói với tôi những lời này, nhưng không thể nói với bất kỳ ai. Nói cách khác cậu sẽ bị đánh chết đó. Cái thằng phụ trách nhà xưởng và ông chủ chính là họ hàng thân thích với nhau đấy. Ừ, em biết rồi, nhị ca, ăn cơm thôi. Đến giờ rồi. Đi thôi. Tiếng nói chuyện ngừng lại, tiếng bước chân xa dần. Tần Lạc nằm trên bờ tường lắng nghe hai người nói chuyện, hắn xác định trong nhà xưởng này có chuyện gì đó. Hắn ngẩng đầu nhìn, bên trong nhà xưởng hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ bóng dáng đi lại của mấy người ở đằng xa, phía sau nhà xưởng không có ai. Tần Lạc nhảy xuống, ngón chân nhẹ nhàng tiếp đất, sau đó hắn nhanh nhẹn chạy vào bên trong nhà xưởng. Bên trong nhà xưởng âm u còn có mùi ẩm thấp. Dựa vào con mắt chuyên môn của Tần Lạc, điều kiện vệ sinh trong nhà xưởng này không đạt để sản xuất thiết bị y tế. Đương nhiên các xí nghiệp ở trong nước không quan tâm tới cái đó. Không có ai bắt buộc họ phải tuân thủ những quy định đó. Chỉ cần bản thân có quan hệ tốt thì cũng có thể sản xuất chăm sóc sức khỏe ngay trong nhà vệ sinh công cộng. Một số đài truyền hình không bị ảnh hưởng bởi chính trị đã đưa tin một số xưởng làm đậu phụ vô lương tâm đã dùng dầu đen như nước cống ngầm để làm đậu phụ. Ở đất nước Trung Quốc thần bí này bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Trên mặt đất chất hàng đống bộ dây dịch truyền, ống tiêm, dụng cụ nha khoa, ống dẫn mạch, vật dụng trong giải phẫu và các thiết bị khám chữa bệnh khác, còn có các thùng hàng. Bao bì của một hãng sản xuất nổi tiếng trên thế giới, bên ngoài có ghi hàng hóa dùng một lần. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tần Lạc lập tức hiểu ngay mánh khóe của Vương Hạo. Cũng may gần đây Tần Lạc đã học được cách chụp ảnh bằng di động.
hắn liên tiếp chụp hiện trường trước mắt hắn. Sau đó hắn còn nhặt một số mẫu hàng bỏ vào túi rồi mới lén chạy ra ngoài. Hắn vừa mới trèo lên bờ tường, chuông điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên làm cho Tần Lạc thiếu chút nữa ngã cắm đầu xuống đất. Tần Lạc vội nhảy xuống đất rồi hắn móc điện thoại trong túi ra nghe. Hắn bình tĩnh hỏi, ai đó? Là tôi, giọng nói thản nhiên của Lâm Hoán Khê vang lên trong điện thoại. Hả, chị Lâm, chị đang ở đâu? Tần Lạc hỏi, hắn cảm thấy giọng nói của mình có phần gay gắt. Trưa nay tôi phải tiếp khách, không thể cùng về nhà ăn chưa được Lâm Hoán Khê giải thích. Ha, ha, không sao, tự tôi về nhà cũng được, Tần Lạc nói. Ừ, vậy cứ thế, Lâm Hoán Khê nói. Gặp lại. Sau khi cúp điện thoại, Tần Lạc chạy vội ra ngoài đường, đợi tới hơn 10 phút hắn mới bắt được xe quay lại Yến Kinh. Khi Tần Lạc về đến nhà, Lâm Thanh Nguyên đang ngồi ở ban công xem báo. Ông đã nhận được quyết định nghỉ hưu sớm, Mã Hữu Tài cũng đã nhận quyết định chính thức làm viện trưởng. Trước kia Mã Hữu Tài rất bất mãn việc Lâm lão gia lãnh đạo bệnh viện. Bây giờ nắm quyền lực trong tay, hắn nhanh chóng bài trừ những người không cùng vây cánh, đề bạt những người chỉ có khả năng duy nhất là nịnh bợ người khác. Lâm Thanh Nguyên không thể can thiệp, dứt khoát nhắm mắt cho qua, không cả tới bệnh viện. Nhìn thấy Tần Lạc quay về, Lâm Thanh Nguyên vội bỏ tờ báo hỏi, Tần Lạc, sao chỉ mình cháu về? Hoán Khê đâu, các cháu không về cùng nhau à? Chị Lâm nói chị ấy phải tiếp khách, chưa không về ăn cơm, Tần Lạc cười nói. Ồ vậy chúng ta ăn cơm thôi, Lâm Thanh Nguyên nói. Lâm ra ra, cháu cho ông xem vật này trước, Tần Lạc cười nói. Vật gì vậy? Lâm Thanh Nguyên hỏi. Tần Lạc bỏ cái túi xuống, hắn lấy các thiết bị y tế bên trong ra đặt trước mặt Lâm Thanh Nguyên. Đây là cái gì? Lâm Thanh Nguyên ngạc nhiên hỏi. Cháu đã tìm được bảo bối. Có nó không chừng ông lại quay về làm viện trưởng, Tần Lạc trêu chọc. Chương 41, ước hẹn. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lâm Thanh Nguyên, giống như vẻ mặt của một học sinh tiểu học mong chờ Tần Lạc tiếp tục giải thích thêm nữa, Tần Lạc chỉ còn biết thở dài. Có lẽ y thuật của Lâm Thanh Nguyên cực kỳ cao minh thế, nhưng trong chuyện đấu đá tranh giành quyền lực quả thật ông không biết gì hết. Chính vì thế Mã Hữu Tài chỉ là một phó viện trưởng lại có thể gây sóng gió trong bệnh viện. Tần Lạc kéo Lâm Thanh Nguyên vào trong nhà. Hắn lấy gói hàng trong túi ra đưa ra trước mặt Lâm Thanh Nguyên hỏi, ông có thấy cái gì không? Đây là cái gì? Bao bì thiết bị y tế của Consors. Làm gì ông không nhận ra cái này, Lâm Thanh Nguyên cười nói. Thế còn những thứ này? Tần Lạc đưa cho Lâm Thanh Nguyên các thiết bị y tế. Chẳng lẽ cái này không phải thiết bị y tế của Consors? Tần Lạc cười lắc đầu nói, nếu như là thiết bị nhập của Consors thì phải được niêm phong kín. Tại sao lại được đóng gói trong nước? Ý của cháu là có người làm hàng giả. Cuối cùng Lâm Thanh Nguyên cũng hiểu Tần Lạc muốn nói gì. Đúng vậy, nhưng có thể dùng từ ngữ khác cho dễ hình dung, đó là, dán nhãn, Tần Lạc cười nói. Dán nhãn hiệu là việc xảy ra thường xuyên ở Trung Quốc. Có người làm quần áo giống như Dior sau đó dán nhãn hiệu lên và mang đi tiêu thụ. Có người sản xuất giày vải giả nhãn hiệu Khuông Uy sau đó bán giảm giá hàng loạt. Có người dán nhãn hiệu đồ điện, điện thoại di động. Nói chung nhiều vô kể. Nực cười hơn nữa là người cũng có thể dán nhãn được. Trước đó vài ngày các phương tiện truyền thông đưa tin có người mạo danh con gái đi thi đại học nữa. Tần Lạc bỏ những thiết bị y tế của Consors bỏ vào trong bao bì rồi nói, bọn họ không được Consors ủy quyền nhưng lại tự động mua bao bì của Consors sau đó tiến hành đóng gói thiết bị, làm hàng giả bán cho các phòng khám, bệnh viện. Lâm Thanh Nguyên cầm trong tay một nắm dụng cụ y tế hỏi, cháu lấy những thứ này ở đâu? Nhà xưởng của Vương Hạo, Tần Lạc nói. Vương Hạo là ai? Lâm Thanh Nguyên chưa bao giờ tiếp xúc với Vương Hạo, đương nhiên ông không biết hắn. Một người kinh doanh thiết bị y tế. Những chuyện như vậy khắp nơi đều có. Ông nhìn mãi cũng thành quen. Người này và viện trưởng bệnh viện Trung Y có quan hệ gì với nhau? Tần Lạc cười bổ sung, đương nhiên, anh ta còn là bạn của Mã Hữu Tài, hay nói cách khác là bạn làm ăn. Anh ta có quan hệ với Mã Hữu Tài. Lâm Thanh Nguyên kinh ngạc. Đúng vậy, cháu đã nhìn thấy họ rất thân thiết đi ra từ một nhà hàng, Tần Lạc cười gật đầu. Nếu cháu không đoán sai, quyền mua sắm thiết bị y tế ở bệnh viện Trung Y nằm trong tay Mã Hữu Tài, đúng không? Lâm Thanh Nguyên gật đầu nói, đúng vậy, các chủ nhiệm khoa căn cứ vào sự lựa chọn thiết bị của các bác sĩ sẽ lập danh sách cần mua, sau đó các chủ nhiệm khoa mới trình Mã Hữu Tài ký duyệt. Tần Lạc gật đầu, sự sống còn của các nhà máy thiết bị y tế nằm ở trong tay các thầy thuốc cùng các chủ nhiệm khoa. Sự lựa chọn của các thầy thuốc và một số ít người có trách nhiệm chính là nguyên nhân tiền khấu trừ mua thiết bị cao như vậy.
cháu cảm thấy loại thiết bị của Consors Bệnh viện Trung Y sử dụng chính là loại này. Tần Lạc thẳng ra. Cái gì, bọn họ dám làm vậy ư? Lợi nhuận cao như vậy bọn họ không dám ư? Tần Lạc hỏi ngược lại. Như vậy, sự kiện những đứa trẻ sơ sinh lây bệnh, sắc mặt Lâm Thanh Nguyên biến đổi, giọng nói run rẩy. Đúng vậy, sức đề kháng của trẻ sơ sinh vô cùng yếu. Nếu như bọn họ dùng cho trẻ sơ sinh những dụng cụ chữa bệnh này, chuyện lây bệnh là đương nhiên. Những thiết bị này không đạt tiêu chuẩn về vệ sinh cũng như trừ độc. Hơn nữa bọn họ chỉ nhập một ít rác y tế sau đó tiến hành gia công lại. Thịch! Lâm Thanh Nguyên trừng mắt tức giận, bàn tay cầm sợi dịch truyền nắm chặt kêu rắc rắc, quát to, như vậy còn có y đức không? Còn có nhân tính không? Mạng sống con người là quan trọng. Bọn chúng dựa vào cái gì làm như vậy? Dựa vào cái gì? Bọn chúng thiếu chút nữa đã phá hủy bệnh viện Trung Y. Trong lòng Tần Lạc cũng tràn ngập cay đắng. Một người chỉ vì tính tham lam của mình thiếu chút nữa đã phá hủy bệnh viện Trung Y lại được bổ nhiệm làm viện trưởng. Thật sự là cực kỳ mỉa mai. Ông muốn tố cáo bọn chúng, Lâm Thanh Nguyên căm phẫn nói. Ông không để bọn chúng làm việc hại người như thế. Tần Lạc vội ngăn cản cơn giận dữ của Lâm Thanh Nguyên, bây giờ mà đi tố cáo chẳng khác gì rút dây động rừng. Đợi đến khi cấp trên quyết định điều tra xử lý thì Vương Hạo đã xóa hết mọi dấu vết. Điều tra kiểu gì cũng không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để mặc bọn chúng làm hại người bệnh như vậy? Ai biết được liệu cái sự kiện lây lan kinh khủng đó có xảy ra lần thứ hai không? Lâm Thanh Nguyên tức giận nói. Hiển nhiên sẽ không, Tần Lạc nói, nhưng trước tiên chúng ta phải nắm được chuyện hợp tác làm ăn của Mã Hữu Tài và Vương Hạo như thế nào. Nếu chúng ta tìm được chứng cứ hợp tác của chúng, chúng ta có thể làm cho Mã Hữu Tài bị truy tố trước pháp luật. Bây giờ hắn đang làm viện trưởng, hắn chỉ cần thay đổi nhà cung cấp thiết bị y tế là ổn. Tần Lạc, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Lâm Thanh Nguyên hiểu ý của Tần Lạc, ông đành phải quay sang hỏi ý kiến hắn. Chúng ta phải hoàn thành đồng thời hai việc. Thứ nhất chụp ảnh được nhà xưởng của Vương Hạo, thứ hai tìm được chứng cứ hợp tác của Vương Hạo và Mã Hữu Tài. Thế nhưng việc thứ hai quan trọng hơn phải hoàn thành trước việc thứ nhất. Chuyện tìm kiếm chứng cứ cứ giao cho cháu. Ôi, vậy ông nhờ cháu, vẻ mặt Lâm Thanh Nguyên nặng trĩu. Ông đã sống ngần này tuổi nhưng có vài việc ông càng ngày càng không hiểu gì. Kẻ các cuối cùng phải nhận ác báo. Vấn đề chỉ là kết thúc vào canh giờ nào thôi, Tần Lạc an ủi Lâm Thanh Nguyên. Tần Lạc vốn tưởng rằng hắn tìm được chứng cứ phạm tội của Mã Hữu Tài là có thể làm cho tâm tình của Lâm Thanh Nguyên tốt lên. Dù sao nắm chắc được việc này là có thể kéo đổ Mã Hữu Tài khỏi cái ghế viện trưởng cấp trên đã ban cho hắn. Nhưng trên thực tế tâm tình của Lâm Thanh Nguyên không tốt hơn được chút nào. Ngược lại ông bắt đầu lo lắng những thiết bị y tế rác rưởi của chúng sẽ còn gây họa cho bao nhiêu bệnh nhân nữa. Thậm chí bữa cơm trưa ông cũng ăn qua quýt, chỉ nửa bát cơm không rồi lên lầu nghỉ. Thật sự là một ông già bảo thủ, Tần Lạc thầm nghĩ khi nhìn Lâm Thanh Nguyên đi lên lầu. Thế nhưng điều này càng làm cho Tần Lạc khâm phục phẩm cách của ông. Những người như thế mới xứng đại diện cho tinh thần của quốc gia. Không phải là những quan tham, vi phạm pháp luật bụng phệ, cũng không phải những thương gia coi tiền như mạng sống của mình, cũng không phải những kẻ vì kiếm tiền mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, những người bán đậu phụ vô lương tâm dùng loại dầu đen như nước cống ngầm. Mặc dù đồng ý với Lâm Thanh Nguyên về việc mau chóng vạch trần sự việc này nhưng Tần Lạc không ngờ đã gặp phải một việc nan giải. Hắn có thể tìm thấy chứng cứ hợp tác của Vương Hạo và Mã Hữu Tài ở đâu? Có lẽ dựa vào thu nhập cá nhân. Nhưng hắn chỉ là một dân đen, ngay cả việc sử dụng máy tính cũng không biết. Hắn sẽ đi đâu để tìm hiểu về thu nhập cá nhân của người khác? Tần Lạc thầm nghĩ chỉ còn cách nhờ người giúp đỡ. Tìm ai nhỉ? Gia đình văn nhân cũng là một lựa chọn tốt. Nói thật, nếu Tần Lạc mở lời, dựa vào địa vị của một gia đình quyền thế giải quyết vấn đề đó dễ như trở bàn tay. Thế mình dùng danh nghĩa nào đi cầu người ta giúp đỡ chứ? Vừa mới tới thối hôn cháu gái nhà người ta, bây giờ lại chạy tới nhờ giúp đỡ. Tần Lạc không có dũng khí làm chuyện này. Có rồi, Vương Cửu Cửu, Tần Lạc thầm nghĩ. Gia đình Vương Cửu Cửu rất có thế lực, nếu như nàng nguyện ý giúp đỡ hắn, nhất định sẽ dễ dàng giải quyết việc đó. Nghĩ được làm được. Tần Lạc lập tức gọi điện thoại cho Vương Cửu Cửu. Có phải thầy Tần không? Vương Cửu Cửu nghi ngờ hỏi. Ừ, tôi đây, Tần Lạc trả lời. Sau khi gọi cho Vương Cửu Cửu, Tần Lạc mới nhận ra là không biết phải bắt đầu như thế nào. Dù sao nàng chỉ là một sinh viên, nhờ nàng chuyện đó hình như không thích hợp lắm. Thầy Tần, có việc gì vậy? Giọng nói vui mừng của Vương Cửu Cửu vang lên, âm thanh khá to. À, em có rảnh không?
Có. Buổi chiều chúng ta gặp nhau được không? Được à, thế gặp nhau ở đâu? Vương Cửu Cửu che miệng cười. Vậy em chọn đi, Tần Lạc nói. Vậy ở Starbucks đường Yến Phủ nhé, Vương Cửu Cửu nói. Tần Lạc sửng sốt, hắn vốn tưởng Vương Cửu Cửu sẽ nói gặp hắn ở chỗ nào đó trong trường, không ngờ nàng lại hẹn hắn ở bên ngoài. Nhưng hắn đã nói để Vương Cửu Cửu quyết định nên giờ không thể nào phản đối được. Hắn đành nói, cứ như vậy đi, chúng ta sẽ gặp nhau lúc 3 giờ chiều. Vừa ngắt điện thoại, Vương Cửu Cửu vứt điện thoại trên ghế xa, vui mừng hét như điên. Hả? Trương Nghi Y ngồi ở bên cạnh đang đắp dưa chuột dưỡng da trên mặt nghe tiếng hét chói tai của con gái run bắn cả người. Một miếng dưa chuột long ra rơi vào trong cổ áo ngủ mở rộng. Trương Nghi Y luống cuống luồn tay vào lấy miếng dưa chuột bị kẹt ở giữa hai tòa núi đôi của mình, sau rồi ba tức giận mắng, con bé chết tiệt kia. Không có ai khiếm nha như con. Trương Nghi Y, anh ấy hẹn con. Vương Cửu Cửu ôm mặt cười nghiêng ngả. Vương Cửu Cửu, mẹ cảnh cáo con lần cuối cùng. Con còn dám gọi mẹ là Trương Nghi Y, mẹ sẽ không coi con là con gái nữa. Ai hẹn con? Thầy Tần, vừa gọi điện cho con. Hẹn chiều nay gặp con ở Starbucks, Vương Cửu Cửu vui vẻ nói. Nhanh như vậy ư, không có chút kịch tính gì cả, Trương Nghi Y nói. Mẹ thì biết gì, chúng con chính là có tình cảm với nhau. Mẹ chả biết gì hết. Ai bảo mẹ không biết, ai bảo mẹ không hiểu. Trương Nghi Y cầm một cái đệm gối trên ghế xa đánh vào đầu Vương Cửu Cửu. Chính mẹ không biết gì ấy. Phụ nữ ở thời kỳ tiền mãn kinh như mẹ sao có thể hiểu được tình yêu. Vương Cửu Cửu cũng cầm một cái gối đánh trả. Mẹ mà không hiểu hiểu à? Mẹ không hiểu thế nào là tình yêu thì sao có thể sinh ra con? Con cũng không biết tại sao. Có khi mẹ không phải mẹ đẻ của con, Vương Cửu Cửu nói. Xú nha đầu còn dám mạnh miệng. Xem mẹ đánh chết con giờ. Không được đánh vào mặt mẹ. Vậy tại sao mẹ chộp ngực con? Sau khi hai mẹ con giống như hai đứa trẻ nô đùa với nhau một lúc, cả hai nằm ở ghế xa thở hổn hển. Con gái, con thực sự thích cậu ta hả? Trương Nghi Y lên tiếng hỏi. Đương nhiên, Vương Cửu Cửu nói. Tốt lắm, mẹ sẽ đi cùng để giúp con đối phó. Không cần, chuyện của con tự con giải quyết. Con không thấy có mẹ đi cùng càng dễ thành công sao? Nếu cậu ta dám khiếm nhã với con, mẹ có thể bảo vệ con. Nếu con muốn khiếm nhã với cậu ấy, mẹ sẽ đứng ở cửa canh chừng cho con. Chương 42, ác giả ác báo. Cái gì thế này? Không được, màu sắc trắng quá, không đủ kiêu sa, không phù hợp với phong cách con gái của mẹ. Cái này thì sao? Không nên mặc, mặc vào trông trẻ con quá. Trương Nghi Y, mẹ còn nói con trẻ con giận mẹ cho xem, Vương Cửu Cửu tức giận nói. Trương Nghi Y khẽ tát vào đầu con gái mắng yêu, con bé ngu ngốc này. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Có ai đi ra ngoài gặp bạn trai lại mặc quần jean không? Chân con không đủ dài, trắng ngà. Cái này, Vương Cửu Cửu ướm cái quần dài hoa, xanh lam vào người ra hiệu hỏi. Kiểu này cũng không tệ nhưng hơi bảo thủ, ngực kín đáo quá, không hấp dẫn. Trương Nghi Y lắc đầu nói. Con đi gặp thầy Tần chứ không phải ra đường khoe ngực, Vương Cửu Cửu trợn mắt nói. Hơn nữa ngực con bé. Ai già, con không thích nghe lời mẹ. Tại sao con gái của mẹ lại không có ngực nhỉ? Con không nghe câu nói sao? Bộ ngực người phụ nữ giống như thời gian chậm chậm trôi đi, dần dần nó sẽ nảy nở ra. Tới đây, mặc thử cái màu đen này, mẹ sẽ giúp con có một bộ ngực hoành tráng. Trương Nghi Y, mẹ còn dám ác khẩu như vậy, mẹ có tin con sẽ đuổi mẹ ra ngoài không? Vương Cửu Cửu bất đắc dĩ phải nói thế, nàng đã hết cách đối phó với người mẹ quái ác này. Thôi được, mẹ không bông đùa nữa. Mẹ thấy quần áo của con không phù hợp, không phải trắng quá mà là bảo thủ quá. Sao không mặc cái tê, sớt trắng bằng tơ lụa ấy? Không được, kinh khủng lắm. Phía trước bị xẻ rộng như vậy, Vương Cửu Cửu vội vàng lắc đầu. Không ngờ Trương Nghi Y chăm chú nhìn con gái mình rồi nói, rất hợp với con. Con mặc vào nhất định sẽ rất gợi cảm. Con không muốn. Mẹ muốn. Con nói con không mặc. Nhất định phải mặc. Chuyện của con để con quyết định. Mẹ là mẹ con, mẹ phải quyết định thay cho con. Vương Cửu Cửu tức giận, nàng nắm tay mẹ kéo ra ngoài phòng. Sau đó bịch một tiếng cánh cửa phòng khép lại. Hô! Vương Cửu Cửu hít thở thật sâu. Thế giới này thật thanh bình. Con gái à, bẻ cổ áo trễ xuống một chút nữa đi, thấp xuống một ít. Con cứ nghe mẹ là không bao giờ sai. Mẹ đẻ ra con mà mẹ lại không biết đàn ông thích cái gì ư. Con ngây thơ quá, Trương Nghi Y ghé sát vào cánh cửa nói vọng vào bên trong.
Vương Cửu Cửu có dũng khí giết người khi bị kích động. Mẹ nhất định không phải mẹ ruột của con, Vương Cửu Cửu thầm nghi ngờ. Có người mẹ nào lại xui con gái ăn mặc gợi cảm như vậy đi câu dẫn đàn ông chứ? Vương Cửu Cửu một lần nữa khước từ đề nghị được đi cùng của mẹ. Nàng mở cửa chiếc Audi của mẹ nàng rồi lái tới tòa nhà Starbucks gặp Tần Lạc. Yến Phủ là một đường phố chính, vì thế mỗi cửa hàng ở đây đều làm ăn hết sức thịnh vượng. Vương Cửu Cửu đỗ xe ở trước cửa Starbucks, sau đó nàng cầm túi đi vào bên trong. Dù nàng biết khi hẹn hò cùng bạn trai phải tới muộn 5 phút để thể hiện bản tính rụt rè của con gái, nhưng nàng không ngờ nàng vẫn đến đúng giờ. Tần Lạc đã ngồi ở bàn cạnh cửa sổ nhìn thấy Vương Cửu Cửu đi vào, hắn giơ tay ra hiệu cho nàng. Thầy Tần, thầy chờ lâu chưa? Vương Cửu Cửu đi tới ngồi xuống ghế xa đối diện với Tần Lạc, nàng mỉm cười hỏi hắn. Tôi cũng thế, vừa mới tới, Tần Lạc cười nói. Hắn vẫn tán thưởng vẻ đẹp của Vương Cửu Cửu. Đó là một vẻ đẹp làm cho con người ta có một cảm giác rất đặc biệt. Hắn có thể nhận ra hôm nay Vương Cửu Cửu trang điểm vô cùng cầu kỳ. Hai hàng mi được kẻ mờ mờ, mặc dù lông mi của nàng vừa dài và đen nhưng như thế đã tạo nên một bức tranh hết sức bắt mắt cho người xem. Đặc biệt cái áo tê, xất bó của nàng, cổ áo xẻ một đường thật sâu, rộng. Chỉ cần nàng vô tình cúi người xuống thì hắn có thể nhìn thấy hết cảnh núi non bên trong. Cuối cùng Vương Cửu Cửu cũng không lại được với mẹ, nàng bắt buộc phải mặc cái tê, xất lụa trắng, cái áo rất đẹp nhưng nói lại có cái cổ chữ U rất to. Đây chính là điều Vương Cửu Cửu không chấp nhận, vì thế nàng khoác thêm một cái áo khoác mỏng màu đen. Thế nhưng muốn xinh đẹp phải liều mạng. Ánh mắt của Tần Lạc làm cho Vương Cửu Cửu ngượng ngùng nhưng ngọt ngào, nàng nói, thầy Tần nhìn gì vậy? Ừ, không có gì. Chúng ta uống trà nhé. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc hỏi. Nàng đoán dựa vào tính cách của Tần Lạc hắn sẽ không thích uống cà phê. Ừ, tôi uống trà, em uống cà phê, Tần Lạc cười nói. Đây thật sự là một cô gái có tâm hồn thuần phác. Không sao, em cũng thích uống trà, Vương Cửu Cửu nói. Sau khi đồ uống và bánh ngọt được mang tới, Vương Cửu Cửu nhìn vẻ ngập ngừng của Tần lại ở phía đối diện, nàng cười hỏi, thầy Tần, thầy có chuyện gì cần nói à? À, tôi cần em giúp tôi, Tần Lạc nói. Giúp đỡ, Vương Cửu Cửu cảm thấy hụt hẫng khi biết Tần Lạc hẹn nàng ra đây chỉ để nhờ giúp đỡ, nhưng nàng vẫn nhiệt tình hỏi, giúp cái gì? Tần Lạc nhìn xung quanh, hắn chuyển sang ngồi cạnh Vương Cửu Cửu khẽ kể lại toàn bộ sự việc hắn phát hiện cùng suy đoán của mình cho nàng nghe. Thật ghê tởm. Sao lại có một lũ cặn bã như vậy? Phải xử bắn hết chúng đi, Vương Cửu Cửu giận dữ nói. Nghe Tần Lạc nói xong, Vương Cửu Cửu nổi giận lôi đình. Đối với những sinh viên chưa từng tiếp xúc với những điều thối tha, đen tối, chuyện này quả thực không thể tin nổi. Nhưng chúng ta thiếu chứng cứ về sự cấu kết của chúng, Tần Lạc bất đắc dĩ nói. Em hiểu rồi, Vương Cửu Cửu gật đầu nói. Nàng đã hiểu Tần Lạc tìm nàng nhờ chuyện gì. Nàng lấy di động ở trong túi, bấm số gọi rồi nàng nói. Đại Hải, giúp tôi một việc. Giúp tôi điều tra một công ty thiết bị y tế. Sau khi Vương Cửu Cửu và người trong điện thoại thương lượng xong, nàng ngắt điện thoại và nói với Tần Lạc, đã giải quyết xong. Chuyện này để cảnh sát trực tiếp ra tay. Cứ nói nhận được trình báo có tội phạm truy nã ẩn núp trong nhà xưởng, sau đó làm ra vô tình phám phá ra bí mật của nhà xưởng công ty sản xuất thiết bị y tế. Mặt khác để đề phòng ông chủ nhà xưởng chạy mất, em đã cho người giám sát hắn. Đồng thời giám sát cả cái tên mã chó chết kia. Nếu như Vương Hạo không lưu lại chứng cứ cấu kết với Mã Hữu Tài, chúng ta biết tìm chứng cứ ở đâu? Tần Lạc lo lắng hỏi. Đến khi đó bọn chúng đã trở thành tội phạm tình nghi, cảnh sát có quyền tra xét. Thậm chí nước tiểu từ thời thơ ấu thấm qua mấy lần giường bọn họ còn tra ra. Thầy không cần lo lắng, Vương Cửu Cửu lắc đầu nói. Tần Lạc hài lòng gật đầu. Hắn biết cô gái trước mắt thực sự có một quyền lực mạnh mẽ, tất cả vẻ bề ngoài chỉ là giả. Tần Lạc nhìn Vương Cửu Cửu mạnh mẽ, hành động quyết đoán nói, đáng ra em không nên học trung y. Nếu nàng gia nhập quân đội, hoặc một cơ quan chính phủ nào đó chắc chắn nàng sẽ thăng tiến nhanh. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc cười tít mắt nói, em thấy học trung y cũng hay lắm. Em còn quen biết thầy Tần. Trong mắt nàng có vật gì đó phát ra ánh sáng trong suốt rất mê người. Khi Tần Lạc quay về biệt thự, Lâm Hoán Khê cũng đã về. Nàng mặc một bộ quần áo lao động màu trắng đang tưới hoa ở sân giống như lần gặp đầu tiên của hai người. Một vẻ đẹp thanh nhã, mỹ nữ và hoa. Nhìn thấy Tần Lạc quay về, nàng lên tiếng nói, hôm nay cấp trên cử xuống một tổ khảo sát, họ muốn tôi phụ trách việc báo cáo đề tài, vì vậy tôi không thể quay về ăn trưa. Thì ra nàng vẫn áy náy chuyện không trở về ăn trưa với Tần Lạc. Không sao, nếu chị bận việc.
tự tôi cũng quay về được. Tần Lạc cười nói. Sau này sẽ không như vậy nữa, Lâm Hoán Khê thản nhiên nói, nhưng giọng nói của nàng lại ẩn chứa sự kiên định. Được rồi, Lâm gia ra đâu? Tần Lạc hỏi. Ông đi ra ngoài, Lâm Hoán Khê nói. Nàng buông vòi nước xoay người nhìn Tần Lạc nói, ông đã nói phát hiện của cậu. Cảm ơn cậu vì tất cả. Ha, ha, Lâm gia gia cũng thiệt là, luôn nhắc tôi giữ bí mật để tránh rò rỉ thông tin. Không ngờ ông không nhịn được lại nói cho người ngoài. Tần Lạc cười trêu chọc nàng. Tôi phải cảm ơn cậu, Lâm Hoán Khê nói. Tới lúc ăn cơm tối Lâm Thanh Nguyên mới quay về, sắc mặt đỏ bừng, toát ra niềm vui sướng. Lâm gia gia, có việc gì làm ông vui vẻ thế? Tần Lạc hỏi, dù trong lòng hắn đã biết rõ. Hắn biết chắc chắn người của Vương Cửu Cửu đã hành động. Hiệu suất làm việc của bọn họ thật kinh người. Lâm Thanh Nguyên cười ha hả nói, Tần Lạc, cháu nói rất đúng, ác giả ác báo, vấn đề chỉ là canh giờ kết thúc. Quả nhiên lưới trời tuy thưa mà khó lọt, không ai có thể tránh được sự trừng phạt của ông trời. Tất cả bọn chúng đều xa lưới hả ông? Tần Lạc hỏi. Có thể nói như thế, cháu nói xem, chuyện này thật khéo. Cảnh sát truy nã tội phạm, vào lục soát cái nhà xưởng của cái gã Vương Hạo gì đó, còn có cả phóng viên, nhà báo đi cùng. Có người muốn hỗ trợ cho chúng nhưng không thành. Sau đó cảnh sát tìm thấy trong computer của chúng có lưu lại một số tài liệu, trong đó ghi lại chi tiết việc Vương Hạo hối lộ cho một số người phụ trách ở mấy bệnh viện lớn ở Yến Kinh. Quả thực nhìn mà giật mình. Bây giờ cấp trên đang nổi giận lôi đình, muốn điều tra tường tận những người có dính dáng đến vụ án này, phải thanh lý toàn bộ những kẻ xấu đó. Cháu đã nói người xấu thích làm chuyện xấu cũng luôn có thói quen ghi nhật ký. Mã Hữu Tài thế nào rồi? Hắn có việc gì không? Tần Lạc lo lắng hỏi. Hắn còn không có chuyện sao? Lâm Thanh Nguyên bĩu môi nói, hắn là kẻ phạm tội nghiêm trọng nhất. Cái nhà xưởng đó có 20% cổ phần của hắn. Đấy là do khi cảnh sát thẩm vấn Vương Hạo đã khai ra. Bây giờ Mã Hữu Tài cũng đã bị cảnh sát bắt giữ. Cháu có biết tại sao ông quay về muộn như vậy không? Tại sao? Tần Lạc ra vẻ quan tâm hỏi. Ông già này cũng thật là. Mã Hữu Tài bị bắt, bệnh viện trung y không có lãnh đạo, hiển nhiên cấp trên muốn điều động lão tướng quay về làm viện trưởng. Đơn giản như vậy còn không đoán ra sao? Cấp trên tìm ông nói sức khỏe ông vẫn tốt, cấp trên muốn ông quay lại làm viện trưởng viện trung y, Lâm Thanh Nguyên kích động nói. Hay quá, vậy phải chúc mừng ông, Tần Lạc vui sướng nói khi hắn đã biết hết chân tướng sự việc. Lâm Hoán Khê nhìn vẻ hưng phấn của Tần Lạc, nàng khẽ bĩu môi. Chương 43, nước sôi lửa bỏng. Sau khi châm xong huyệt đại đôn, hành gian, túc ngũ lý, Tần Lạc vừa thu dọn ngân châm vừa nói, hôm nay là lần châm cuối cùng. Lâm Hoán Khê chợt cảm thấy thẫn thờ như có vật gì đã trôi đi mất. Lần cuối cùng à, Lâm Hoán Khê hỏi lại. Ngay chính nàng cũng không biết, từ khi nàng mỗi khi ăn cơm tối xong nàng đều mong chờ giây phút ấm áp này. Mặc dù có những lúc châm cứu hai người không nói với nhau câu nào, nàng vẫn thấy vô cùng thoải mái. Nàng không tin vào tình yêu, nàng không nghĩ nàng còn có thể yêu ai đó, nhưng nàng cũng không biết tình cảm này của nàng là gì. Không nói rõ ràng, không thể nói nhưng không muốn chấm dứt. Tần Lạc gật đầu nói, kinh mạch trống chưa kịp bồi bổ. Nếu cứ châm nữa, nguyên khí trên người chị sẽ bị thoát ra. Khi đó còn có hại hơn. Ừ, cậu là thầy thuốc. Cậu quyết định, Lâm Hoán Khê gật đầu. Nàng kéo góc áo che bắp đùi rồi nói, có muốn uống trà không? Tốt giúp Lâm Thanh Nguyên giải quyết gánh nặng trong lòng, tâm tình của hắn cũng rất thoải mái. Hơn nữa việc vạch trần sự thật bắt Mã Hữu Tài quy án, phần lớn công lao thuộc về hắn. Nếu hắn không xâm nhập, khám phá hang hổ, hắn không mặt dày tìm Vương Cửu Cửu nhờ hỗ trợ. Có sự kiện cảnh sát truy nã tội phạm lục soát không? Thế nhưng không ai biết rõ những việc ấy. Điều này làm tâm trạng hắn khá khó chịu. Làm chuyện tốt như thế không để lại danh tiếng giống như áo gấm đi đêm, không được người khác ca ngợi, tán thưởng. Đây đúng là chuyện làm cho hắn buồn bực nhất. Hiện tại Tần Lạc hiểu rõ hắn và Lôi Phong thực sự không phải chỉ thua kém một, hai điểm. Lôi Phong có thể nhẫn nhịn chịu đựng sự tĩnh mịch hơn 10 năm. Hắn thì ngay mấy ngày cũng không nhẫn nại được. Hai người ngồi trên ban công phòng ngủ của Lâm Hoán Khê uống trà. Mặt trăng lên cao. Gió thổi nhẹ nhẹ, nước nóng, trà thơm, gia nhân làm bạn bên cạnh, cuộc sống thật sự hạnh phúc hơn nhiều. Trước kia Tần Lạc cũng thường xuyên uống trà, nhưng bồi tiếp hắn uống trà chỉ là một ông già không có chút giá trị thưởng thức nào. Hơn nữa ông già đó lại thường đặt các câu hỏi hóc búa bắt hắn trả lời, làm cho hắn chân tay luống cuông,
không lần nào được cảm thụ vị ngon của trà. Cho nên so với bây giờ Tần Lạc cảm thấy cuộc sống đúng thật là thiên đường. Người phương Nam thưởng thức trà, người phương Bắc uống trà bằng chén to. Không biết có phải để phù hợp với một người đàn ông như Tần Lạc, Lâm Hoán Khê đã tìm mua một bộ ấm trà gốm xứ Cảnh Đức Trấn. Công phu pha trà của nàng ngày càng tinh tế. Ông tới bệnh viện kiểm tra, Lâm Hoán Khê nói. Ừ, người già hoạt động nhiều cũng tốt, tự dưng nghỉ công tác sau mấy chục năm ông cảm thấy hụt hẫng, Tần Lạc cười giải thích. Hắn có thể hiểu được tâm tư của Lâm Thanh Nguyên, tự nhiên bị đẩy ra khỏi bệnh viện không vì một lý do gì. Hơn nữa lại phải bàn giao vị trí viện trưởng cho Mã Hữu Tài càng làm cho ông không thể chấp nhận chuyện này được. Có thể hiểu nội tâm của ông nổi sóng như thế nào. Thế nhưng khi Spider-Man Tần Lạc của chúng ta ra tay, mọi chuyện thay đổi 180 độ, Mã Hữu Tài bị cảnh sát bắt. Lẫm lão gia lại quay lại bệnh viện Trung Y làm viện trưởng. Mấy ngày nay ở bệnh viện đám tay trận của Mã Hữu Tài bị thay thế một loạt. Nếu mình là Lâm Gia Gia, mình cũng sẽ như thế, Tần Lạc thầm nghĩ. Khi người khác không để cho mình sống thoải mái, mình cũng không được để hắn sống thoải mái. Cảm ơn cậu, Lâm Hoán Khê giặt ly trà trước mặt Tần Lạc, khẽ nói. Cảm ơn tôi làm gì, tôi có làm cái gì đâu, Tần Lạc khoát tay cười. Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc, có lẽ bởi phản chiếu ánh trăng, đôi mắt xinh đẹp của nàng phát ra một tia ngũ sắc. Nàng nói, có lẽ Gia Gia tin vào lời giải thích việc vô tình phát hiện ra xưởng sản xuất bí mật của cảnh sát, nhưng tôi không tin. Tại sao trước đây không làm? Chỉ khi cậu bắt đầu chú ý tới việc này thì mới xuất hiện. Vương Hạo có mối quan hệ lớn như thế. Tại sao không có bất kỳ thế lực nào ngăn trở cảnh sát phá án? Tại sao cảnh sát lại đặc biệt coi trọng mối quan hệ giữa Vương Hạo và Mã Hữu Tài, hơn nữa còn tiến hành thẩm tra có trọng điểm? Chị muốn nói gì? Tần Lạc kinh ngạc nhìn Lâm Hoán Khê. Người ta thường nói phụ nữ ngực to ngốc nghếch, xem ra điều này cũng không hoàn toàn đúng. Do cậu đứng phía sau ra tay, Lâm Hoán Khê nói. Ha, ha, sao lại như thế, tôi làm gì có khả năng lớn như thế? Tần Lạc khiêm nhường nói, trên mặt hắn, giống như người ta thường nói, lại ra vẻ ta đây. Tôi còn biết cậu có một sinh viên là con gái của thủ trưởng quân khu, Lâm Hoán Khê nhẹ nhàng nhếch miệng cười. Tần Lạc cười tươi như hoa, thật hạnh phúc khi tìm được người tri kỷ. Hả, chị biết rồi à, ha, ha, tôi vẫn cứ tưởng không có ai biết. Kỳ thật lúc đầu tôi chỉ định tìm Vương Cửu Cửu nhờ giúp đỡ, không ngờ cô ấy đồng ý nhiệt tình. Hơn nữa cảnh sát làm việc cực kỳ hiệu quả, trong vòng một ngày đã điều tra ra hết chân tướng sự việc. Thôi được, tôi không muốn cho Lâm Gia Gia biết việc này. Tôi cũng không muốn để nhiều người biết. Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng Tần Lạc lại ước gì cả thế giới này biết việc hắn làm. Khi trẻ nhỏ làm được việc tốt vẫn mong chờ mẹ khen ngợi vài cây, thưởng cho mấy cái kẹo, Tần Lạc vẫn coi Lâm Hoán Khê như mẹ. Không phải coi như chị ngự tỷ cũng vẫn là chị. Bây giờ Lâm Hoán Khê tán thưởng chuyện hắn làm, trong lòng Tần Lạc cảm giác thành tựu cháy mãnh liệt. Hai người cứ ngồi thế cho tới khuya, chỉ khi nhìn thấy sắc mặt uể oải của Lâm Hoán Khê, Tần Lạc mới đứng dậy cáo từ. Được rồi, tôi có mấy thứ cho cậu, Lâm Hoán Khê đứng dậy nói. Cái gì? Tần Lạc hỏi. Máy tính, Lâm Hoán Khê đi tới cạnh một cái hộp. Tôi muốn dùng máy tính xử lý một số tài liệu, nhân tiện giúp cậu biết dùng máy tính. Đi ra ngoài công tác, nhất định phải biết dùng máy tính. Ừ, tôi chắc chắn sẽ học được, Tần Lạc vui vẻ nói. Cảm ơn chị Lâm. Đi ngủ đi, Lâm Hoán Khê nói. Nàng bị tiếng gọi chị Lâm của Tần Lạc làm cho thất thần. Cậu ấy chỉ như một sinh viên. Mình nhiều tuổi hơn cậu ấy. Thời gian này Lâm Hoán Khê bắt đầu chú ý tới vấn đề tuổi tác vốn đã bị nàng lãng quên trong nhiều năm. Phương pháp giảng bài của Tần Lạc không giống người khác, không dựa vào sách giáo khoa. Hắn chỉ dựa vào sở học của mình để truyền thụ cho sinh viên. Một quyển sách ngắn ngủn chỉ có hơn 10 vạn chữ. Vậy sinh viên có thể học được gì trong đó? Những kiến thức bên trong chỉ là cơ bản. Muốn trở thành một thầy thuốc trung y chân chính, kiến thức học trong sách không thể đủ được. Tần Lạc đã nói hắn muốn mỗi sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ có đủ tư cách trở thành một thầy thuốc ưu tú. Hắn vẫn đang cố gắng làm điều đó. Tôi biết thang đầu ca quyết rất khó học. Lúc đầu tôi cũng thế. Mất mấy ngày mới lĩnh hội được, thế nhưng đây không phải là lý do cho mọi người lười biếng. Nếu tôi bắt các em học Trung Hoa Dược Thảo toàn tập, các em học thế nào được? Tôi biết trong các em có người nói phương pháp học tập này rất ngu ngốc. Nhưng nếu ngay cả cái cơ bản đó các em cũng không học được, làm sao có thể gọi là sống để học, sống để dùng? Cái gì là sống để học, học để sống? Sau khi hiểu được thuộc tính và cách điều chế dược thảo,
mới có thể căn cứ vào tình trạng của người bệnh nặng, nhẹ để thay đổi liều dùng. Lần sau tôi vào lớp tôi hy vọng ai cũng có thể đọc thuộc bài này thang đầu ca quyết. Tốt lắm, các em nghỉ. Tần Lạc vừa ra khỏi phòng học, hắn chợt nghe những tiếng thở dài từ bên trong truyền ra. Hắn khẽ tủm tỉm cười. Lúc trước ông hắn cũng bắt hắn học thuộc lòng như bây giờ. Sắc mặt hắn lúc đó cũng giống như sinh viên bây giờ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn học thuộc được, cũng bởi vì hắn nhớ rất rõ nên hắn thấy bài thang đầu ca quyết rất diệu dụng. Phương pháp dạy học của Tần Lạc cũng rất linh hoạt nhưng không có nghĩa hắn không nghiêm khắc. Hắn đang chuẩn bị gọi điện cho Lâm Hoán Khê thì chuông điện thoại trong túi hắn vang lên. Thì ra Lâm Hoán Khê gửi tin nhắn, trên màn hình phản quang hiện lên hàng chữ nhỏ, tôi chờ cậu bên ngoài. Tốt, tới ngay, Tần Lạc trả lời. Bây giờ Tần Lạc đã học được cách gửi tin nhắn. Hơn nữa tốc độ gõ chữ của hắn khá nhanh, đại khái một phút có thể đánh được 5-6 chữ. Tần Lạc bước nhanh ra cổng trường. Hắn biết nếu hắn ra chậm, Lâm Hoán Khê đang chờ bên ngoài lại trở thành đối tượng cho sinh viên nhìn ngó. Tính cách hắn trong sáng nhưng lạnh lùng. Hắn không thích cái kiểu vây quanh nhìn ngó như thế. Đôi khi Tần Lạc cũng không hiểu được Lâm Hoán Khê không thích những chuyện trẻ con như thế nhưng tại sao nàng vẫn kiên trì làm. Hắn đã bảo nàng nếu nàng xong việc trước thì cứ về, không cần chờ hắn nhưng nàng lại cự tuyệt. Vừa ra đến cổng, Tần Lạc đã nghe một âm thanh đáng yêu gọi hắn, Tần Lạc. Tần Lạc quay đầu lại, hắn thấy Lệ Khuynh Thành đang đứng sau nhìn hắn cười. Cô Lệ, có chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi, mắt hắn liếc nhìn Lâm Hoán Khê đang ngồi trong chiếc BMW ở bên kia. Hắn sợ Lâm Hoán Khê nhìn thấy hắn và Lệ Khuynh Thành ở chung một chỗ. Không có việc gì thì không thể tìm cậu sao? Tôi nhớ cậu mà, Lệ Khuynh Thành nũng nịu nói. Nàng bước nhanh tới cạnh Tần Lạc định nắm tay hắn. Cô Lệ, nam nữ thù thụ bất thân. Người khác nhìn thấy bây giờ nét mặt Tần Lạc căng thẳng. Hắn vội lùi lại, tránh xa Lệ Khuynh Thành đang cười khanh khách. Tần Lạc, cậu ngày càng đáng yêu. Đi, cùng chị đi ăn cơm. Hôm nay chị Tư Tuyền mời khách, cậu không được từ chối, Lệ Khuynh Thành cười hì hì nói. Nàng rất thích dáng vẻ bất động, mặt đỏ bừng của Tần Lạc, giống như một sử nam. Đương nhiên Tần Lạc là một sử nam, vấn đề là không dễ dàng chứng minh cho người khác biết. Cậu ấy quả thật không rảnh, âm thanh lãnh đạm vang lên thay cho Tần Lạc. Trong lúc hai người nói chuyện, Lâm Hoán Khê đã mở cửa xe đi tới. Lệ Khuynh Thành vẫn chăm chú nhìn Tần Lạc, lúc này nàng mới phát hiện Lâm Hoán Khê đang đi tới. Nàng kinh ngạc nhìn Tần Lạc rồi lại quay nhìn người cùng nổi danh là băng sơn mỹ nữ như nàng. Trong người nàng đột nhiên sục sôi ý chí chiến tranh. Cậu ta là gì của cô? Người nhà. Như vậy thì đã sao? Tại sao cô biết cậu ấy không rảnh? Lệ Khuynh Thành nhíu mày hỏi. Bởi vì cậu ấy đã đồng ý cùng tôi quay về nhà ăn cơm, Lâm Hoán Khê nói. Thật không may, cậu ấy vừa đồng ý với tôi, Lệ Khuynh Thành nói. Cô có chứng cứ không? Lâm Hoán Khê hỏi. Chẳng lẽ mỗi khi ai nói gì đều phải ghi lại sao? Lệ Khuynh Thành phản ứng lại. Tôi có, Lâm Hoán Khê lấy di động ra. Nàng mở tin nhắn Tần Lạc vừa mới nhắn cho nàng đưa cho Lệ Khuynh Thành xem. Lôi Phong, tự thiếu giật, cũng tự tồn tùng, quê ở Phúc Kiến, Hố Thành. Sau theo cha di cư đến Chiết Giang, trước ở Long Du, sau ở Cù Huyện, thầy thuốc cuối đời Thanh. Cha ông là Lôi Giật Tiên, thích đọc sách, ngâm vịnh, có viết, dưỡng Hạc Sơn phòng thi cảo, sau bỏ học nho theo danh y Trình Chi Điển học y thuật, hành y ở Long Khêu. Tuổi già, Giật Tiên siêu tập sách y của người xưa, viết 40 quyển thành một bộ sách, Y Bác, lại tự biên soạn bộ Y Ước, 4 quyển. Chương 44, Song Kiều Tranh Diễm. Trước kia Lệ Khuynh Thành không biết Tần Lạc và Lâm Hoán Khê có quan hệ với nhau. Một thanh niên đáng yêu vô tình đụng vào nàng sao có thể có quan hệ gì với băng sơn thần nữ nổi tiếng trong trường chứ? Hơn nữa ngoài tiếng xấu như nàng, Lâm Hoán Khê còn nổi tiếng về tính tình cổ quái. Có người nói rằng nàng ta là thạch nữ, có người còn nói nàng ta chỉ thích phụ nữ. Lệ Khuynh Thành cũng tận mắt thấy thái độ của Lâm Hoán Khê với đàn ông. Một lần trong tiệc rượu sau hội thảo y khoa về tính mạng con người trong trường. Một giảng viên của khoa khác nói mấy câu với Lâm Hoán Khê, trên mặt Lâm Hoán Khê không giấu được sự chán ghét. Trong lúc giảng viên kia còn đang lải nhải, Lâm Hoán Khê đã quay người bỏ đi, làm cho người đó xấu hổ cầm cái khay nhỏ đứng chết sững tại chỗ. Cái tin nóng hổi Lâm Hoán Khê và sinh viên Tần Lạc yêu nhau thì căn bản Lệ Khuynh Thành không nghe thấy. Bởi vì tính cách của nàng khá khác người, ở trường học nàng không có bạn bè. Không ai ở trường nói cho nàng biết tin đó, chính bản thân nàng cũng không lưu tâm tới. Nàng là một người sống vì mình, không quan tâm người khác thấy mình thế nào.
nhưng Lệ Khuynh Thành thấy thái độ của Lâm Hoán Khê với Tần Lạc rất khẩn trương, không thể là giả. Nàng ta là người kiêu ngạo như vậy, nếu không vì một người mình quan tâm thì sẽ không đối chọi với một phụ nữ có tiếng xấu một cách không khoan nhượng. Thậm chí trước kia hai người gặp mặt không bắt chuyện với nhau, không chào nhau một tiếng. Ai cũng đều nói cô Lâm giữ mình trong sạch, giữ khoảng cách với tất cả đàn ông. Xem ra lời đồn cũng không đúng, Lâm Hoán Khê không ngờ đối phương đã xuất chiêu này, nàng thua mà chẳng biết nói sao cả. Nàng không muốn chấp nhận thua cuộc đành phải tìm hướng đột phá khẩu mới. Tôi cũng nghe nói tốc độ thay đổi đàn ông của cô Lệ còn nhanh hơn thay quần áo. Hơn nữa khẩu vị cũng tạp nham, xem ra lời đồn không sai, Lâm Hoán Khê phản kích không chút e dè. Quá khen, quá khen. Thế nhưng tôi thực sự thích vui vẻ cùng Tần Lạc. Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc cười rúc rích nói. Khách khí, khách khí. Nhưng tôi không nhường cho cô nghĩa vụ đó. Ôi, nói như vậy Tần Lạc thực sự có phúc khí. Tôi cũng sẽ không buông tay. Cô đã tới chậm. Thắng bại chưa phân, sao đã nói chuyện sớm muộn. Đã phân sớm muộn, còn nói thắng bại gì nữa. Một người cười tươi như hoa, một người lạnh lẽo như đầm sâu. Hai phụ nữ tính cách khác nhau, nóng, lạnh đấu võ mồm với nhau không khoan nhượng. Tần Lạc là người trong cuộc, hai nhân vật nữ chính vẫn đứng hai bên hắn đấu võ mồm. Hắn chỉ nghe hai người nói thôi cũng cảm giác được không khí hôm nay lúc lạnh lẽo, lúc nóng hừng hực như đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng vậy. Này, trưa nay tôi mời cơm, chúng ta cùng đi ăn đi. Cuối cùng Tần Lạc cũng có dũng khí cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai người. Không ăn, hai nàng cùng kêu lên. Tần Lạc cười mỉa mai, thật hiếm thấy hai phụ nữ phối hợp ăn ý với nhau như vậy. Tần Lạc, em, chị biết em trước, sau này vẫn nhớ tới tìm em. Hãy nhớ ước định của chúng ta. Lệ Khuynh Thành nháy mắt đầy quyến rũ với Tần Lạc rồi nàng cười nói. Nói xong nàng giơ tay vẫy một chiếc taxi, nàng đi vào trong xe như là đang chạy trốn. Tần Lạc thấy vẻ nghi ngờ của Lâm Hoán Khê, hắn vội vàng giải thích, chúng tôi không có ước định gì cả. Chính là, chuyện của hai người tôi không quan tâm, Lâm Hoán Khê nói rồi nàng quay người đi vào xe của mình. Tần Lạc ngẩn người rồi hắn vội vàng chạy theo. Trên đường về, Lâm Hoán Khê nghiêm mặt không nói gì, Tần Lạc cũng không biết phải nói gì. Hình như chuyện này càng lúc càng rắc rối, hắn dứt khoát không giải thích thêm nữa. Khi hai người về tới biệt thự, trong phòng khách vang ra giọng nói đàn ông. Hình như trong nhà có khách tới thăm. Đi vào phòng khách, ba người ngồi trong phòng đều quay đầu nhìn. Trong đó hai người là Lâm Thanh Nguyên và Uông Lão, người còn lại tướng mạo thanh tú, ngạo mạn, còn trẻ nhưng không quen mặt. Lâm Thanh Nguyên cười nói, đã về rồi à, hôm nay nhà có khách. Uông Lão đứng lên nói, dưỡng tâm, đây là Tần Lạc truyền nhân của Thái Ất Thẩm Châm. Hai người đều là tuấn kiệt thời nay trong giới trung y. Hãy làm quen với nhau đi. Vương Dưỡng Tâm bị nhan sắc của Lâm Hoán Khê làm khuynh đảo, ánh mắt hắn đang bị băng sơn thần nữ bên cạnh Tần Lạc hấp dẫn. Nghe Uông Lão nói hắn mới quay sang nhìn Tần Lạc, hắn thấy Tần Lạc là một thanh niên trẻ tuổi, sắc mặt hiện ra vẻ coi thường, hắn cười nói, Lão Uông, không phải Lão gạt tôi đấy chứ. Cậu ta đúng là truyền nhân của Thái Ất Thần Châm à. Tuổi tác của hắn chỉ tương đương Tần Lạc nhưng hắn lại xưng hô với Uông Lão là Lão Uông. Như hai người đồng trang lứa, có thể thấy trong giới trung y hắn cũng là người rất có địa vị. Tôi lừa cậu làm gì? Chính mắt tôi đã nhìn thấy cậu ấy sử dụng Thái Ất Thần Châm, thủ pháp thiêu sơn hỏa. Rất nhiều người có thể làm chứng. Lâm Lão lúc ấy cũng ở đó. Uông Lão cười ha hả nói. Vương Dưỡng Tâm lúc này mới đứng lên, chăm chú quan sát Tần Lạc rồi chia tay, Vương Dưỡng Tâm. Tần Lạc cũng chia tay bắt tay hắn. Hắn thực sự không thích vẻ mặt của gã này. Khi hắn nhìn người khác hắn luôn nhìn với vẻ cao ngạo. Hình như trong mắt hắn người khác đều như nô tài của hắn, điều này làm cho người kiêu ngạo như Tần Lạc cảm thấy không thoải mái. Cậu biết Thái Ất Thần Châm? Một ít. Có thật không? Tin thì có, không tin thì không. Tần Lạc nhún vai ra vẻ bất cần. Tao chỉ muốn đánh rắm vào mặt mày. Cậu có thể biểu diễn ngay tại đây không? Vương Dưỡng Tâm nhếch miệng cười nói. Biểu diễn? Tần Lạc nhìn Vương Dưỡng Tâm như một đứa ngốc. Tại sao muốn tôi biểu diễn? Không được sao? Không thể à? Thái Ất Thần Châm là tuyệt kỹ một đời. Thái Ất Thần Châm thất truyền hơn trăm năm nay không có truyền nhân. Thật hay giả cứ làm là biết liền, Vương Dưỡng Tâm nói. Hắn tưởng rằng Tần Lạc không muốn biểu diễn bởi vì Tần Lạc tự biết bản lĩnh kém cỏi, luống cuống mất bình tĩnh. Không phải, tôi nghĩ anh không hiểu vấn đề. Tần Lạc hoát tay nói, tôi có biết Thái Ất Thần Châm hay không thì có quan hệ gì với anh? Anh tin cũng được, không tin cũng được.
cũng chẳng có quan hệ gì với tôi. Hơn nữa Thái Ất Thần Châm là vận khí đẩy châm, tôi phải ăn no mới làm được, còn biểu diễn trước mặt anh thì xin phép. Tần Lạc chán ghét nhất loại người như gã này. Tần Lạc hiểu hắn có hai tuyệt chiêu sống vào la ỏi thần kỳ nhất thiên hạ. Bình thường bọn họ không dễ dàng ra tay, thấy chết không cứu cũng là chuyện bình thường. Hai tuyệt chiêu này trở thành báu vật trong gia tộc, đừng nói chuyện truyền ra ngoài, ngay cả con gái trong nhà cũng không được truyền. Nhưng gặp phải trường hợp gây chiến mạnh mẽ của đối phương. Nếu không lăng nhục lại đối phương thì sẽ không phải là anh hùng hảo hán. Nhưng biểu diễn ở đây, thà hắn chạy tới bệnh viện trung y cứu hai người bệnh Thích Công Đức còn hơn. Biểu diễn, mình cần phải biểu diễn cho anh ta xem à. Cậu là kiểu người gì vậy? Không có tố chất gì cả. Bàn luận về nghề nghiệp là chuyện bình thường. Thế sao cậu lại nói như thế? Tôi thế nào? Tôi không muốn biểu diễn. Đơn giản vậy thôi, anh còn muốn nói gì nữa? Tần Lạc cười nhạt nói. Không biết tốt xấu, xem ra cũng chỉ là phường giá áo túi cơm, có tiếng mà không có mếng vương dưỡng tâm phất tay áo cười nhạt. Uông lão vốn tưởng hai người là anh hùng tương ngộ, ông không ngờ hai người vừa thấy mặt nhau đã xảy mâu thuẫn, vội vàng đứng lên khuyên giải, Tần Lạc, dưỡng tâm, hai người không nên nóng giận. Trung y chúng ta đang yếu thế, chúng ta phải đoàn kết nhất trí với nhau mới phải chứ. Hai người vừa thấy mặt nhau đã tranh chấp với nhau làm mấy ông già chúng ta thấy lo lắng. Đúng vậy, Tần Lạc, thanh niên tính khí nóng nảy, không biết kiềm chế. Ông còn hy vọng các cháu có thể trở thành bạn bè. Lâm Thanh Nguyên cũng đứng dậy nói. Lão Uông, không phải tôi không nể mặt ông. Ông khoe khoang y thuật cậu ta cao minh, lại biết Thái Ất Thần Châm, tôi mới tình nguyện cùng ông tới gặp. Bây giờ xem ra cũng là loại tầm thường. Vương gia chúng ta là thế gia châm thuật, những người bình thường không thể được tiếp xúc. Đến xem Thái Ất Thần Châm giả hiệu cũng không được. Tôi đi trước đây. Vương dưỡng tâm phất tay định rời đi. Chờ một chút, Tần Lạc nói to. Có chuyện gì vậy, cậu muốn chứng minh mình không phải giả hiệu à? Vương dưỡng tâm quay lại nhìn Tần Lạc cười chế giễu. Thế gia Châm Vương là gì thế? Tần Lạc hỏi. Ngay cả danh tiếng của Châm Vương thế gia cũng chưa từng nghe thấy, thế mà cũng đòi học trung y. Vương dưỡng tâm cười nhạt. Tôi chỉ nghe trung y có 8 trường phái lớn, không nghe nói qua Châm Vương thế gia. Đến đây, tôi cho anh một cơ hội. Anh có thể mặc sức khoe khoang. Tần Lạc cười nói. Cậu nói chúng ta dùng danh tiếng Châm Vương thế gia để khoe khoang sao? Vương dưỡng tâm chỉ vào Tần Lạc tức giận nói. Uông lão vội vàng nói, ông của dưỡng tâm là Châm Vương Vương Tu Thân lão tiền bối. Tu Thân tiền bối là người Mãn ở Yến Kinh, truyền nhân đời thứ 3 của Tá Y Cung Đình, 8 tuổi học y, 14 tuổi phụ trần, nghiêm túc khổ luyện, lấy thân thi châm, được truyền trung y bí truyền, có tuyệt kỹ châm cứu, phong cách riêng độc đáo. Thành trường phái riêng. Tu Thân tiền bối y đạo tinh thâm, y đức cao thượng, y thuật cao minh, cứu chữa vô số người bệnh. Chính vì thế em trai của Hoàng đế Phổ Nghi đã thay mặt Hoàng đế tặng Vương Tu Thân mấy chữ, Thần Châm Vương. Đó là vinh dự vẻ vang. Đồng đạo đều cảm thấy thực như thế. Tôi cũng rất khâm phục một đời danh tiếng trung y. Tần Lạc gật đầu nói, đồng đạo kiêng nể, nếu như có thể làm cho đồng đạo tin phục như vậy phải nói châm thuật của Vương Tu Thân tiền bối quả thật cao minh. Nghe Uông lão giới thiệu, cùng với sự khen ngợi của Tần Lạc, Vương dưỡng tâm càng trở nên kiêu ngạo. Hắn nói, đương nhiên, mua danh chỉ có thể lừa gạt thiên hạ trong chốc lát, không lừa được cả đời. Một ngày nào đó sẽ bị người đời vạch trần. Thế nhưng tôi thấy rất kỳ lạ. Tần Lạc nhìn Vương dưỡng tâm nói, anh có một người ông tốt như vậy anh đã học được cái gì? Cách xử sự của anh chỉ làm hổ thẹn danh tiếng Châm Vương. Một vài người nói tôi khoác lác, khoe khoang. Tôi có làm hổ thẹn danh tiếng Châm Vương hay không đã có đồng đạo trung y công nhận. Không biết cậu đã học được cái gì, không dám chứng tỏ cho người khác biết, lại đứng đó ăn nói ngông cuồng về trung y. Y thuật của tôi dùng cứu người, không phải để biểu diễn. Tần Lạc cười nói, còn nữa tôi không cho anh xem là vì tôi thấy anh không xứng. Anh không xứng để xem, cũng không xứng là đối thủ của tôi. Tần Lạc liếc nhìn mắt mặt tái nhợt của Vương dưỡng tâm nói tiếp. Khi nào tôi rảnh rỗi tôi sẽ tới viếng thăm ông nội Vương Tu Thân của anh. Chỉ ông mới chính là người tôi muốn đọ sức. Cậu, ôi, nói nhiều đói bụng quá. Lâm Gia Gia, cơm đã nấu xong chưa? Tần Lạc không muốn tranh cãi cùng Vương dưỡng tâm nữa, hắn vuốt bụng đi vào phòng ăn. Chương 45, làm quen với máy tính. Vương dưỡng tâm phất tay áo bỏ đi, trước khi ra tới cửa còn không quên quay lại liếc nhìn Lâm Hoán Khê. Uông lão xấu hổ nhìn Tần Lạc nói, Tần Lạc. Xin lỗi cậu. Thật không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Tôi vốn tưởng hai người có thể trò chuyện vui vẻ với nhau.
Không có gì, cũng không phải lỗi của ông Tần Lạc cười nói. Tôi đi xem một chút, mọi người mau ăn cơm đi. Uông Lão gật đầu nói. Sau khi nói mấy câu với Lâm Thanh Nguyên, ông vội vàng đuổi theo Vương Dưỡng Tâm. Lâm Thanh Nguyên thở dài, Lão Uông cũng chỉ có ý tốt. Hai người các cháu đều là tuấn kiệt trẻ tuổi trong giới trung y. Ông ấy cực kỳ tán thưởng y thuật của cháu. Lần này ông ấy dẫn theo tiểu thần châm Vương Dưỡng Tâm đến ra mắt, cũng thầm mong hai người làm quen với nhau. Luận bàn y thuật, cùng nhau phát dương quang đại trung y của chúng ta. Thật đáng tiếc. Lâm Gia Gia, cháu hiểu rõ tâm tư các tiền bối mấy người. Nếu có cùng chí hướng làm lợi cho trung y, có y đức, cháu tự nhiên sẽ kính phục. Cháu thực sự không chịu được thái độ khi nói chuyện của Vương Dưỡng Tâm cùng người khác, Tần Lạc thẳng thắn nói. Chính hắn tốt tính như vậy mà khi nói chuyện với gã đó còn không chịu được, chỉ muốn ra tay đánh người. Có thể tưởng tượng gã đó là người đê tiện tới mức độ nào. Ừ, Vương Dưỡng Tâm là người cuồng vọng, nhưng hắn cũng có danh tiếng nghề nghiệp. Hắn được người gọi là tiểu thần châm, nghe nói hắn đã được chân truyền của ông mình. Lâm Thanh Nguyên gật đầu nói. Ông cũng không thích gã thanh niên ngạo mạn đó. Tần Lạc cũng là một thanh niên tài hoa nhưng là người rất biết đối nhân xử thế, đối với trưởng bối khiêm nhường, kính trọng. Cái gã Vương Dưỡng Tâm kia gọi thẳng Uông Lão là Lão Uông, một người già như Lâm Thanh Nguyên nghe cũng thấy cực kỳ chối tai. Vương gia rất có địa vị, Vương Dưỡng Tâm cũng có danh tiếng trong giới trung y, giao thiệp bình đẳng với Uông Lão cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Nhưng ít nhất gã cũng phải tôn trọng gọi một tiếng Uông Lão hoặc tiền bối. Xem ra cháu rể Tần Lạc của ta về phương diện này tốt hơn gã nhiều lắm. Cháu cũng được chân truyền của ông nội cháu, Tần Lạc cười nói. Ha, ha, sau này thiên hạ là của những người tuổi trẻ các cháu. Thực sự là lúc nào các cháu nên ngồi lại nói chuyện với nhau, Lâm Thanh Nguyên vui mừng nói. Dạ, nếu có cơ hội, thế nhưng hắn không bằng cháu, Tần Lạc nghiêm túc nói. Hả, Lâm Thanh Nguyên nghĩ nếu nói về ngạo mạn thì vị cháu rể này của ông không thua kém bao nhiêu so với Vương Dưỡng Tâm. Thế nhưng tại sao ông càng ngày càng thích hắn? Ha, ha, những thanh niên các cháu nên có khí phách này. Nếu như một thầy thuốc không tin tưởng vào đơn thuốc mình kê, sao có thể để người bệnh tin tưởng? Lâm Thanh Nguyên cười nói, được rồi, thức ăn nguội hết rồi, chúng ta đi ăn cơm. Ăn cơm chưa xong, Tần Lạc liền đi lên phòng mình. Hắn rất thích khi Lâm Hoán Khê mua cho hắn một cái notebook. Trước kia ở nhà, ông hắn không cho hắn chạm tới những đồ vật này. Ông nói nó tia phóng xạ, không tốt cho cơ thể hắn. Bây giờ không có ai quản hắn, hắn đương nhiên không kiêng kỵ gì mà không ngắm nghía. Mặc dù Tần Lạc mù tịt về máy tính nhưng hắn cũng hiểu được bảng chữ. Bên trong hộp máy còn cả bảng hướng dẫn sử dụng. Dựa theo bảng hướng dẫn sử dụng, Tần Lạc ấn vào nút khởi động. Không phản ứng. Ấn lại, vẫn không phản ứng. Tần Lạc cầm bản hướng dẫn đọc kỹ. Cuối cùng hắn phát hiện ra mình vẫn chưa cắm điện. Vì vậy dựa theo bảng hướng dẫn, Tần Lạc nhanh chóng lắp đặt phần điện. Tần Lạc ấn lại một lần nữa. Cuối cùng thì đèn cũng nhấp nháy. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh WINDOSXP. Đợi computer khởi động xong, Tần Lạc dùng chuột thử ấn loạn bậy. Ngay sau đó hắn vô tình ấn phải nút tắt. Không được, tự mình tìm tòi như này không được. Phải tìm thầy dạy, Tần Lạc thầm nghĩ. Vì vậy hắn chạy ra tới gõ cửa phòng Lâm Hoán Khê. Có chuyện gì vậy? Lâm Hoán Khê mở cửa, nàng nhìn hỏi Tần Lạc đang đứng ở cửa. Cái này, cái, tôi muốn nhờ chị dạy cách dùng máy tính, Tần Lạc xấu hổ nói. Thời đại này mà có người nói không biết dùng máy tính thì đúng là chuyện lạ. Quả nhiên Lâm Hoán Khê khẽ tủm tỉm cười. Mặc dù nàng cười không lộ liễu, Tần Lạc cũng hiểu là nàng đang cười. Được Lâm Hoán Khê đồng ý. Cảm ơn, Tần Lạc vội cùng Lâm Hoán Khê quay lại phòng của hắn. Khi Lâm Hoán Khê đi tới phòng của Tần Lạc, nhìn thấy cái notebook nàng mua cho hắn đã khởi động, màn hình màu xanh da trời có hàng chữ WINDOS. Cậu biết khởi động máy? Lâm Hoán Khê hỏi. Ừ, đương nhiên, Tần Lạc kích động nói. Ấn vào cái nút màu đen là được. Vậy còn tắt máy? Đương nhiên, tắt, mở máy giống nhau, vẫn ấn vào cái nút màu đen đó, Tần Lạc đáp. Lâm Hoán Khê thấy đau đầu, nàng cảm thấy hắn căn bản không biết gì, còn không biết thế nào là khởi động lạnh, thế nào là khởi động nóng, chỉ biết ấn mỗi nút nguồn. Con đường dạy học của nàng sẽ dài đằng đẵng. Vậy cũng tốt, Lâm Hoán Khê không có cảm giác bài xích khi ở cùng một chỗ với Tần Lạc. Trước tiên tôi dạy cậu cách tắt, mở máy. Đây là vấn đề cơ bản nhất nhưng cũng đơn giản nhất, Lâm Hoán Khê nói. Phương pháp mở máy của cậu đúng. Phương pháp tắt máy không đúng. Đến khi tắt máy,
tôi sẽ chỉ cho cậu làm một lần. Bây giờ cậu có gì đặc biệt muốn học không? Có. Muốn học gì? Học quy kiêu. Kiêu kiêu, lên in tê nói chuyện phiếm. Đúng, đúng, Tần Lạc liên tục gật đầu. Trước đây hắn đã nghe người khác nói dùng kiêu kiêu có thể cùng các cô gái trẻ cả nước nói chuyện yêu đương. Hắn vốn đã sớm động tâm nhưng vẫn chưa có cơ hội mà thôi. Lâm Hoán Khê không cự tuyệt, nàng nói, được rồi, nhưng cần phải có in tê. Trong biệt thự Lâm gia, phòng nào cũng có đường truyền in tê, vì vậy không cần gọi công ty điện báo tới lắp đặt đường truyền. Lâm Hoán Khê tìm đường truyền in tê kết nối vào máy tính của Tần Lạc. Sau khi truy cập vào QQ, nàng nói, muốn sử dụng được phần mềm này mỗi người phải có một nickname. Phải đăng ký nickname à? Tôi tưởng muốn vào chat chỉ cần nhập một cái tên bất kỳ nào đó là được. Nhất định phải đăng ký mới vào được. Lâm Hoán Khê ấn vào một cái nút và nói, cậu lấy một cái tên đi, nick thôi mà. Tần Lạc nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói, Trung Y Thánh Thủ Đường Bá Hổ. Tần Lạc thích nhất bộ phim Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, hắn cực kỳ thích nhân vật Đường Bá Hổ thiên hạ đệ nhất thi văn, tán gái có 102 trong nhân gian. Sau thẳm trong tâm hồn hắn đã từng nghĩ mơ trở thành một Đường Bá Hổ trong giới Trung Y. Trung Y Thánh Thủ Đường Bá Hổ. Ừ. Lâm Hoán Khê cố nén xúc động trong người, gõ tên đó vào phần nickname. Hệ thống nhắc nhở số lượng từ vượt qua quy định, Lâm Hoán Khê mới nhận ra đã nhiều năm nay nàng không dùng công cụ nói chuyện phiếm này. Lâm Hoán Khê nói, từ quá nhiều, phải bớt đi một từ. Phải bớt đi một từ. Tần Lạc suy nghĩ một lát, hắn thấy tuyệt đối không thể bỏ chữ Trung Y, hay bỏ đi chữ Thánh Thủ cũng không được, vì vậy hắn nói, như vậy dùng Trung Y Thánh Thủ Đường Dần. Dựa theo các bước hướng dẫn, lần đầu tiên trong đời Tần Lạc đã truy cập thành công vào QQ. Bây giờ có thể chat được rồi, Lâm Hoán Khê nói. Nàng vừa thao tác vừa giải thích cho Tần Lạc. Mặc dù lên được QQ, nhưng Tần Lạc không có một người bạn nào trên đó. Không có ai hả? Tần Lạc hỏi, nick của chị là gì? Tôi có thể add nick của chị không? Suy nghĩ một hồi lâu, Lâm Hoán Khê mới nhớ ra nhiều năm trước nàng đã từng có một nick. Dưới sự hướng dẫn của Lâm Hoán Khê, Tần Lạc đã có người bạn trên đầu tiên. Đó chính là Lâm Hoán Khê. Tôi muốn chat với chị thì như thế nào? Đầu tiên click icon, sau đó thì gõ chữ. Cậu có biết gõ chữ không? Chắc được, tôi sẽ ghép chữ, Tần Lạc nói. Hắn nhích chuột hai lần vào, sau đó hắn gõ hai chữ chào chị rồi hắn kích vào nút gửi. Sao không có trả lời? Tôi không có trên. Vậy chị về lên đi, chúng ta có thể chat một lúc. Lâm Hoán Khê xúc động giật nảy mình. Sao cần nói gì không thể nói trước mặt mình mà phải chạy lên mới nói được. Tôi đi ngủ, tự cậu tìm hiểu đi, Lâm Hoán Khê nói. Nàng không có hứng thú lên mạng tán gẫu với Tần Lạc. Ồ, thôi được, Tần Lạc thất vọng nói. Tần Lạc đứng ở trên bục, hắn cười tủm tỉm nhìn gần 100 sinh viên bên dưới nói, hôm nay trước khi giảng bài. Tôi muốn chia sẻ với các em một tin vui. Thầy, tin vui gì? Chẳng lẽ thầy nói thầy muốn kết hôn với cô Lâm? Ha, ha, cũng có khả năng. Hình ảnh post trên diễn đàn của thầy Tần và cô Lâm tới giờ đã có 10 vạn lượt truy cập, để lại hàng nghìn tin nhắn. Các sinh viên ở bên dưới cứ đoán giả đoán non, không kiêng dè thân phận của Tần Lạc. Bởi vì tuổi Tần Lạc tương tự với các sinh viên, khi giảng bài hắn cũng khá tùy tiện nên quan hệ với sinh viên cũng không tệ. Sinh viên cũng vui vẻ coi Tần Lạc giống như anh trai hơn là giảng viên. Tần Lạc khoát tay nói, không như phán đoán của các em. Tôi mới học được cách sử dụng QQ. Sau này mọi người có thể chat với tôi trên đó. Suốt chiều và tối hôm qua Tần Lạc vào QQ nhưng không làm cách nào chat được với ai. Người bạn chat duy nhất thì offline. Hắn thực sự nóng ruột. Cho nên hắn quyết định hôm nay công bố nick trên QQ của hắn ở lớp học để các sinh viên biết. Sau đó hắn và bọn họ có thể chat online. Không biết về máy tính nên Tần Lạc không biết trên QQ có một công cụ tìm bạn. Dùng QQ, không phải thầy vừa mới học đấy chứ? Thầy, thầy quê quá. Sau này ra ngoài đừng nói là thầy của bọn em nữa. Thầy Tần, thầy có video chat không? Tần Lạc khoát tay nói, các em nhớ ký nick của tôi. Hãy nhớ add nick của tôi. Tần Lạc vừa nói hắn vừa lấy trong túi ra một tờ giấy, đọc nick của mình. Sinh viên bên dưới vội vàng cầm bút ghi lại nick của hắn. Vương Cửu Cửu lấy di động, nàng ghi lại nick của hắn kèm theo chữ QQ. Tần Lạc rất hài lòng với cách quảng cáo này. Ngay từ bây giờ hắn chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn chat. Tốt lắm, bây giờ chúng ta bắt đầu học, Tần Lạc nói.
thầy Tần một cô gái thanh tú đeo kính gõ cửa phòng học và gọi tên hắn. Hả, Tần Lạc quay lại nhìn, hắn cười hỏi, Tiểu Mẫn, có chuyện gì thế? Người đến là nhân viên văn phòng Tiểu Mẫn. Chủ nhiệm mời anh tới phòng làm việc của ông ấy, Tiểu Mẫn nói. Bây giờ. Đúng, bây giờ. Bây giờ tôi phải lên lớp, hết giờ tôi sẽ tới, Tần Lạc nói. Làm một giảng viên, có chuyện gì quan trọng hơn việc truyền thụ kiến thức cho sinh viên? Chương 46, ngầm hại người. Sau tiết học thứ nhất trung y chẩn đoán học, Tần Lạc đi tới khu nhà hành chính. Gõ cửa phòng làm việc của chủ nhiệm khoa. Vào đi, tiếng chủ nhiệm Quách từ bên trong vọng ra, vẫn giọng nói trầm, dứt khoát như mọi ngày. Chủ nhiệm Quách, tìm tôi à? Tần Lạc đẩy cửa vào, hắn hỏi chủ nhiệm Quách đang ngồi đọc tài liệu ở ghế. Ừ, đúng vậy, thầy Tần, cậu đợi chút, tôi phải xử lý xong tập tài liệu này đã, chủ nhiệm Quách khoát tay bảo Tần Lạc, ý bảo hắn ngồi đợi ở ghế xa một lát. Được, Tần Lạc gật đầu trả lời. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng chuông của chiếc đồng hồ quả lắc trên tường cùng tiếng soàn soạt của bút cọ sát vào giấy. Tần Lạc yên lặng ngồi đợi, thầm suy đoán lý do chủ nhiệm Quách vội gọi hắn tới. Đại khái sau khoảng 4, 5 phút chủ nhiệm Quách mới gấp tài liệu, bỏ bút đứng lên. Thầy Tần, thầy uống gì? Quách chủ nhiệm hỏi. Cha, Tần Lạc nói, hắn đã nói cả một tiết học, lại ngồi đợi như thằng ngốc mấy phút nên cảm thấy hơi khát nước. Chủ nhiệm Quách thầm bực tức, ông ta thầm nghĩ gã thanh niên này chẳng biết phép tắc gì cả. Trước đó ông ta đã cho nhân viên văn phòng Tiểu Mẫn đi mời Tần Lạc. Hắn lấy lý do đang trong giờ dậy để từ chối. Hắn hoàn toàn không để ý tới sự uy nghiêm của một chủ nhiệm. Mình đã phải kiềm chế hỏi hắn có uống nước không? Đó chỉ là lời nói đầu môi chót lưỡi mà thôi, không ngờ hắn lại cộc lốc trả lời làm cho một chủ nhiệm như mình phải đi rót trà cho hắn. Hắn không sợ tổn thọ ư? Cố nén lửa giận trong lòng, chủ nhiệm Quách rót một chén trà để trước mặt Tần Lạc. Trên mặt ông ta hiện ra vẻ âm trầm. Tiểu Tần, lần này tôi tìm cậu là muốn thảo luận với cậu một chuyện. Quách chủ nhiệm cầm chén trà của mình ngồi xuống ghế xa nhìn Tần Lạc nói. Tôi biết, Tần Lạc nói. Đúng là nói nhảm, không có việc gì thì tìm tôi làm gì chứ. Là thế này, từ trước tới nay tôi rất hài lòng với công tác của cậu. Cậu trẻ tuổi, có lòng nhiệt tình, trong công việc nếu có gì sơ suất đó là do thiếu kinh nghiệm công tác gây ra, chúng tôi cũng có thể bỏ qua, mà cũng không có chuyện gì lớn. Tần Lạc kiên nhẫn lắng nghe, chờ đợi bước chuyển hướng tiếp theo của chủ nhiệm Quách. Nhưng có một vấn đề chúng tôi đã quên, chủ nhiệm Quách nhìn Tần Lạc nói. Vấn đề gì? Tần Lạc hỏi, hắn biết chủ nhiệm Quách bắt đầu khai trò. Là thế này, có người báo lên cấp trên nói học viện trung y, dược chúng ta tuyển giảng viên không có bằng chứng nhận đủ tư cách giảng viên cùng chứng nhận hành nghề trung y, ảnh hưởng không tốt tới việc học tập của sinh viên. Chủ nhiệm Quách chăm chú quan sát sắc mặt của Tần Lạc. Ông ta thấy hắn ngồi thờ ơ như một lão tăng ngồi thiền, không hề tức giận. Ông ta thầm nghĩ, cậu đừng tưởng Lệ Vĩnh Cương có thể bao bọc cho cậu cả đời này. Cậu cũng biết nếu ở học viện khác hoặc chuyên ngành khác thì không có chứng nhận cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có tài đức. Nhưng chúng ta là học viện trung y, đào tạo ra các thầy thuốc chuyên nghiệp có đủ năng lực cứu chữa người bệnh, vì thế nhà trường có yêu cầu chặt chẽ hơn đối với các giảng viên của mình. Hơn nữa ở lớp của cậu có chuyện sinh viên xin chuyển khoa. Cấp trên cũng đã lập hồ sơ sự việc này. Trên học viện cũng yêu cầu tôi tiến hành điều tra, đánh giá lại tư cách giảng dạy của cậu một lần nữa. Cậu nói xem việc này là có ý gì? Tần Lạc cười, hắn cầm chén trà uống một ngụm rồi đặt xuống nói, chủ nhiệm Quách, ông cứ nói thẳng ra. Đánh giá của ông là gì? Cậu thẳng thắn cho tôi biết cậu có chứng nhận tư cách giảng viên cùng chứng nhận hành nghề trung y không? Chủ nhiệm Quách hách dịch hỏi. Khi Lệ Vĩnh Cương đưa người tới, ông ta không dám đắc tội làm quá nên bỏ quên mất khâu kiểm tra, sát hạch thực tế. Không có, Tần Lạc nói, ngay cả bằng tốt nghiệp nhà trẻ tôi cũng không có. Bởi vì tôi không đi học. Chủ nhiệm Quách biến sắc nói, vậy tôi chỉ có thể xin lỗi mà thông báo cho cậu biết cậu bị học viện trung y sa thải. Chúng tôi không thể nào giữ lại một người chưa bao giờ đi học làm giảng viên. Làm như vậy là không có trách nhiệm với các sinh viên, không có trách nhiệm với tính mạng của bệnh nhân. Tần Lạc khoát tay nói, không sao, tốt hơn ông nên đi tìm những người có trách nhiệm. Tần Lạc biết chủ nhiệm khoa đột nhiên gây khó dễ cho hắn chính là đã có cao nhân đứng sau lưng giở trò. Cậu nói vậy là ý gì? Chủ nhiệm Quách sầm mặt hỏi lại. Quên đi, không có ý gì, Tần Lạc cười nói. Hắn lấy từ trong ví ra một chi phiếu giơ trước mặt chủ nhiệm Quách hỏi, ông có biết chi phiếu này có bao nhiêu tiền không? Đó là của cậu, sao tôi biết được, chủ nhiệm Quách tức giận nói.
gã này ngu ngốc thật, tự dưng đi hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn. Cái chi phiếu này chỉ giá 100 vạn, hơn nữa mỗi tháng sẽ có người gửi vào đó 1 vạn nữa. Tần Lạc nói, ban đầu tôi đồng ý tới giảng dạy, học viện trả tôi một tháng 5.000 tiền lương. Nói cách khác tôi phải dạy ở trường 20 năm mới kiếm đủ số tiền trong chi phiếu này. Vậy cậu muốn nói gì? Chủ nhiệm Quách không nhịn được hỏi. Tôi muốn nói với ông, tôi căn bản không thiếu tiền. Tôi đi dạy vì hứng thú, không thể dựa vào đó để sống cầm hơi. Nếu như các ông nghĩ đuổi tôi là cắt đứt con đường sống của tôi cho các ông biết các ông quá ngây thơ. Cậu, sao cậu lại nói vậy? Cậu có ý gì? Làm gì có ai muốn đuổi cậu chứ? Chính cậu không đủ tư cách, cậu định trách ai? Chủ nhiệm Quách, mất hẳn vẻ nho nhã thường ngày, mặt ông ta có rúm lại, chất vấn Tần Lạc. Quên đi, không nói chuyện nhàm chán này với ông nữa. Tôi còn phải đi chào tạm biệt sinh viên của tôi. Tần Lạc dứng lên quay lưng đi ra ngoài. Loảng xoảng. Chủ nhiệm Quách ném chén trà trong tay vào tường, hung hăng quát lên, thằng mất dạy. Hít thở bầu không khí trong lành trong vườn, ngắm nhìn những gương mặt trẻ trung xinh đẹp của các nữ sinh, trong lòng Tần Lạc có chút gì đó không muốn dứt bỏ. Khi người ta mang hết tâm lực tập trung vào một việc, chưa tới kỳ thu hoạch, lại bị người khác cầm dao chặt đứt. Cảm giác này thực sự hát cao chịu. Sau khi hắn đồng ý tới học viện trung y làm giảng viên, toàn bộ tinh thần của hắn đặt vào việc giảng dạy, không có chút tư tâm nào, đem hết tri thức hắn có được nhờ roi ra và sự khổ cực truyền thụ cho sinh viên. Có người nói, dạy đồ đệ, sư phụ chết đói. Nhưng cho tới giờ hắn không nghĩ vậy. Khi một người hành nghề chân chính, đức độ, tài năng thì vẫn kiếm đủ cơm ăn. Ví dụ như Tây y, có rất nhiều người học Tây y. Tại sao ai trong số họ cũng kiếm đủ cơm ăn? Ngược lại trung y thực sự bạc nhược, yếu kém. Tần Lạc thực sự mong muốn hắn có thể đào tạo ra một đám sinh viên tài giỏi. Đến khi bọn họ tốt nghiệp, ai trong số đó cũng trở thành một thầy thuốc trung y xuất sắc. Sau đó bọn họ có thể đem sở học của mình chữa bệnh cứu người hoặc giống như hắn đi truyền thụ nghề nghiệp, như lửa cháy lan truyền, cứ thế sinh sôi không ngừng. Như vậy trung y mới không bị diệt vong vĩnh viễn. Nhưng hắn đã cố gắng lâu như vậy, những người khác đã phủ định điều đó. Gây ra ảnh hưởng không tốt với việc học tập của sinh viên, không có trách nhiệm với sinh viên, cũng không có trách nhiệm với tính mạng của người bệnh. Những lời nói như vậy, đối với một người kiêu ngạo như Tần Lạc là một sự đả kích rất lớn. Thế nhưng người ta đã chiếm lợi thế trong việc này, lấy danh nghĩa đại nghĩa nói ra những lời này, Tần Lạc thực sự không có cách nào phản bác lại. Bọn họ nói đúng sự thật, Tần Lạc không có chứng nhận tư cách giảng viên. Thậm chí hắn chưa từng đặt chân tới trường học. Người như vậy, sao có thể dạy dỗ sinh viên chứ? Khi Tần Lạc quay vào lớp học, giờ học đã bắt đầu được mấy phút. Các sinh viên đang nói chuyện, đùa cợt nhìn thấy Tần Lạc đi vào vội vàng mở sách đọc bài một cách rời rạc, tối nghĩa thang đầu ca. Tần Lạc dùng thước gõ lên mặt bàn ra hiệu cho mọi người im lặng. Âm thanh đọc thuộc lòng từ từ nhỏ dần rồi ngừng hẳn, chỉ còn những gương mặt cười giả lả nhìn Tần Lạc, những mong hắn có thể cho bọn họ chút ít thời gian nữa. Tất cả đã học thuộc chưa? Tần Lạc cười hỏi. Chưa, tất cả sinh viên đồng thanh đáp. Tôi chỉ biết các em chưa có chú tâm học thuộc, thế nhưng chỉ cần các em tập trung học sẽ thấy dễ nhớ. Thang đầu ca chính là bảo vật của trung y Trung Quốc chúng ta. Nếu các em có thể học thuộc, sau này cơ hội trở thành thầy thuốc trung y của các em càng lớn hơn. Tần Lạc nhìn qua gương mặt của mỗi sinh viên, thầm đánh ra những gương mặt quen thuộc đó rồi cười nói, có lẽ tôi không còn cơ hội kiểm tra việc học thuộc thang đầu ca của các em. Nhưng cho dù tôi không ở đây, tôi hy vọng các em vẫn hoàn thành bài tập này. Như thế tôi thực sự cảm ơn mọi người. Nghe Tần Lạc nghiêm trang nói những lời đó, nụ cười của những sinh viên lập tức biến mất, thay vào đó là những vẻ mặt suy tư, nặng trĩu. Mọi người cảm giác tâm trạng hôm nay của Tần Lạc không như mọi khi, mặc dù Tần Lạc vẫn đang tươi cười nhưng lời nói của hắn thì như là đang chia tay mọi người. Chẳng lẽ thầy Tần muốn bỏ đi? Thầy Tần, thầy nói vậy là có ý gì? Tại sao thầy không có cơ hội kiểm tra bọn em? Vương Cửu Cửu lên tiếng hỏi. Đúng vậy, thầy Tần. Cho dù trong giờ không kiểm tra thì cuối buổi cũng có thể kiểm tra mà. Sao lại không có cơ hội? Thầy Tần, không phải thầy sẽ đi khỏi đây đấy chứ? Nhìn những gương mặt sốt ruột, lo âu, Tần Lạc cảm thấy những nỗ lực của hắn cũng đáng giá. Ít nhất sinh viên của mình cũng trân trọng mình. Tần Lạc khoát tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại, hắn nói, tôi đã nói dối các em. Kỳ thật hôm nay tôi có hai điều vui nói cho mọi người. Điều thứ nhất, cuối cũng tôi đã học được cách sử dụng QQ, lúc nãy tôi đã nói rồi.
Bây giờ tôi nói cho mọi người niềm vui thứ hai, Tần Lạc nói, tôi bị nhà trường sa thải. Sau này tôi không thể ép buộc các em học nhưng điều buồn tẻ, chán ngắt đó nữa. Các em xem tôi nói ra điều này các em chắc chắn sẽ vui hơn rất nhiều, đúng không? Thầy Tần, thầy đừng nói giỡn nha. Thầy nói thiệt hay giả vậy? Lý Mãnh đứng lên hỏi. Đúng vậy, thầy Tần, tốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhà trường dựa vào cái gì để sa thải thầy? Trừ khi bọn họ cử thầy làm hiệu trưởng thì em sẽ không nói gì. Nếu không đừng nghĩ tới việc bắt thầy rời khỏi đây. Thầy Tần, thầy đừng làm em sợ. Em khóc mất, một nữ sinh mặt đỏ bừng, mắt đỏ hoe nói. Chương 47, hé lộ âm mưu. Tần Lạc không ngờ mọi người phản ứng mãnh liệt như vậy. Hắn biết bọn họ không muốn hắn đi nhưng không ngờ phản ứng tới mức độ đó. Vương Cửu Cửu đứng bật dậy, suýt chút nữa nàng đạp đổ cái bàn. Đôi mắt xinh đẹp tức giận nhìn Tần Lạc hỏi, là ai sa thải thầy? Người đó dựa vào cái gì để sa thải thầy? Cả cái trường đại học y khoa này có giảng viên nào có năng lực giỏi hơn hoặc ngang bằng với của thầy không? Tôi đề nghị toàn thể lớp lập kiến nghị, ký tên gửi lên nhà trường để nhà trường biết quan điểm của chúng ta. Trước đây em cảm thấy đi học ở trường không thú vị lắm. Từ sau khi thầy tới em mới thực sự hứng thú với trung y. Em mới cảm giác được ý nghĩa của học tập, nếu thầy đi em cũng đi. Thầy Tần, nếu thầy đi, chúng em cũng bỏ đi theo. Em cũng đi. Tính thêm em nữa. Các sinh viên đứng lên ủng hộ Tần Lạc, thái độ cực kỳ cương quyết, vẻ mặt phẫn nộ. Tần Lạc khoát khoát tay cười nói, nhà trường có lý do của bọn họ. Nhà trường yêu cầu tôi trình chứng nhận tư cách giảng viên của tôi thực sự không có mấy thứ đó. Nói ra không sợ mọi người chê cười, tôi thực sự chưa bao giờ đặt chân tới trường học. Văn bằng chứng chỉ thì để làm gì? Lý Mãnh mặt đỏ tía tai hét, những giảng viên có văn bằng chứng chỉ không có trình độ như thầy. Thầy Tần, chúng em chỉ phục thầy, những người khác chúng em không phục. Bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn đòi văn bằng chứng chỉ? Muốn chứng chỉ, em sẽ lo cho thầy một cái. Vương Lượng, cậu đừng mạnh mồm, cậu thì lấy đâu ra chứng chỉ giảng viên chứ? Tại sao nói tôi mạnh mồm? Ở khu Thiên Kiều đó, rất nhiều, 20 đồng một chứng chỉ. Muốn chứng chỉ gì cũng được, cậu muốn chứng nhận sử nam còn có nữa là. Tần Lạc phất tay ra hiệu mọi người bình tĩnh lại. Hắn nói, tất cả các em không nên kích động. Đây là chuyện của tôi sẽ xử lý thỏa đáng. Tôi là giảng viên, tôi có trách nhiệm truyền thụ kiến thức cho các em. Các em là sinh viên, các em có nhiệm vụ học tập. Cho dù là ai dạy các em cũng phải học tập chăm chỉ. Nhưng chúng em chỉ muốn thầy dạy chúng em trung y chẩn đoán học. Thì là thế, không phải chúng em chưa từng xua đuổi giảng viên bao giờ. Nếu nhà trường có can đảm sa thải thầy, chúng em sẽ tính sổ với cái trường này. Đúng. Tần Lạc đang định tiếp tục khuyên giải thì chuông điện thoại trong túi hắn vang lên. Tần Lạc cười cười xin lỗi sinh viên bên dưới sau hắn bước nhanh ra khỏi phòng học. Trên điện thoại hiện lên số điện thoại xa lạ, Tần Lạc chưa từng lưu lại trong máy của hắn. Xin chào, cho hỏi ai đấy? Tần Lạc mở máy hỏi. Là Tần Lạc hả? Tôi là Lệ Vĩnh Cương, trong điện thoại vang lên giọng sang sảng của một người đàn ông. Lệ Vĩnh Cương, Tần Lạc nhất thời không nhớ ra. Hắn thấy cái tên này quen quen. Đến khi hắn nhớ ra Lệ Vĩnh Cương là ai, hắn vội vàng nói, Lệ hiệu trưởng, ông khỏe không? Chủ nhiệm Quách cứ nghĩ Tần Lạc là người thân cận của Lệ Vĩnh Cương nên thái độ của ông ta với Tần Lạc vô cùng đặc biệt, niềm nở nhưng lại đề phòng. Nếu ông ta biết Tần Lạc gần như đã quên cái tên Lệ Vĩnh Cương, không biết ông ta cảm thấy thế nào? Ha, ha, chào cậu. Tôi mới biết chuyện tôi phải xin số của cậu từ Lão Lâm. Tôi không quấy rầy giờ dậy của cậu đấy chứ? Lệ Vĩnh Cương cười hỏi. Không, Lệ hiệu trưởng tìm tôi có việc gì? Tần Lạc hỏi, hắn thầm nghĩ Lệ Vĩnh Cương nói biết chuyện hắn bị sa thải nên mới gọi điện. Chẳng lẽ tới bây giờ ông ấy mới biết sự tình? Nếu sự thực đúng như thế, chứng tỏ lai lịch của người đứng sau không đơn giản chút nào, nếu không chủ nhiệm Quách sẽ không dám đưa ra quyết định thiên lệch như vậy. Ừ, tôi vừa nghe nói chuyện của cậu. Nếu cậu không vội hãy tới phòng của tôi chúng ta nói chuyện, được không? Được, phòng làm việc của Lệ hiệu trưởng ở chỗ nào? Sau khi Lệ Vĩnh Cương nói vị trí, cả hai tắt cuộc gọi. Tần Lạc đi vào trong phòng học nói, tôi biết bây giờ tâm trạng mọi người rất kích động. Bây giờ tôi bắt mọi người nghe giảng, các em cũng không muốn nghe. Tôi có chuyện cần giải quyết, các em cứ tự học đi nha. Tần Lạc vừa ra khỏi lớp. Vương Cửu Cửu đã đuổi theo hắn. Cửu Cửu, có chuyện gì? Tần Lạc cười hỏi,
sau sự việc xảy ra ở KTIV và việc Mã Hữu Tài, quan hệ của hai người đã thân thiết hơn nhiều. Bây giờ Tần Lạc không chỉ đơn thuần coi nàng như một sinh viên mà hắn còn coi nàng như một người bạn đáng tin cậy. Thầy Tần, thầy đi đâu vậy? Vương Cửu Cửu lo lắng hỏi. Nàng sợ Tần Lạc cứ đi như này thì sẽ bật vô âm tín. Lệ hiệu trưởng muốn gặp tôi, Tần Lạc cười nói. Lệ hiệu trưởng tìm thầy nói chuyện. Tốt lắm, em cùng đi với thầy, Vương Cửu Cửu nói. Em đi làm gì? Tần Lạc khóc dở mếu dở nhìn Vương Cửu Cửu. Em muốn đại diện cho các bạn sinh viên thương lượng với Lệ hiệu trưởng, Vương Cửu Cửu cương quyết nói. Hồ đồ, thương lượng cái gì với Lệ hiệu trưởng? Không phải ông ấy sa thải tôi. Mau quay lại học đi. Đây là chuyện của tôi sẽ nói chuyện với ông ấy, Tần Lạc khoát tay rồi quay người bước đi. Tần Lạc, anh đứng lại đó cho em, Vương Cửu Cửu hét lớn. Ai ra, tôi là giáo viên, ở trong trường em cũng phải nể mặt tôi chứ. Tần Lạc kinh ngạc quay người nhìn Vương Cửu Cửu. Tần Lạc thấy quái dị khi bị chính sinh viên của mình gọi thẳng tên mình ra. Nếu thầy không đưa em đi, em sẽ quay về đem theo cả lớp tới ngồi trước cửa phòng hiệu trưởng, Vương Cửu Cửu cắn chặt môi, vẻ mặt rất kiên quyết. Không phải em đang uy hiếp, thầy có thể từ chối, Vương Cửu Cửu nói. Em đang uy hiếp, Tần Lạc nhìn chằm chằm vào Vương Cửu Cửu nói. Nếu thầy nghĩ thế thì đúng là như thế. Mắt hai người giao nhau, bầu không khí như đông cứng lại. Đi thôi, Tần Lạc bất đắc dĩ nói. Sắc mặt Vương Cửu Cửu giãn ra, nàng chạy tới ôm cánh tay Tần Lạc nói, em biết thầy chắc chắn sẽ đồng ý. Nam nữ thụ thụ bất thân, phải biết giữ khoảng cách, Tần Lạc giãy nảy nói. Thầy nói thế thì em thật sự hy vọng thầy bị sa thải. Lúc đó em có thể tha hồ ôm thầy mà không sợ ai nói gì. Tôi cảm thấy em càng ngày càng giống mẹ của em. Mẹ sinh ra em, không giống mẹ thì giống ai? Lệ Vĩnh Cương là hiệu trưởng của Đại học Y Khoa. Nói cách khác ông là người đứng đầu các học viện trong nhà trường. Phòng làm việc của ông nằm ở khu nhà được xây dựng sớm nhất trong trường, bức tường xám xịt nhưng không mất đi nét cổ xưa. Sau khi Tần Lạc gõ cửa phòng làm việc của AE Lệ Vĩnh Cương, một người trẻ tuổi đeo kính ra mở cửa, nhìn thấy Tần Lạc hắn cười nói, anh là Tần Lạc hả? Hiệu trưởng đang chờ anh. Cảm ơn, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Người trẻ tuổi nhìn thấy Vương Cửu Cửu ở phía sau Tần Lạc. Dù hắn cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn lịch sự mời hai người vào trong. Lệ Vĩnh Cương ngồi ở bàn làm việc, ông đang ký tài liệu, ông đưa cho người đeo kính và nói, Tiểu Lý mang đi gửi. Dạ, người đeo kính trả lời nhận tập tài liệu. Hắn không đi ngay mà ở lại pha trà mời khách rồi mới đi ra ngoài. Lệ Vĩnh Cương đi tới ngồi xuống trước mặt Tần Lạc. Ông nhìn vẻ mặt, ánh mắt thù địch của Vương Cửu Cửu hỏi, cô gái này là ai? Em là Vương Cửu Cửu, đại diện cho sinh viên khoa chẩn đoán lâm sàng của Học viện Trung Y Dược. Em cũng là sinh viên của thầy Tần. Em đại diện cho 49 sinh viên trong khoa và 45 sinh viên ký danh ở các khoa khác tới thương lượng với thầy. Khi tự giới thiệu với Lệ Vĩnh Cương, vẻ mặt của Vương Cửu Cửu giống như đang trong lúc công vụ. Thương lượng chuyện gì? Lệ Vĩnh Cương nhìn Tần Lạc cười gượng. Chúng em muốn biết tại sao nhà trường lại sa thải thầy Tần. Vương Cửu Cửu nói. Đây cũng chính là nguyên nhân thầy tìm thầy Tần nói chuyện, Lệ Vĩnh Cương cười nói. Vậy vì lý do gì? Lý do là Tần Lạc không có chứng chỉ tư cách giảng viên. Nhưng thầy Tần là giảng viên trung y tốt nhất. Thầy tin lời em, nhưng người khác không tin tưởng thì sao? Lệ Vĩnh Cương hỏi ngược lại. Người khác tin hay không tin có liên quan gì tới chuyện này? Chúng em là sinh viên, chúng em biết ai có năng lực giảng dạy. Trước kia nhà trường luôn cử tới những người quá kém, bỏ do vào mắt chúng em. Vất vả mãi chúng em mới có một giảng viên có thực tài. Chúng em không muốn thầy Tần đi. Lệ Vĩnh Cương lắc đầu cười gượng gạo nói, tiểu cô nương. Em còn trẻ quá, sau này ra cuộc sống em mới biết có một số việc không phải cứ muốn là có thể giải quyết được. Đúng cũng có thể không đúng, không đúng cũng có thể đúng. Vương Cửu Cửu khoát mạnh tay nói, thầy đừng nói những việc thâm sâu như vậy với em. Chúng em chỉ hy vọng thầy Tần không bỏ đi. Đây chính là thỉnh cầu của toàn bộ sinh viên trong khoa của em. Chúng em còn trẻ, nếu như nhà trường không đáp ứng đề nghị của chúng em, mấy người trẻ tuổi chúng em sẽ làm điều nên làm. Ái chà, tiểu cô nương lại uy hiếp hiệu trưởng, Lệ Vĩnh Cương cười khanh khách nói. Lúc nãy cô ấy cũng uy hiếp tôi như vậy, Tần Lạc cười gượng nói. Bình thường không nhận ra, đến lúc gặp chuyện Vương Cửu Cửu cũng hung hãn không khác gì mẹ nàng, không bao giờ chịu nhận phần thiệt về mình. Ha, ha, Tần Lạc, cậu có sinh viên uy hiếp như vậy chính là phúc phận của cậu.
trước kia tôi bận bịu quá không có thời gian quan tâm tới chuyện giảng dạy của cậu. Bây giờ tôi thấy cậu là một giảng viên thiên bẩm. Lệ Vĩnh Cương nhìn Tần Lạc cười nói. Bây giờ xem ra thiên bẩm không bằng tờ giấy mỏng, Tần Lạc đùa cợt nói. Ôi, nếu như cấp trên không gọi điện phê phán tôi một hồi tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện này. Tôi gọi điện hỏi chủ nhiệm Quách mới biết cậu đã bị Học viện Trung y Dược sa thải, Lệ Vĩnh Cương xúc động nói. Lệ Vĩnh Cương quay nhìn Vương Cửu Cửu, sau đó ông lại quay sang nói với Tần Lạc, lão hiệu trưởng tự mình gọi điện thoại tới, ông ấy nói trường học không thể dựa vào quan hệ giới thiệu là có thể nhận người làm giảng viên. Phải có trách nhiệm với người bệnh và sinh viên, phải tiến hành khảo sát trước khi nhận người. Chủ nhiệm Quách là học trò của lão hiệu trưởng, đó là lý do ông ta không đợi tôi thông qua đã sa thải cậu. Đương nhiên học viện có quyền tuyển người, chủ nhiệm học viện có quyền sa thải, không cần phải báo cáo tôi. Xem ra tôi đắc tội với cao nhân rồi, Tần Lạc cười gượng nói. Đúng vậy, bởi vì mối quan hệ với Lâm Thanh Nguyên, Lệ Vĩnh Cương mới không có e dè gì, ông nói, mưu kế chia làm hai loại, âm mưu và dương mưu. Chúng ta không sợ âm mưu của người khác bởi vì chúng ta có thể bóc trần âm mưu của họ. Nhưng đây là dương mưu của bọn họ khiến chúng ta rất khó đối phó, không có chứng nhận hành nghề trung y và chứng chỉ tư cách giảng viên quả thực cậu làm tôi điên mất. Dương mưu ở đây được các nho gia bàn đến, đó là cái mưu của người có nhân, tức là khi mưu sự thì không được hại người mà chỉ dựa trên trí tuệ của mình để thắng đối phương chứ không phải là bằng những âm mưu thủ đoạn tàn bạo của những kẻ tàn ác. Bên cạnh đó trong binh pháp của Quỷ Cốc Tử cũng có bàn về khái niệm này. Theo Quỷ Cốc Tử thì dương mưu là bậc thánh nhân mưu sự ở âm, thành sự ở dương, nghĩa là khi bàn mưu tính kế thì chỉ mình biết, còn khi thành sự thì lại đem chia cái sự được đấy cho mọi người. Chương 48, cả nhà em đều là yêu nữ. Chủ nhiệm Quách không yên lòng, đi tới đi lui trong phòng làm việc. Rốt cuộc ông ta bước tới quay số điện thoại. Alo, lão hiệu trưởng à? Xin chào hiệu trưởng, tôi là Tiểu Quách, chủ nhiệm Quách cung kính nói. Ừ, Tiểu Quách, có chuyện gì không? Từ trong điện thoại vang lên giọng nói uy nghiêm của một người có tuổi. Đặc điểm của loại âm thanh này là không chứa đựng nhiều tình cảm nhưng cực kỳ có sức nặng, giọng nói to, vang, nhấn mạnh từng chữ, hùng hồn. Lão hiệu trưởng, chuyện người giao phó tôi đã giải quyết êm đẹp. Gã Tần Lạc kia nói gã thực sự không có chứng chỉ tư cách giảng viên. Thậm chí gã còn tiết lộ gã còn chưa từng tới trường học. Vì vậy tôi đã dựa theo các quy định sa thải gã ra khỏi Học viện Trung y Dược, chủ nhiệm Quách báo cáo lại chi tiết sự việc. Đúng là loạn rồi, cái loại người như vậy mà cũng tuyển vào làm giảng viên. Có còn chịu trách nhiệm về danh tiếng của trường nữa không đây? Còn có trách nhiệm với những sinh viên sắp trở thành thầy thuốc không? Dạ, dạ, đây là lỗi của tôi. Là tôi quản lý không nghiêm, chủ nhiệm Quách vội vàng nói. Thế nhưng là do người của Lệ hiệu trưởng cử tới, tôi không nhận không được. Lệ Vĩnh Cương cử tới, có còn giữ quyết định không? Không có quyết định, ông ấy chỉ gọi điện tới. Thôi quên đi người đó nói. Nếu như Lệ hiệu trưởng lại gọi tới tôi sẽ phải giải thích thế nào? Không cần giải thích, lần này chúng ta không nể mặt bất kỳ ai. Trong đội ngũ giảng viên của chúng ta phải thải loại ngay cái đồ cặn bã đó. Dạ, tôi nghe lão hiệu trưởng chủ nhiệm Quách cười nói. Gương mặt băng bó của Lý Thanh Ương xuất hiện. Hắn đợi sau khi lão nhân cúp điện thoại mới lên tiếng, ra ra, chủ nhiệm Quách gọi điện tới à? Ừ, cái thằng Tần Lạc đó đã bị sa thải, lão nhân tóc bạc phơ nói, nét mặt nghiêm túc. Mặc dù đang nói với cháu mình nhưng ông cũng không mỉm cười. Lý Thanh Ương định cười nhưng ảnh hưởng tới vết thương làm hắn đau quá bật lên tiếng xít xoa. Cháu ấy, sau này ra ngoài gây ít chuyện cho ông nhờ, lão nhân nhìn thấy bộ dạng đó của Lý Thanh Ương, cảm giác vừa thương vừa giận. Ông! Cháu biết rồi, cháu bị người ta ức hiếp nên mới thành ra thế này. Cháu còn có thể gây ra chuyện gì nữa? Lý Thanh Ương chỉ tay vào mặt mình nói, cái thằng Tần Lạc đó dễ đối phó, có thể dẫm chết nó như dẫm một con kiến. Những con bé sinh viên kia của nó chúng ta đối phó thế nào, ông? Lý Thanh Ương thấy lạnh cả người khi nhớ tới nữ sinh đó. Con bé đó hung hãn như hổ cái. Chính hắn phải tự thừa nhận lần đầu tiên hắn bị ăn đòn nghiêm trọng như vậy. Con bé đó đã nắm tóc hắn đập vào gương, thật sự quá bạo lực. Thế thì sao, quân đội được phép can thiệp vào việc của ngành giáo dục từ lúc nào? Hơn nữa chúng ta không phải cố ý hãm hại nó. Nó thực sự không có chứng chỉ tư cách giảng viên. Hắn là loại thầy lang vườn, còn chưa bao giờ tới trường học. Chúng ta sao có thể tuyển người như nó vào làm giảng viên? Thôi được rồi, cháu đi nghỉ đi, chuyện này ông tự biết chừng mực, lão nhân khoát tay nói. Môi Lý Thanh Ương giật giật.
nhưng hắn sợ bị ông mắng là kẻ hèn nhát nên không dám nói. Lệ Vĩnh Cương nhìn vẻ mặt lo lắng của Vương Cửu Cửu thầm nghĩ Tần Lạc quả thật có chỗ hơn người. Mới tới học viện Trung Y Dược chưa được một tháng mà đã được sinh viên yêu quý như vậy. Ông đâu biết rằng tình cảm cậu Vương Cửu Cửu dành cho Tần Lạc phần lớn là yêu, phần ủng hộ không đáng kể. Tiểu cô nương, đừng nóng. Chuyện này phải xử lý từ từ. Phải tùy bệnh bốc thuốc. Tôi biết đó là do lão hiệu trưởng gọi điện tới. Tối nay tôi sẽ tới thăm lão hiệu trưởng xem có thể giải quyết được vấn đề này hay không. Lệ Vĩnh Cương an ủi Vương Cửu Cửu, thực ra ông cũng đang an ủi cả Tần Lạc. Lão hiệu trưởng họ gì? Tần Lạc hỏi. Họ Lý, Lý hiệu trưởng dù đã nghỉ hưu nhưng ông ấy vẫn là hiệu trưởng danh dự của trường. Hơn nữa học trò của Lý hiệu trưởng ở khắp nơi, tiếng nói của ông ấy rất có uy lực. Nếu ông ấy thực sự muốn truy cứu vấn đề này, chúng ta sẽ không dễ giải quyết ổn thỏa. Thế nhưng tôi sẽ tới gặp, giải thích với ông ấy. Tôi thực sự tán thưởng y thuật cùng phương pháp giảng dạy của cậu. Lệ Vĩnh Cương cười nói. Có phải Lý hiệu trưởng có một người cháu tên là Lý Thanh Ương không? Tần Lạc cua mày suy nghĩ một lát rồi hỏi. Trong ấn tượng của hắn, hắn chỉ đắc tội với mỗi một người họ Lý đó thôi. Bởi vì chuyện của Lệ Khuynh Thành, hắn đã xung đột với Lý Thanh Ương hai lần. Lần thứ hai vì Vương Cửu Cửu đột nhiên ra tay nên Lý Thanh Ương bị đánh thành đầu heo, nghe nói bây giờ anh ta vẫn đang nằm viện. Nhìn qua cũng thấy ra thế của Lý Thanh Ương không tầm thường. Nếu hai người đó là người thân của nhau, có khả năng bọn họ trả thù hắn vì không nuốt trôi mối hận đó. Ừ, cậu biết Lý Thanh Ương à? Lệ Vĩnh Cương nghi hoặc hỏi Tần Lạc. Không chỉ biết mà còn có mâu thuẫn với nhau. Tần Lạc đau khổ nói. Khi nghe hai người nói lai lịch của người đó, Vương Cửu Cửu phản ứng ra mặt, nàng tức giận nói, lúc đó có người ra tay can thiệp, anh ta mới không bị bắt. Bây giờ anh ta lại dám giở trò này. Hãy để em xử lý anh ta. Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho tôi nghe xem nào. Lệ Vĩnh Cương khẽ biến sắc nhưng ông nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị của mình. Tần Lạc kể lại chi tiết chuyện xảy ra giữa hắn và Lệ Khuynh Thành dẫn tới hiểu lầm của Lý Thanh Ương, xảy ra mâu thuẫn, chuyện Lý Thanh Ương mang theo người của Nhất Bang Tử chặn đánh ở Cành Cọ Vàng, kết quả hắn bị Vương Cửu Cửu gọi người tới xử lý, cho hắn ăn trận đòn ra sao. Khi nghe nói tới Lệ Khuynh Thành, mặt Vương Cửu Cửu sưng lên giống như tảng thịt mỡ. Đương nhiên nàng cũng biết tính cách của Lệ Khuynh Thành, nàng khá bất mãn với việc Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành ở chung một chỗ. Ôi, thì ra là có chuyện như vậy. Tôi cũng nghe nói cháu của Lý hiệu trưởng bị người ta đả thương, tôi lại còn điện thoại hỏi thăm, không ngờ là chuyện này lại có liên quan tới mấy người. Nếu đúng là vậy, chuyện này khó giải quyết đây. Lệ Vĩnh Cương vuốt trán, đau đầu nói. Lệ hiệu trưởng, không sao cả. Dù có giảng dạy ở trường Trung Y nữa hay không, tôi đều cảm ơn hiệu trưởng đã cho tôi cơ hội này. Tần Lạc nhún vai ra vẻ bất cần. Hắn vốn tới Yến Kinh vì chuyện thối hôn, sau đó lại dính vào sự kiện trẻ sơ sinh trúng độc ở bệnh viện Trung Y. Trước đây hắn không bao giờ nghĩ sẽ tới trường làm giảng viên, Lâm Thanh Nguyên và Uông Lão cố gắng khuyên nhủ nên hắn mời đồng ý. Bây giờ bị nhà trường sa thải, hắn có thể thể quay về nhà mà không vướng bận gì. Chuyện này không ảnh hưởng gì tới hắn chỉ thấy đáng tiếc cho những sinh viên đáng yêu ở lớp của hắn. Không được, thầy Tần nhất định phải ở lại. Vương Cửu Cửu cương quyết nói. Ha, ha, được rồi, tôi sẽ tới dàn xếp với Lý hiệu trưởng xem sao. Hai người không được sốt ruột, tôi còn phải nghĩ cách. Lệ Vĩnh Cương nói, à Tần Lạc, trước khi giải quyết xong việc của cậu, lớp của cậu tạm thời do người khác dạy thay, để tránh người khác nói ra nói vào. Tôi hiểu. Tần Lạc gật đầu đồng ý. Vương Cửu Cửu nhếch miệng cười khẩy. Để người khác dạy thay ư, đâu có dễ như thế. Ra khỏi phòng làm việc của Lệ Vĩnh Cương, Tần Lạc và Vương Cửu Cửu sóng vai nhau đi trên con đường nhỏ, tĩnh mịch, trồng nhãn hai bên đường. Thầy Tần. Thầy không cần sốt ruột, em chắc chắn sẽ nghĩ ra cách giúp thầy. Vương Cửu Cửu nói. Tần Lạc lắc đầu nói, Cửu Cửu, tôi biết ra thế nhà em không tầm thường. Nhưng chuyện này không nên để người nhà em nhúng tay vào. Đã hai lần liền làm phiền rồi, tôi không thể mặt dày nhờ sự giúp đỡ của em nữa. Hơn nữa đây là chuyện của ngành giáo dục, người ta quang minh chính đại làm vì tôi không có chứng chỉ tư cách giảng viên. Nếu như bọn họ làm nghiêm chỉnh, không nể mặt ai, sẽ làm khó cho người nhà em thôi. Thầy là giảng viên của em nào dám để thầy tìm em nhờ giúp đỡ. Tiểu nữ ngưỡng mộ sự quanh minh vĩ dại của thầy tình nguyện giúp đỡ. Thầy Vương Cửu Cửu cười cười nói. Những lời nói có vẻ như đùa cợt nhưng cũng để đối phương tự hiểu. Bọn họ không nể mặt thì sao nào? Phải biết giữ thể diện cho nhau chứ. Em sẽ tìm 10 người gọi điện cho ông ta,
ông ta có thể không nể mặt nhưng như thế ông ta sẽ đắc tội với 10 người đó. Cho dù sau này bị người khác coi thường em cũng phải tìm người giúp thầy. Hả, Tần Lạc toát mồ hôi lạnh. Quả nhiên không độc không phải là phụ nữ. Khi đã động tới uy danh của phụ nữ, lối suy nghĩ của họ quả thực không giống như thông thường. Hai người lặng lẽ đi tới, chuông điện thoại trong túi Tần Lạc lại vang lên. Hắn lấy điện thoại ra thì thấy trên màn hình điện thoại hiện lên số của chị Lệ. Chị Lệ, Lệ Khuynh Thành, Vương Cửu Cửu liếc mắt nhìn thấy dãy số trên màn hình. Hi hi, chính cô ấy tự ghi vào. Tần Lạc cười xấu hổ. Hừ, Vương Cửu Cửu bĩu môi. Xin chào, có việc gì đấy? Tần Lạc hỏi. Tần Lạc, tại sao lại nói chuyện khách khí với chị như thế? Không có chuyện gì thì chị không thể gọi chuyện cho cậu sao? Âm thanh lẳng lơ của Lệ Khuynh Thành phát ra làm cho Vương Cửu Cửu cau mày. Có chuyện gì vậy? Tôi rất bận, nếu không có chuyện gì tôi tắt máy đây. Tần Lạc nói. Hắn thực sự không chịu nổi sự đùa bỡn của Lệ yêu nữ trước mặt sinh viên của mình. Đáng chết, cậu chán ghét tôi đến thế ư? Hừ, hãy xem tối nay tôi xử lý cậu thế nào. Bây giờ cậu hết giờ chưa? Chưa, tôi còn 2 giờ sau nữa. Tần Lạc nói. Nói xạo, tôi đang cầm bản phân công giờ dạy của cậu. Cậu có 2 giờ vào buổi sáng, sau đó cậu không có giờ nữa. Tần Lạc, cậu đừng chối từ. Cậu không trốn khỏi lòng bàn tay của chị đâu. Lệ Khuynh Thành đắc ý nói. Ồ, vậy chắc tôi nhớ nhầm. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc vừa lén nhìn Vương Cửu Cửu bên cạnh vừa hỏi. Bản thân hắn nhận ra người phụ nữ này sao lại có tính cách tinh quái như quỷ thành tinh vậy. Thật sự rất khó đối phó. Đương nhiên có chuyện, bây giờ cậu lập tức tới International Beautiful Woman. Tôi có chuyện rất quan trọng cần thương lượng với cậu. Nhớ kỹ, không được bỏ trốn. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đến đi, hôn cậu một cái, ừ. Tần Lạc vội vàng tắt điện thoại, hắn sợ Vương Cửu Cửu nghe được mấy câu sau. Thầy Tần có vẻ rất thân thiết với cô Lệ. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc bằng ánh mắt quái dị, sắc mặt âm trầm. Không quen, không hề quen biết, Tần Lạc vội vàng giải thích. Nói không quen có ma nào tin được không? Vương Cửu Cửu làm động tác hôn gió nói. Nói đùa, cô ấy chỉ thích đùa cợt thôi. Tần Lạc khóc dở mếu dở. Nói như vậy bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể đùa bỡn với thầy sao? Không phải. Không phải. Vậy tại cô ấy có thể mà những người phụ nữ khác không thể. Tần Lạc thầm nghĩ chắc nàng muốn mình chết sớm đây. Đột nhiên Vương Cửu Cửu nở một nụ cười tươi như trăm hoa đua nở. Hì, hì, em chỉ biết thầy Tần không phải là người như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, tôi không phải là loại người đó. Tần Lạc vội gật đầu. Cuối cùng thì cũng giải thích được. Thế nhưng cũng có người chính là dạng người đó. Vương Cửu Cửu nói, trong trường có truyền thuyết nói cô ấy là một yêu nữ. Bất kỳ người đàn ông nào tiếp xúc với cô ấy đều bị cô ấy mê hoặc. Vì thế thầy không nên quá gần gũi cô ấy. Nếu thầy muốn tìm bạn gái thầy cứ bảo em có rất nhiều bạn. Yêu nữ. Tần Lạc thầm nghĩ em cũng là một yêu nữ, cả nhà em đều là yêu nữ. Chương 49, đừng đi, tôi còn muốn hiến thân. Đợi tới khi bóng dáng Tần Lạc xa dần, Vương Cửu Cửu vẫn đứng đó cắn chặt môi. Lệ Khuynh Thành, đây cũng là một đối thủ lợi hại nữa. Vương Cửu Cửu trầm tư suy nghĩ chốc lát rồi nàng móc túi lấy di động ra. Sau khi bấm số gọi nàng ai oán nói, Trương Nghi Y, con lại bị người khác ăn hiếp. Ai dám ăn hiếp Cửu Cửu nha ta? Dừng một lát trong điện thoại lại phát ra âm thanh trầm trầm, mẹ đã bảo con mà có phải con thiếu nợ người ta nên bị đánh không? Ở Yến Kinh này có vài trăm vạn người, phụ nữ cũng có hơn trăm vạn, tại sao suốt ngày con bị ăn hiếp? Mẹ biết cái gì? Là bọn chúng ăn hiếp thầy Tần. Vương Cửu Cửu tức giận nói. Con rể mẹ, ai dám khi dễ con rể của mẹ, tại sao con không trị cho chúng một trận? Quả thật con cũng định trị cho chúng một trận. Vương Cửu Cửu hả hê nói. Ha ha, con gọi điện nhờ mẹ ra tay phải không? Kẻ nào dám ức hiếp con rể của mẹ, mẹ sẽ tiêu diệt người đó. Trương Nghi Y cười đắc ý. Nhà trường, tại sao nhà trường lại ức hiếp cậu ấy? Nhà trường nói thầy Tần không có chứng chỉ tư cách giảng viên nên muốn sa thải thầy ấy. Chứng chỉ tư cách, cái đó là gì vậy? Trương Nghi Y con biết mẹ không có văn hóa nhưng mẹ cũng không phải thể hiện ra một cái rõ ràng như vậy. Ngay cả chứng chỉ tư cách giảng viên mẹ cũng không biết. Mẹ không biết thì làm sao? Con có biết loại thực phẩm nào có tác dụng làm to ngực không? Con có biết làm đẹp lúc nào thì có hiệu quả nhất không? Con có biết uống nước như thế nào thì có tác dụng làm trắng da không?
đây chính là vấn đề chuyên môn của mẹ đấy. Vương Cửu Cửu định phản bác lại nhưng nhớ ra nàng còn phải nhờ mẹ giúp nên nàng chủ động giải thích, chứng chỉ tư cách giảng viên chính là giấy chứng nhận được làm giảng viên. Không có cái giấy chứng nhận đó không thể đi làm giảng viên. Mẹ cũng từng học cao đẳng sao mẹ không biết cái đó. Ôi, từ lâu mẹ không còn là sinh viên nữa. Ai rảnh rỗi đi nhớ lại cái đó làm gì? Chuyện đó thì có gì to tát, chỉ là một giảng viên thôi mà, không cho làm thì thôi. Con bảo cậu ấy muốn vị trí nào mẹ sẽ lo cho cậu ấy. Bộ giáo dục có được không? Không được hả, vậy vào quân đội cũng được. Thế nhưng thể chất cậu ấy không tốt, không thể làm sĩ quan. Hay vào đoàn văn công quân đội, vào quân y cũng được, thăng chức cũng nhanh lắm. Con muốn là thầy của con. Vương Cửu Cửu tức giận cắt ngang lời nói huyên thuyên của mẹ. Vậy bây giờ làm một cái chứng chỉ giả có được không? Không được. Đi mua. Sẽ bị phát hiện ra. Nếu không ai điều tra thì sao? Nhất định sẽ có người điều tra. Vương Cửu Cửu liền đem chi tiết mọi chuyện, thêm mắm thêm muối kể lại cho mẹ nghe. Kể cả việc đối phương trả thù gây khó dễ Tần Lạc trong việc giấy chứng chỉ. Trương Nghi Y ở bên kia cực kỳ tức giận mắng, cái đồ con rùa đó. Thật quá đáng, thật quá đáng. Từ trước tới nay đều do mẹ ức hiếp người khác. Làm gì có chuyện người khác ức hiếp chúng ta? Cái gã hiệu trưởng đó ở đâu, đọc địa chỉ cho mẹ. Mẹ sẽ mang ghế tới trước cổng ngồi chửi mắng 3 ngày 3 đêm. Vương Cửu Cửu mừng như mở hội, nàng cười nói, cái chuyện mất mặt thế mẹ cũng làm được sao? Mẹ đương nhiên sẽ không tự mình ra tay. Mẹ sẽ bỏ tiền thuê 100 người tới chửi mắng lũ cho đó làm cho chúng không cả dám bước chân ra cửa. Mẹ, biện pháp này rất hay. Mẹ hãy gọi điện thoại cho mấy người bạn. Nói gì thì nói, năm xưa mẹ cũng là một mỹ nữ ở đất Hiến Kinh này, chắc chắn mẹ sẽ có nhiều bạn bè. Giải quyết một việc còn con như vậy không phải dễ như trở bàn tay sao? Vương Cửu Cửu tâng bốc mẹ mình. Nhớ lại năm đó mẹ cũng một người đẹp nổi tiếng ở Hiến Kinh. Những người đàn ông danh giá theo đuổi mẹ xếp thành 5 vòng tròn quanh nhà cũng không hết. Đáng tiếc chung quy lại cũng là bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Ôi số mệnh! Hồi tưởng thế là đủ rồi. Mẹ mau gọi điện thoại đi. Vương Cửu Cửu thúc giục mẹ. Được, mẹ sẽ gọi điện thoại. Trương Nghi Y nói. Mẹ mau nhanh lên, nếu thầy Tần bị sa thải con sẽ nhảy lầu tự tử. Ai ra, biện pháp này hay đấy. Con chạy lên tầng thượng của tòa nhà cao nhất trong trường, uy hiếp bọn họ nói nếu không giữ lại thầy Tần con sẽ nhảy xuống. Mẹ sẽ tìm cho con mấy phóng viên tới chụp ảnh, ghi hình, hù dọa bọn họ, chuyện chắc chắn sẽ thành. Hai mẹ con chúng ta trong ứng ngoài hợp. Cấu kết với nhau nhất định sẽ giải quyết chuyện này êm đẹp. Trương Nghi Y, rốt cuộc mẹ có phải là mẹ đẻ của con không? Con chỉ nói vậy thôi thế mà mẹ lại bảo con sẽ đi nhảy lầu thật. Có người mẹ nào như mẹ không? Vương Cửu Cửu tức giận dậm chân thình thịch. Thì mẹ thấy biện pháp này rất hay. Tần Lạc ra cổng đại học y khoa đứng đợi một lúc. Hắn thấy một chiếc taxi chạy tới liền giơ tay ra vẫy. Người tài xế taxi thấy có khách liền dừng xe lại mở cửa. Anh đi có một mình à? Người tài xế taxi hết nhìn sau lưng Tần Lạc lại ngó nghiêng xung quanh. Tôi đi một mình. Tần Lạc gật đầu. Câu hỏi cùng động tác của người này rất quái dị, chẳng lẽ nghĩ mình bắt đưa tới một nơi hoang vu hẻo lánh rồi cướp xe? Ồ, vậy tốt rồi. Lên xe đi. Người tài xế thở nhẹ nói. Anh biết tôi. Tần Lạc vừa mở cửa xe vừa hỏi. Biết, lần trước anh và bạn gái ngồi xe tôi làm tôi suýt chút nữa gây tai nạn. Anh quên rồi à? Thật sự tôi không nhớ. Tần Lạc cười lắc đầu. Ha, ha, anh không nhớ tôi cũng bình thường. Tôi thì rất nhớ anh. Bây giờ ít người mặc quần áo như anh. Hơn nữa anh còn có một người bạn gái rất khêu gợi. Người tài xế cười rồi lái xe chạy. Cô ấy không phải bạn gái của tôi. Tần Lạc giải thích. Đã yêu mà vẫn còn xấu hổ à? Cô ấy không phải bạn gái của anh à? Có bạn gái như vậy chắc chắn sẽ rất khổ sở. Nói như người có học cái gì đó là hạnh phúc trong đau đớn. Người tài xế nhìn qua kính chiếu hậu và nói chuyện với Tần Lạc. Nói thật nếu hôm nay có cả bạn gái của anh tôi cũng không dám chở. Kiếm tiền là quan trọng nhưng tính mạng còn quan trọng hơn. Lần trước chở hai người mà đến giờ tay tôi vẫn run. Xin lỗi. Tần Lạc xấu hổ nói. Hắn thầm nghĩ Lệ Khuynh Thành đúng là yêu nữ. Ngay cả tài xế taxi gặp nàng một lần cũng khắc sâu trong trí nhớ. Gặp lại nàng cũng không dám chở nữa. Tần Lạc vừa xuống xe trước cửa International Beautiful Woman đã có nhân viên đứng đợi ở đó. Tần tiên sinh, Lệ Tổng đang ở lầu 2 đợi. Tiên sinh mỹ nữ mặc đồng phục cười thân mật nói. Lầu 2, Tần Lạc thấy căng thẳng. Lầu 2 là nơi tụ họp của bầy sắc nữ đó.
ánh mắt câu hồn và tính bạo dạn, khiêu khích của các nàng làm một sử nam như Tần Lạc không thể nào chống đỡ được. Tôi có thể lên lầu 3 chờ được không? Lệ Tổng nói có việc muốn thương lượng với tiên sinh ở lầu 2. Hình như là về việc chữa bệnh của tiểu thư Trần Tư Tuyền. Ồ, được, Tần Lạc gật đầu. Tâm lý Tần Lạc có chút nghi ngại, dù theo lý mà nói hắn đã bôi kim dũng phấn lên vết sẹo ở đùi của Tư Tuyền, sẹo phải mất hết mới đúng. Chẳng lẽ không thể xóa hết sẹo? Đúng là sợ cái gì cái đó lại tới, Tần Lạc vừa mới lên tới cửa đại sảnh lầu 2 hắn đã nghe thấy bên trong tiếng nói cười rộn rã. Tần tiên sinh, xin mời mỹ nữ mặc đồng phục đứng ở cửa khẽ lui lại, giơ tay mời hắn. Bầy mỹ nữ đang cười đùa, đùa giỡn nhìn thấy Tần Lạc tới đều quay nhìn hắn. Ai ra, tiểu tình nhân của Lệ mỹ nhân tới rồi. Mau mời vào đi. Tiểu đệ đẹp trai, mau vào đi. Sợ chúng tôi ăn cậu sao? Này, chị không phải là hổ báo gì đâu. Đến ngồi cạnh chị đi. Sắc mặt Tần Lạc cứng đơ, hắn vẫy tay chào mọi người, xin chào. Ai ra, các cậu có thấy gì không? Điệu vẫy tay chào của tiểu tình nhân rất đẹp, một mỹ nữ tóc quăn, dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng ngây thơ nhìn Tần Lạc hét to. Đó là tiểu tình nhân của Lệ mỹ nhân, có liên quan gì tới Chu Vận cậu? Các cậu không nhớ tới câu nhất nam nhị nữ à? Lệ Khuynh Thành đứng lên cười mắng lại, tôi bảo các cậu đừng có ác khẩu như vậy có được không? Hù dọa tiểu đệ của tôi chạy mất bây giờ. Các cậu xem Lệ mỹ nhân nói chúng mình ác khẩu, chính mình ác khẩu thì có. Cứ mở miệng là tiểu đệ của tôi, lúc nào cũng tiểu đệ của tôi, hi hi. Tần Lạc muốn quay đầu bỏ chạy, bầy mỹ nữ này so với cọp cái còn kinh khủng gấp trăm lần. Lệ Khuynh Thành vui vẻ đi tới kéo tay Tần Lạc nói, lại đây. Hôm nay mỹ nhân Tư Tuyền của chúng ta muốn chân thành cảm tạ cậu. Cậu nghĩ lấy thân báo đáp có được không? Tốt, cứ tự nhiên, Tần Lạc gật đầu, hắn cảm thấy đầu óc mụ đi, hắn không nghe rõ Lệ Khuynh Thành nói gì. Ban đầu bầy mỹ nữ sửng sốt sau đó cười ấm ý. Tư Tuyền, mau hiến thân, tiểu đệ đẹp trai đồng ý rồi. Đúng vậy, cậu ấy bảo cứ tự nhiên. Ha, ha, chàng trai này vô cùng đáng yêu. Lúc nào các cậu cho mình mượn về, vui vẻ một chút nha. Trần Tư Tuyền đỏ mặt đứng lên, cúi hẳn đầu chào Tần Lạc. Nàng mặc một cái tê, sất xanh lam cổ rộng, vì thế Tần Lạc dễ dàng nhìn thấy cả áo nịt ngực bên trong của nàng. Tần tiên sinh. Thực sự cảm ơn tiên sinh, y thuật của tiên sinh rất thần kỳ, chân của tôi rất tốt, một chút sẹo cũng không còn. Trần Tư Tuyền ngẩng đầu vẻ mặt cực kỳ tôn sùng nhìn Tần Lạc. Nàng chưa từng thấy ai có thần dược thần kỳ như vậy. Quả thực đó là kỳ tích. Tần Lạc đã chữa khỏi sẹo ở đùi của nàng, cứu vãn nghề nghiệp của nàng. Trước đây nàng cho rằng nàng sẽ phải từ bỏ công việc yêu thích của mình. Không sao, không cần phải khách khí như vậy, Tần Lạc vội khoát tay nói. Nhìn những mỹ nữ này cười, tâm trạng hắn càng khẩn trương. Tần Lạc cúi đầu nhìn lướt qua vết sẹo trên đùi của Tần Tư Tuyền, quả nhiên đã mất hết dấu vết, hắn cười nói, khỏi là tốt rồi. Tôi còn chút việc, các chị cũng bận, tôi đi trước. Hắn thầm nghĩ phải nhanh chóng thoát khỏi đám nữ quái này. Những phụ nữ này rất hấp dẫn, làm cho hắn không dám ở cạnh các nàng. Ồ, Tần tiên sinh đừng đi, tôi còn muốn hiến thân, à, không phải, tôi còn muốn mời cơm tiên sinh. Dù thế nào đi nữa tôi rất vinh dự mời cơm tiên sinh. Trần Tư Tuyền cũng biết mình nói lỡ. Lúc này đây người có cặp đùi đẹp nhất Đài Loan không hỏi cảm thấy ngượng ngùng, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ như ánh tà dương. Trong lúc vội vàng nàng định nói muốn mời Tần Lạc ăn cơm lại thành muốn hiến thân cho hắn, tất cả đều do đám sắc nữ đó mà ra. Ban đầu đám sắc nữ đó yên lặng, bất chợt tất cả phá lên cười. Tất cả ôm bụng, nằm sấp trên ghế xa cười nắc nẻ, váy ngắn co lên. Xuân quang phát lộ ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 50, tôi nuôi cậu. Trên đường đi ăn trưa, bầy mỹ nữ đó vẫn không buông tha cho Trần Tư Tuyền, tiếp tục trêu chọc nàng. Tư Tuyền, cậu đi hiến thân dẫn bọn mình theo làm gì? Cậu ngốc thế, muốn hiến thân đương nhiên phải ăn cơm trước, không ăn cơm làm gì có sức phục vụ. Làm thầy thuốc cũng hay thật đấy. Chỉ cần chữa khỏi bệnh cho mỹ nữ là được lấy thân báo đáp. Các cậu đừng có chọc mình, Trần Tư Tuyền đỏ mặt nói. Nàng thực sự e sợ đám nữ quái này. Vết sẹo trên đùi nàng đã hoàn toàn biến mất, nàng dự định quay về bắt đầu làm việc. Nàng đã mua vé chuyến bay tối nay. Nàng dự định trước khi quay về mời Tần Lạc ăn cơm, trân trọng cảm ơn hắn đã chữa trị cho nàng. Nàng định sẽ cảm ơn hắn trong bữa ăn, không ngờ đám nữ quái này đều muốn ở lại góp vui. Nàng đành phải mời tất cả cùng đi ăn.
Lệ Khuynh Thành liếc thấy dáng vẻ xấu hổ của Tần Lạc ở đằng sau. Nàng đi chậm lại đợi hắn. Khi Tần Lạc đi ngang với nàng, nàng tự nhiên ôm tay hắn. Sau đó nàng nói với mỹ nữ tóc hồng, Nhiễm Ngọc, cậu đã nói chỉ cần Tần Lạc của chúng ta chữa khỏi chân của Tư Tuyền, cậu sẽ mang bộ ảnh nút chụp với trang sức cho Tần Lạc xem mà. Tần Lạc nói cậu ấy muốn xem bộ ảnh đó của cậu. Đúng không Tần Lạc? Tần Lạc gật cũng không được mà lắc cũng chẳng xong. Hắn nở một nụ cười ngây dại giống như một gã ngốc. Lệ mỹ nhân, cậu muốn chết hả? Tại sao cậu không tự mình thoát y cho Tần Lạc nhìn? Nhiễm Ngọc quay lại mắng. Mình rất muốn thế nhưng Tần Lạc không muốn nhìn của mình. Tần Lạc muốn nhìn thần hình bạch cốt tinh của cậu. Lệ Khuynh Thành đáp trả. Nhìn xem có chỗ nào của mình không có thịt nào. Ngực to, tròn căng, rất hấp dẫn những chàng trai trẻ. Hai mỹ nữ cậu mình, đấu khẩu với nhau không dứt. Những người khác thấy thế cũng ầm ầm phụ họa, khung cảnh thực sự náo loạn. Thế nhưng trong hoàn cảnh này Tần Lạc lại thấy áp lực trong người giảm đi rất nhiều. Hắn cảm kích liếc nhìn Lệ Khuynh Thành, hình như giác quan của hai người tương thông, nàng cũng quay đầu nhìn hắn cười quyến rũ. Nụ cười đó giống như biểu hiện đang yêu của người con gái tính cách tinh tế. Nàng biết Tần Lạc không thích ứng được với bầu không khí như này, vì vậy nàng chủ động công kích, cố gắng thể hiện ra những nét quyến rũ, khêu gợi nhất của mình. Bọn họ ăn cơm ở nhà hàng Việt Hải, chủ yếu phục vụ các món ăn miền Nam. Không biết Lệ Khuynh Thành dò hỏi ở đâu biết được Tần Lạc là người miền Nam nên nàng đã lựa chọn nơi này. Bởi vì nhà hàng Việt Hải khá gần với International Beautiful Woman nên mọi người đi bộ. Một bầy mỹ nữ rộn ràng nói cười vây quanh Tần Lạc làm cho khách trên phố chú ý. Thậm chí có người mải chú ý nhìn bên này phố đã suýt chút nữa đâm vào xe đằng trước. Lệ Khuynh Thành đã gọi điện đặt chỗ trước, vì vậy sau khi báo tên nhân viên nhà hàng dẫn mọi người vào phòng đặt trước. Trong khi các mỹ nữ còn đang ồn ào đùa bỡn, Tần Lạc đã chọn hai món ăn, sau đó hắn đưa thực đơn cho các nàng chọn. Mỹ nữ tóc hồng Nhiễm Ngọc mặt dày nói để lát nữa Trần Tư Tuyền hiến thân nên nàng gọi mấy món ăn bổ thận, ích dương. Đám nữ quái đó quay sang đùa bỡn với hai người, Trần Tư Tuyền đã có kinh nghiệm đối phó với những tình huống này nên có thể ứng phó được, còn Tần Lạc. Một chàng trai bị một đám mỹ nữ vây quanh trêu ghẹo, xấu hổ chỉ biết cúi đầu uống trà, không dám đáp trả. Lệ Khuynh Thành ngồi ở bên cạnh Tần Lạc, nàng lén đá chân hắn, khẽ hỏi, hôm nay cậu sao vậy? Lúc nào cũng ngủ ê vậy? Không có gì, Tần Lạc lắc đầu. Tần Lạc, tôi đã nói cậu không trốn khỏi bàn tay tôi. Cứ ngoan ngoãn nói cho bà chị này nghe đi. Không biết chừng chị Lệ lại giúp được cậu. Lệ Khuynh Thành liếm môi nũng nịu nói với Tần Lạc. Nhìn dáng vẻ khêu gợi, hấp dẫn của nàng, một người đàn ông bình thường sẽ không thể nhịn được chỉ muốn đè nàng ra giường, rút dây lưng, hung hăng quất vào kiều đồn của nàng. Tôi bị sa thải rồi, Tần Lạc khẽ nói. Gì? Lệ Khuynh Thành nhướng mày hỏi. Tôi bị nhà trường sa thải, Tần Lạc nói lại, hằn gần như là thì thào. Bị trường học sa thải không phải là chuyện vinh dự gì. Hắn thực sự ngại ngùng không dám nói ra trước mặt đám quái nữ này. Bị nhà trường sa thải? Tại sao? Bọn họ dựa vào cái gì mà sa thải cậu? Lệ Khuynh Thành không kiêng dè gì cả, nàng lạnh lùng hỏi hắn. Bọn họ nói vì tôi không có chứng chỉ tư cách giảng viên, Tần Lạc cười gượng gạo nói. Nhìn thấy các mỹ nữ đều mở to mắt chăm chú nhìn mình, Tần Lạc càng không dám thở mạnh. Chứng chỉ tư cách giảng viên? Tư cách giảng viên để chứng minh cái dám hả? Được, sa thải cũng tốt, sau này cậu cứ theo tôi sẽ nuôi cậu. Lệ Khuynh Thành phẫn nộ, nàng vỗ vỗ vai Tần Lạc an ủi hắn. Không phải Tần Lạc theo cậu sao? Còn theo ai được nữa? Nhiễm Ngọc nói. Ban đầu thì sửng sốt, sau đó các mỹ nữ hiểu ra, các mỹ nữ cầm thìa, dĩa gõ bàn cười ầm ầm. Các chị em, trong số chúng ta ngồi đây, ai là người chơi bẩn nhất? Lệ Khuynh Thành các nàng đồng thanh hô to. Ai là người dê nhất? Lệ Khuynh Thành. Ai là người lưu manh nhất? Vẫn là Lệ Khuynh Thành. Theo tôi sẽ nuôi cậu. Lệ Khuynh Thành. Cậu cũng thực sự lẳng lơ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một phụ nữ nói bao một tiểu tình nhân mà vẫn làm ra vẻ chính trực. Hay, các cậu có thấy vẻ mặt của Lệ Khuynh Thành khi nói câu đó không? Lệ mỹ nhân, cậu định trả giá tiểu đệ đẹp trai của chúng ta bao nhiêu? Lúc này Lệ Khuynh Thành mới phản ứng. Dù nàng là người thứ hai sau Trần Tư Tuyền nói nhầm nhưng tính cách của nàng mạnh mẽ, ứng phó với trường hợp thế này dễ như trở bàn tay. Nàng cầm cái đũa chống cằm nói. Còn phải xem biểu hiện của anh chàng thế nào. Nếu như biết cách hầu hạ, bà chị sẽ có thưởng lớn. Nếu hầu hạ không tốt thì sao? Một chân đạp lăn xuống giường,
nhịn cơm 3 ngày. Mọi người cùng cười đùa ầm ĩ, lúc đó nhà hàng bắt đầu mang thức ăn tới. Nhan sắc và thức ăn là hai thứ phụ nữ thích nhất. Thức ăn ngon mang ra, không ai còn có thể làm các nàng ngồi yên nữa. Lệ Khuynh Thành hỏi nhỏ vào tai Tần Lạc, cậu đang công tác rất tốt hại sao lại bị sa thải? Tôi nghe nói sinh viên rất yêu quý cậu. Tần Lạc cảm thấy buồn bực khi nói về chuyện này. Hắn buồn bã liếc nhìn Lệ Khuynh Thành rồi nói, tất cả cũng vì chị. Vì tôi, đã xảy ra chuyện gì? Lệ Khuynh Thành ngạc nhiên hỏi. Chị có nhớ Lý Thanh Ương không? Tần Lạc hỏi. Hắn giở trò hả? Lệ Khuynh Thành hỏi, sắc mặt nàng trở nên âm trầm, hai mắt nàng như bốc lửa. Đại loại như thế. Tần Lạc gật đầu. Lệ Khuynh Thành giận dữ đập tay xuống bàn mắng, gã Lý Thanh Ương này mưu tính cái gì đây? Bà đây đã không thích nó lại tìm cách trả thù bà, dám khai đao với bạn bè của bà. Đụng tới bà là nó đã húc đầu vào đá rồi. Có chuyện gì vậy, Lệ Mỹ Nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Các nàng không hiểu chuyện gì nên nhao nhao đặt câu hỏi. Lệ Khuynh Thành cố nén cơn tức giận trong lòng, nàng thuật lại chuyện quan hệ giữa nàng, Tần Lạc và Lý Thanh Ương cho mọi người nghe. Mẹ kiếp, các chị em, cắt mẹ của nó đi cho con người hèn hạ đó biết thế nào là ngựa thiến. Cứ cắt tiểu đệ đệ của nó, tức thật. Dám khi dễ Lệ Mỹ Nhân của chúng ta, nó thực sự không biết sống chết. Các nàng càng nói càng kích động, cuối cùng các nàng quyết định không ăn cơm, kéo nhau tới trường tìm Lý Thanh Ương tính sổ. Tần Lạc vội vàng ngăn cản các nàng lại. Mọi người không nên kích động, Lệ hiệu trưởng đã đồng ý giải quyết việc này giúp tôi. Chắc chắn ông ấy sẽ nhanh chóng làm được. Tần Lạc cười an ủi. Lúc này đây cái nhìn của hắn đối với các nàng đã thay đổi trước hành động nghĩa khí, nhiệt tình của các nàng. Tần Lạc, cậu cũng ở trường đại học y khoa hả? Tôi có một ông chú làm phó hiệu trưởng ở đó. Tôi sẽ gọi điện hỏi tình hình cho cậu. Ừ, tôi có bạn ở bộ giáo dục. Tôi sẽ gọi điện nói cho người đó hỏi xem ở đâu ra cái luật không có chứng chỉ thì không cho làm giảng viên. Thật sự là quá mức. Bố tôi làm ở tòa thị chính thành phố. Tôi sẽ gọi bảo ông nhờ bạn giúp cậu. Lai lịch của các nàng đều không tầm thường, sau khi nghe Tần Lạc nói. Ai cũng rút di động gọi cho người thân nhờ giúp đỡ cho Tần Lạc. Đây chính là tình người. Cảm ơn mọi người. Tần Lạc cảm kích nói. Phải gọi là các chị. Một cô gái có khuôn mặt rất khả ái cười ngọt ngào nói. Tần Lạc biết tên nàng là Tiểu Giật. Tần Lạc chưa từng nói chuyện một mình cùng với nàng. Thế nhưng lúc trước hắn cũng nhìn thấy nàng lén lấy điện thoại ra gọi. Gọi là em thì đúng hơn. Tần Lạc cười nói. Lệ Khuynh Thành vỗ vỗ bàn nói. Thôi được, mọi người ăn cơm đã. Ăn xong mới có sức nói chuyện. Lúc này mọi người mới cầm đũa. Lệ Khuynh Thành lại gọi mang 2 bình rượu hồng tới. Lần này Tần Lạc nhất quyết không uống. Lệ Khuynh Thành buộc phải gọi cho hắn 2 hộp oang lao gì. Hành động này của Tần Lạc lại bị các nàng chế nhạo cho một trận. Đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Tần Lạc ra mở cửa. Hắn hỏi người đàn ông quần áo bảnh bao đứng ở cửa, xin hỏi anh tìm ai? Trần Tư Tuyền tiểu thư có ở đây không? Người đàn ông cười hỏi. Hắn nhìn qua người Tần Lạc nên đã trông thấy Trần Tư Tuyền ở bên trong. Tần Lạc không biết người này là ai. Hắn nghĩ đó là bạn của Trần Tư Tuyền nên đứng sang bên để người đó vào trong phòng. Người đàn ông bảnh bao đi thẳng vào tới chỗ Trần Tư Tuyền, nói gì đó vào tai nàng. Mấy người nghe được nhưng hắn nói tiếng Đài Loan, không ai hiểu tiếng này nên không hiểu hắn nói gì. Nghe người đàn ông nói xong, sắc mặt Trần Tư Tuyền trở nên vô cùng khó chịu, nàng cũng dùng tiếng Đài Loan cãi nhau kịch liệt với hắn. Người đàn ông hình như cũng rất tức giận. Hắn giơ một ngón tay ra trước mặt Trần Tư Tuyền giống như hai người đang ngã giá với nhau. Tôi đã nói tôi không rảnh. Anh đi đi. Trần Tư Tuyền chỉ ra ngoài cửa phòng. Trần tiểu thư, mua bán không có chuyện nhân nghĩa ở đây. Thái độ này của cô không hay lắm đâu. Cô tưởng cô thực sự là một nữ thần hả? Một chén rượu 1 vạn đó là giá dành cho ngôi sao đó. Nếu cô không ở Yến Kinh, cô nghĩ cô có thể tìm được mối tốt như vậy sao? Bởi vì Trần Tư Tuyền dùng tiếng Trung Quốc nên lần này hắn cũng dùng tiếng Trung Quốc. Mặc dù hắn nói không chính xác nhưng mọi người vẫn nghe được. Nghe qua ai cũng hiểu gã này là người dẫn mối. Chương 51, yêu tinh. Tuy rằng Trần Tư Tuyền xinh đẹp, nhưng ở Yến Kinh người biết nàng cũng không nhiều lắm. Tuy nhiên, một vài khách từ Đài Loan đến Yến Kinh kinh doanh lại khác. Nam nhân tên Hà Á Vĩ này mặc đồ Tây, thắt cà, vạt, thoạt nhìn rất hào hoa phong nhã. Là trợ lý giám đốc xí nghiệp Thanh Định Đài Loan. Lần này, gã cùng ông chủ công ty đến Yến Kinh bàn bạc công việc. Vừa may hôm nay bạn hàng cũng mời bọn họ ăn cơm ở chỗ này,
đám người đang ở trước bàn nói chuyện phiếm, đột nhiên nhìn thấy một đám con gái xinh đẹp quyến rũ đi tới. Trong đó, cô gái thân cao chân dài cực kỳ nổi bật ở trong đám người dĩ nhiên là Trần Tư Tuyền, được dân chúng Đài Loan ca tụng là người mẫu có đùi đẹp nhất. Vì thế, ông chủ Quách Húc liền mang theo ngữ khí khoe khoang nói với bạn hàng, các người thấy cô gái mặc quần áo màu lam thế nào? Bạn hàng tự nhiên là cực kỳ yêu thích với loại mỹ nữ chân dài Trần Tư Tuyền này, cười nói, sao? Quách tổng quen biết khắp thiên hạ, ngay cả con gái Yến Kinh chúng tôi cũng quen à? Sao lại là con gái Yến Kinh được? Đây là cô gái có cặp đùi đẹp nhất Đài Loan chúng tôi mà. Nếu Hoàng tổng có hứng thú, tôi có thể cho người mời nàng lại đây bồi rượu. Nam nữ phối hợp, uống rượu không say, có giai nhân tiếp khách uống rượu cũng tự nhiên tận hứng. Hoàng tổng cười lớn nói, nam nhân rất khó cự tuyệt nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Vì thế, Quách Húc liền dặn Hạ Á Vĩ lại mời Trần Tư Tuyền qua. Bởi vì lúc trước ở Đài Loan, hai bên cũng từng lui tới vì công việc. Trần Tư Tuyền cũng làm giúp thực phẩm và nước uống cho tập đoàn Thanh Ninh, cho nên cũng không xa lạ mấy. Lúc đầu Hạ Á Vĩ mời Trần Tư Tuyền qua bồi rượu, Trần Tư Tuyền nói phải bồi bạn ăn cơm, không tiện qua đó. Tiếp theo, Hạ Á Vĩ liền bắt đầu dùng tiền tài hấp dẫn. Nói một chén rượu 8.000, số lượng không hạn chế. Nếu đồng ý phục vụ những thứ khác nữa, thì có thể thương lượng giá khác. Vì thế, lúc này mới chọc giận Trần Tư Tuyền. Tuy rằng Trần Tư Tuyền xem như là người của giới giải trí, nhưng vẫn giữ mình trong sạch. Mặc dù tham gia một vài xã giao trong thương nghiệp, nhưng đều chỉ vì công việc, vẫn luôn bảo trì quan hệ với khách. Thái độ của Hạ Á Vĩ rất rành rành là lôi kéo người qua bồi rượu. Nếu đồng ý tiếp khách hàng ngủ, vậy giá cả sẽ tính khác. Trần Tư Tuyền chịu không nổi bản mặt kia nữa, cho nên liền tức giận mà cự tuyệt. Vì thế, Hạ Á Vĩ cảm thấy mất mặt, liền ăn nói lỗ mãng. Nếu anh thấy giá cao thì có thể bảo người khác làm, tôi không tiếp loại sinh ý này. Còn nữa, tôi đang bồi bạn ăn cơm, xin miễn quấy rầy. Trần Tư Tuyền lại mở miệng đuổi đi, người này xông tới thật không đúng lúc, phá bữa cơm chia tay với đám Tần Lạc, trong bụng của nàng chứa đầy cơn tức. Trần Tư Tuyền, cô thì có cái thanh cao gì hả? Không phải cô cũng chỉ là một con, lấy tiền xong liền mở đùi à? Cô có khác gì những ngôi sao khác chứ? Tôi thấy qua rất nhiều cô gái, còn chưa từng thấy loại người không biết cất nhắc như cô. Tiếng đại lục Hạ Á Vĩ mặc dù nói không tốt lắm, nhưng lời mắng chửi người khác lại cực kỳ độc ác chói tai. Hạ Á Vĩ cũng thật ngu xuẩn, lời nói này chẳng khác gì là một đứa trẻ xấu ném tảng đá vào tổ ong vò vẽ. Gã căn bản không thấy rõ tình huống bây giờ của mình, cô gái gã đang đối mặt vốn là một cô gái không giống những cô gái khác. Anh lại định làm gì hả? Không phải chỉ là kẻ dẫn khách thôi à? Anh cuồng cái gì mà cuồng? Đúng đấy, gặp phải một con chó, không ngờ chó cũng kiêu ngạo như vậy. Tư Tuyền, qua đánh hắn đi. Nếu hắn dám đánh trả, bà đây nhất định đánh cho răng hắn rơi đầy đất. Những cô gái này nhao nhao lên, chúng ta quả thực không có cách nào xem các nàng là người thường được. Vốn từ ngữ đại lục của những cô gái này cực kỳ phong phú, lại là cao thủ mắng người. Các nàng tôi một câu, chỉ một câu châm chọc khiêu khích, nhục mạ công kích, đã mười mấy phút đồng hồ, nhưng vẫn không lặp lại câu nào cả. Mà ngay cả tiểu giật thanh thuần đáng yêu ở trong mắt Tần Lạc cũng mắng người hết câu này tới câu khác, vừa nham hiểm vừa khéo léo có thể khiến người ta ba ngày sau nhớ lại còn hộc máu hơn. Hạ Á Vĩ đứng ở đó đỏ mặt tía tai, nhiều lần muốn phản kích, nhưng mà căn bản không có cơ hội chen vào. Gã dùng tiếng Đài Loan mắng, người khác căn bản là nghe không hiểu. Đây không thể nghi ngờ là gãi chật chỗ ngứa rồi. Muốn dùng tiếng đại lục mắng, nhưng nói vẫn còn kém. Gấp đến độ phát khóc suýt nữa lấy bọn đại lão ra để chửi. Sử dụng một quyển sách tên Hải Nham để hình dung chính là, lấy người nào để chửi, thì người đó là tiện nhân. Tần Lạc thấy thế âm thầm kinh hãi, nghĩ thầm, từ nay về sau có lẽ nên cố gắng lui tới ít với đám nữ nhân này thôi. Nếu mình không cẩn thận đối đầu với các nàng, vậy không phải bị các nàng mắng chết luôn à? Đồ, mấy con này, đợi đến khi đám nữ nhân kia ngừng lại uống trà để mượt cổ họng, Hạ Á Vĩ rốt cuộc tìm được cơ hội phát biểu. Lệ Khuynh Thành lộ vẻ quyến rũ đứng lên, cười tủm tỉm mà đi tới trước mặt Hạ Á Vĩ, nũng nịu hỏi, 1.000 đồng một chén rượu, bây giờ còn tính không? Đương nhiên tính, cô đồng ý đi à? Hạ Á Vĩ không ngờ có cô gái khác đồng ý. Hơn nữa luận về vẻ quyến rũ, so với Trần Tư Tuyền chỉ có hơn chứ không kém. Tự nhiên là mở miệng trả lời. Vừa rồi gã chửi người ta, cũng vì sợ không hoàn thành được nhiệm vụ ông chủ giao,
khiến ông chủ mất thể diện trước mặt bạn hàng. Bây giờ có người chủ động nhận thách thức, gã tự nhiên là cầu còn không được nữa là. Đến lúc đó thì cứ nói thân thể Trần Tư Tuyền không thoải mái, đành để bạn của nàng qua đây bồi rượu. Tôi không muốn đi, Lệ Khuynh Thành vẫn là bộ dáng quyến rũ kia hồn nhiên từ chối, lắc đầu nói. Cô, tôi tới tát anh nha. Lệ Khuynh Thành cười hì hì nói, anh có ý kiến gì không? Tần Lạc một đầu mồ hôi lạnh, yêu nữ này lại định giở trò gì đây? Muốn tát người ta một cái còn hỏi người ta có ý kiến gì không? Nhất thời Hà Á Vĩ cũng hồ đồ, căn bản là quên cả nói chuyện. Tất nhiên, nhất thời gã cũng không biết nên nói cái gì. Chà, nếu không nói lời nào, vậy chứng tỏ anh không có ý kiến gì rồi. Lệ Khuynh Thành nói. Nói thì chậm, nhưng diễn ra lại nhanh. Lệ Khuynh Thành ra tay nhanh như chớp, trở tay tát hai cái, Hạ Á Vĩ chỉ cảm thấy hai bên hai má đau rát. Được rồi, tôi đánh xong rồi, chúng tôi còn phải ăn cơm, anh lượn tới chỗ khác đi có được không? Lệ Khuynh Thành mở to đôi mắt vô tội, vẻ mặt cầu khẩn nói. Hạ Á Vĩ gật gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng. Loảng xoảng. Đợi đến khi Hạ Á Vĩ đi ra ngoài, hơn nữa còn giúp bọn họ đóng cửa phòng, đám nữ nhân kia còn vẻ mặt si ngốc nhìn Lệ Khuynh Thành. Người đẹp Lệ, cậu làm thế nào vậy? Cậu có phải thi triển yêu pháp gì không vậy? Hắn bị cậu tát hai cái mà sao không đánh ra cái giám nào thế? Đúng đấy, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế? Mình nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Gã kia đầu bị vô nước à? Lệ Khuynh Thành ngồi cạnh Tần Lạc lộ vẻ thẹn thùng, giống như người vợ mới cưới, nhỏ giọng nói, đó là vì tên mình hay. Mình nhìn một cái thì Khuynh Thành nghiêng thành, nhìn cái nữa thì Khuynh thêm một thành. Tôi nhìn hắn vài lần, nếu hắn không há hốc mồm, chẳng phải là bà đây không có chút mị lực nào sao? Nửa câu đầu vẫn còn bình thường, nửa cây sau liền lộ ra bản tính. Ngất, cậu cứ phải khiến người ta mắc ói đến chết mới ngừng tay sao? Nhiễm Ngọc tóc đỏ làm ra tư thế nôn mửa, lộ vẻ khinh thường. Tiểu đệ đệ, cậu cảm thấy chị đây có phải rất có mị lực không? Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc hỏi. Cũng tạm tạm, Tần Lạc sợ tới mức vội cúi xuống uống trà. Là sao? Vậy cậu khẩn trương như thế làm gì? Biểu tình Lệ Khuynh Thành đột nhiên thay đổi, trừng mắt lạnh lùng nói. Thấy bộ dạng quẫn bách của Tần Lạc, đám nữ nhân kia lại cười nắc nẻ. Hạ Á Vĩ đứng ở cửa phòng sửng sốt nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần, mãi đến khi trong phòng vang lên tiếng cười vang dễ nghe của con gái, gã mới từ trạng thái si ngốc tỉnh lại. Sờ sờ khuôn mặt còn đau rát, Hạ Á Vĩ muốn điên lên. Gã thâm nhập vào thế giới này nhiều năm như vậy rồi, nhưng vẫn chưa từng bị người ta khi dễ như vậy. Vốn muốn xông vào đại chiến 300 hiệp với đám nữ nhân kia, nhưng nhớ lại trình độ hung hãn của đám nữ nhân kia, gã vẫn thông minh tạm thời lựa chọn né tránh. Đối phương nhiều người, mình người ít không đánh lại đông, cần đi tìm viện binh. Hạ Á Vĩ chạy đến toilet dùng nước lạnh đắp mặt, đợi đến khi dấu đỏ nhạt bớt một chút, mới trở lại chỗ phòng mình, báo lại cho ông chủ Quách Húc chuyện Trần Tư Tuyền cự tuyệt lời mời của ông chủ. Hơn nữa, còn nói một vài lời rất khó nghe. Đương nhiên, gã giấu chuyện mình bị tát đi. Chuyện như vậy đương sự tất nhiên không có mặt mũi kể ra trước mặt mọi người. Bao nhiêu năm sau đó, Hạ Á Vĩ nhớ lại mình từng bị một cô gái tát, sau đó lại nghe rõ một màn sau khi xoay người rời đi kia, vẫn cảm thấy đó đúng là một cơn ác mộng. Đồ, không biết nặng nhẹ, Quách Húc lạnh lùng nói. Quách Tổng, sao thế? Người đẹp biến thành ớt cay à? Hoàng Tổng cười châm biếm. Có mấy con nhãi, luôn ngu xuẩn không biết vị trí chính xác của mình. Quách Húc lộ vẻ âm trầm mà cười. Ừ, kẻ ngu xuẩn như vậy thì nhiều lắm. Chẳng qua là nếu các nàng chịu một ít giáo huấn, rất nhanh sẽ trở nên ngoan ngoãn thôi. Hoàng Tổng cười ha hả nói. Vậy, Hoàng Tổng có cách dạy thú nào tốt không? Quách Húc hỏi. Ở Yến Kinh, Hoàng Mỗ không bao giờ để bạn của mình phải chịu ủy khuất. Chuyện này cứ giao cho tôi đi. Được, vậy cảm ơn nhiều. Có cơ hội tới Đài Loan, Quách Húc nhất định tận tình báo đáp. Quách Húc cảm kích nói. Khách khí, Hoàng Tổng vừa nói chuyện, vừa lấy di động ra bắt đầu gọi điện bố trí. Không có người quấy rầy nữa, bữa cơm liền ăn rất vui vẻ. Đám nữ nhân này có thể nói khéo cười, lại thích đùa có chút đen tối. Tuy rằng các nàng luôn khiến cho Tần Lạc không xuống đài được, nhưng mà, ở chung với các nàng, Tần Lạc vẫn cảm thấy được. Đau cũng rất hạnh phúc. Nói cách khác là, Tần Lạc rất thích bị coi thường lúc ở chung với những nữ lưu manh thích ăn đậu hũ của hắn. Bởi vì Trần Tư Tuyền mở tiệc chiêu đãi Tần Lạc để báo đáp ân tình hắn khám chữa bệnh,
cho nên mọi người cũng không dành thanh toán hóa đơn. Đám người chậm rãi đi ra khỏi tửu lâu, lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi người. Có lẽ Tần Lạc đã thích ứng với loại nhân vật luôn bị người hâm mộ vây xem, cho nên lần này lúc tiếp xúc với ánh mắt của người khác thì có vẻ thản nhiên hơn. Hoàng Tổng, bọn họ ra rồi, ở bãi đỗ xe chỗ cổng tửu lâu, trong một chiếc xe tải có người gọi điện hồi báo. Ừ, cứ theo phân phó của tôi mà làm, nhớ kỹ là phải chụp ảnh. Hoàng Tổng đứng cạnh cửa sổ trong phòng, nhìn đám nữ nhân gợi cảm dịu dàng kia, mở miệng nói. Chương 52, âm hiểm độc ác. Tư Tuyền, cậu lần này về, khi nào thì có cơ hội trở lại thăm bọn mình thế? Nhiễm Ngọc kéo tay Tư Tuyền, cười hỏi. Chắc sẽ nhanh, gần đây công ty có một vài công việc hợp tác với nội địa. Nói không chừng chúng ta sẽ gặp lại sớm đó. Trần Tư Tuyền cười nói. Hi hi, gã thối này thật có phúc, lại có thể nhìn đùi đẹp vô địch của Tư Tuyền chúng ta. Trần Tư Tuyền liếc nhìn Tần Lạc đi sau đám người một cái, nói, cậu không nên ác như vậy chứ. Bọn mình chỉ vì công việc mà. Động tác này của nàng bị một cô gái phát hiện, cười lớn hỏi, sao thế? Có phải không nỡ xa anh chàng đẹp trai của chúng ta không? Không sao, bảo người đẹp lệ cho cậu mượn về chơi vài ngày là được. Người đẹp lệ, cậu có ý kiến gì không? Mình đương nhiên là có ý kiến rồi. Lệ Khuynh Thành quay đầu lại mắng. Cho người khác mượn, mình làm sao sống qua mấy ngày này được. Người đẹp lệ thật không có nghĩa khí nha, vì chị em thì nên giúp không tiếc cả mạng sống chứ. Cậu cứ lấy dưa leo, cà, dùng tạm đi, đi gì, tự hiểu. Mình ngất, các cậu thật quá ác tâm mà, lão nương cứ mặc kệ đấy. Mình muốn tiểu nam nhân của mình, vì hắn, mình tình nguyện đâm chị em hai đao. Đi chết đi, cả đám xông lên, lấy túi sách trong tay công kích Lệ Khuynh Thành nói năng lỗ mãng. Tần Lạc thế mới biết Trần Tư Tuyền phải về, chẳng qua cũng có thể lý giải được, chân nàng cũng đã chữa khỏi, tự nhiên phải trở về làm việc rồi. Những ngôi sao như các nàng mỗi ngày hái được rất nhiều tiền, ai mà nguyện ý trì hoãn thời gian dài như vậy chứ? Nhớ lại hôm nay có người chạy đến bảo Trần Tư Tuyền đi bồi rượu, bỏ ra giá 1 vạn một ly, trong lòng Tần Lạc cũng rất hâm mộ. Xã hội đúng là không công bằng, vì sao không có nữ nhân mời nam nhân đi bồi rượu chứ? Chẳng qua, bất công nhất vẫn là mình, cho dù một cô gái xinh đẹp thực sự nguyện ý bỏ giá 1 vạn đồng một ly bảo mình uống rượu. Mình cũng không có mạng đi kiếm số tiền đó. Đời người à, như một giấc mộng. Bước chân Trần Tư Tuyền thả chậm, cố ý đợi Tần Lạc đi tới. Hiển nhiên, nàng có lời muốn nói riêng với Tần Lạc. Lúc đang muốn mở miệng nói, một chiếc xe tải màu đen đột nhiên lao tới. Cửa xe đẩy ra, một nữ nhân trang điểm đậm nhảy xuống xe, la lớn, Trần Tư Tuyền. Con mày còn dám chạy tới Yến Kinh à? Mày có biết xấu hổ không vậy? Ôi! Đã cướp đàn ông nhà người ta, còn dám quang minh chính đại mà tới dụ dỗ. Sao mày không chết đi hả? Nữ nhân vừa chửi ầm lên, vừa xông vội tới chỗ Trần Tư Tuyền. Những người khác vì đùa giỡn truy cản Lệ Khuynh Thành, nên đều đi ở trước. Trần Tư Tuyền vì chờ Tần Lạc đi ở sau cùng, lại cố ý thả chậm bước chân. Cho nên, nàng đã thoát ly khỏi trận doanh của đám nữ nhân kia. Bây giờ, chỉ có Tần Lạc ở cùng nàng. Xe tải màu đen đột nhiên dừng lại. Hơn nữa người đàn bà kia lại xuất hiện mau lẹ như vậy, căn bản là để cho người khác phản ứng không kịp. Mà ngay cả Trần Tư Tuyền cũng há to mồm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cảnh phát sinh trước mắt. Gái điếm thúi, đồ đê tiện, cướp bạn trai của người khác. Tao phải xé nát cái miệng thúi của mày. Người đàn bà kia đã tới gần Trần Tư Tuyền, sau đó nhằm khuôn mặt còn đang ngơ ngác của Trần Tư Tuyền định tát một cái. Tư Tuyền, cẩn thận, Lệ Khuynh Thành hô lớn, nàng đã ở phía trước chạy lại. Nhưng mà, thời gian đã không còn kịp nữa rồi. Bàn tay nữ nhân kia chỉ còn cách mặt Trần Tư Tuyền xíu xiu, trên mặt ả còn xuất hiện sự châm biếm đắc ý. Ở trên cửa sổ của xe tải đen, ló ra màn hình camera. Hiển nhiên, có người đang chuẩn bị dùng camera chụp cảnh phấn kích này. Đối với Minh Tinh mà nói, cái gì là chí mạng nhất? Đó chính là xì căng đan. Xì căng đan có thể khiến một người trở nên nổi tiếng, giá trị người đó cũng cao lên. Ví dụ như Thú Thú Môn. Cho dù vốn một người đàn ông không quen biết nàng, nhưng nhìn thấy một tiểu cô nương xinh đẹp ra sức biểu diễn vì nghệ thuật. Chắc chắn, mỗi người đàn ông đều cảm kích trong lòng. Cho nên, sau đó, cảnh quen thuộc thường là nguyện ý theo đuổi nàng, thanh toán hết thảy mọi hóa đơn vì nàng. Nhưng mà, có xì căng đan lại có thể hủy diệt hoàn toàn một minh tinh chuyên nghiệp đang phát triển không ngừng. Ví dụ như Tiểu Tam Môn. Thời điểm nào,
cũng đều có nữ nhân oán hận khinh thường tiểu tam. Các nàng nghiến răng nghiến lợi, nói những lời ác độc làm tổn thương người khác, nói móc rất bị ổi, chỉ hận không có cơ hội xông lên nhổ nước miếng. Cho dù là nam nhân, lúc xem một vài tác phẩm điện ảnh và truyền hình khi thấy người thứ ba xuất hiện, cũng đều có cảm xúc căm thù. Cho nên, loại xì căng đan này là khiến người ta đau đầu nhất. Một khi để công chúng biết, minh tinh đang được mọi người yêu mến lập tức sẽ trở thành chuột chạy qua đường, bị mọi người đuổi đánh. Nhiếp ảnh ở trong cửa kính xe ló ra, cũng đang thuyết minh một vài câu bọn chúng sớm nghĩ ra. Hơn nữa còn chuẩn bị rất chu đáo. Đến khi lấy được đoạn video này, thì ném thẳng cho giới truyền thông xung quanh đưa tin, hoặc đưa cho nghệ sĩ để bắt nàng hy sinh. Tất cả đều phải xem tâm tình của bọn chúng. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra được chiêu này, những người này thật là âm hiểm độc ác. Lúc người đàn bà kia muốn tát Trần Tư Tuyền, Tần Lạc đột nhiên ra tay. Chụp cổ tay ả giữ lưng chừng. Phu nhân, có lời gì thì từ từ rồi nói. Tôi nghĩ, có phải là có hiểu lầm gì đó không? Tần Lạc lộ nét cười khuyên giải. Hắn là cậu bé thiện lương thuần khiết, vẫn không nghĩ chuyện này thật ra là do đám người vừa nãy trả thù. Điều này cũng là vì hắn không biết gì về tính cách của Trần Tư Tuyền cả. Dù sao, hai người tổng cộng mới gặp có hai lần. Nếu người đứng cạnh hắn là Lâm Hoán Khê, hắn sẽ không chút do dự mà bạt tai ả. Mày mới là tiểu tam đó, cả nhà mày đều là tiểu tam. Nữ nhân không ngờ đang nửa đường thuận lợi lại bị chặn lại, trong lòng mắng hắn không biết sống chết. Ả vốn là một tiểu thư dựa vào thân thể để duy trì cuộc sống, hôm nay làm việc này mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không bất ngờ. Hơn nữa, đối phương đã hẹn giá với mình rồi. Một bạt tai 1.000 đồng. Vừa rồi lúc ả ra tay, liền cho rằng 1.000 kia đã tới tay. Ai ngờ lại có một nam nhân ngăn trở, tiền sắp vào túi lại bay mất. Con mẹ nó mày buông tay ra cho tao. Mày là ai hả? Tao đánh con hồ ly tinh kia thì có quan hệ gì với mày hả? Mày có biết cảm thông không hả? Người đàn bà kia liều mạng giãy tay ra, nhưng Tần Lạc lại nắm rất chặt. Ả căn bản là không thể giật ra. Phu nhân, bà có phải nhận lầm người không? Tôi thực sự không biết bà, cũng không cướp chồng ai cả. Trần Tư Tuyền rốt cục cũng đã phản ứng, giải thích rất thành khẩn. Mày có phải Trần Tư Tuyền không? Vâng, con, đúng là đánh mày đó. Nữ nhân nói, lại vung tay trái nhanh như chớp đánh Trần Tư Tuyền. Tần Lạc lại một lần nữa ra tay, chặn công kích của nữ nhân lại. Trần Tư Tuyền la lên né qua, cuối cùng lại tránh được một kiếp. Phu nhân, không nên vọng động, có chuyện thì từ từ nói đi. Động thủ không tốt đâu, tôi nghĩ đó chỉ là hiểu lầm thôi. Tư Tuyền nàng không phải loại người như vậy. Hai cánh tay Tần Lạc chế trụ hai cổ tay của nữ nhân, tư thế hai người có chút quái dị, giống như tình lữ đang khiêu vũ điệu tango. Đương nhiên là nếu bạn không xem biểu tình trên mặt bọn họ rồi. Hiểu lầm con mẹ mày, đồ ngu, mau buông tay tao ra. Nữ nhân nóng nảy, lại giơ chân đá vào bụng Trần Tư Tuyền. Một cước 2.000, giá này cao hơn. Bốp, Tần Lạc cũng nhanh chóng nhấc chân, dùng chân đá vào bàn chân của nữ nhân. Ả kêu thảm một tiếng, liền nhăn nhó mặt mày rên lên. Bà có thể mắng tôi, nhưng không được mắng mẹ tôi. Tần Lạc cảnh cáo, loại nữ nhân này, thật không có đạo đức, động một tí lại công kích cha mẹ của người khác. Trải qua 3 lượt ngăn cản của Tần Lạc, toàn bộ công kích của người đàn bà kia đều trở nên vô dụng. Hơn nữa, ở trong cái thời gian này, Trần Tư Tuyền đã rời đến một khoảng cách đủ an toàn. Các nàng Lệ Khuynh Thành cũng chạy tới, vây nữ nhân kia lại. Bà là ai? Muốn làm gì? Lệ Khuynh Thành quát. Tao là ai? Tao là ai mày quản được chắc? Trần Tư Tuyền cướp chồng của người khác, nên tao đến đánh nó đấy. Tiện nhân, con! Nữ nhân không hổ là ở trong chốn phong nguyệt. Hai tay ả bị một nam nhân giữ chặt. Cẳng chân đau vô cùng. Hơn nữa còn bị mười mấy cô gái vây lại. Nhưng không hề khẩn trương, mà còn có một sự cay độc càng ép càng hăng. Chồng bà là ai? Bà dựa vào cái gì mà nói Tư Tuyền quyến rũ chồng bà? Nhiễm Ngọc tức giận hỏi. Người đàn bà này bị bệnh thần kinh sao? Chồng tao là ai thì liên quan cái rắm gì tới mày? Bọn mày là kiểu người gì thế? Hừ hừ, gặp phải một đám chó đột lốt người bọn mày. Vừa thấy thì đã biết toàn bộ là tiểu tam rồi. Cướp nam nhân của người khác, bọn mày không thấy thẹn à? Nữ nhân tất nhiên không có cách nói ra nam nhân của mình là ai, nên bắt đầu cố ý nói lảng sang chuyện khác. Quả nhiên, ả này vừa gãi liền chọc giận toàn bộ đám con gái kia. Bà mới là tiểu tam đó. Mắt chó của bà bị mù rồi, lão nương chính là hoàng hoa đại khuê nữ.
người đàn bà này thực thích bị ăn đòn mà, chả trách không giữ nam nhân của mình được. Mình nếu là chồng bà ta, mình cũng không nhịn được mà bao hai cô ở ngoài. Đây mà là đàn bà sao? Đây mà là người sao? Lệ Khuynh Thành suy nghĩ cẩn thận một phen, cảm thấy có chút bất bình thường. Phất tay ý bảo mọi người không được ồn, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn bà kia, hỏi, bà có thủ với Tư Tuyển à? Đương nhiên là có thủ rồi. Nếu nam nhân của mày bị người ta cướp, mày cũng hận nó thấu xương thôi. Không biết tại sao, nữ nhân lại không dám đối mặt với Lệ Khuynh Thành. Giống như mình sẽ bị đôi mắt xinh đẹp quyến rũ kia nhìn thấu hết. Tôi đang nói tiếng người với bà cũng đừng nói chuyện ma quỷ với tôi. Bằng không, đợi đến khi tôi nói chuyện ma quỷ với bà sẽ không còn cơ hội để nói đâu. Lệ Khuynh Thành cười lạnh nói, nàng phát hiện sự chần chờ và trốn tránh trong mắt nữ nhân này. Khi một nữ nhân không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của kẻ khác thì sẽ chứng minh lòng nàng đang có quỷ. Đương nhiên, nếu bạn đang tỏ tình nàng, vậy thì không cần phải bàn. Bởi vì, có thể khi đó trong lòng nàng đang ngượng ngùng hoặc giả bộ ngượng ngùng. Tôi không rõ cô đang nói gì. Nữ nhân lén liếc về sau một cái, chiếc xe tải chở ả tới lại đang cách phía trước một đoạn. Không ở vị trí ban đầu. Điều này khiến lòng ả có chút sốt ruột. Tôi nói, là ai sai bà tới bôi nhọ danh dự của Tư Tuyền. Lệ Khuynh Thành thu liễm nụ cười trên mặt lại không ít. Ngay cả vẻ cười cũng trở nên âm trầm. Bản thân muốn tới, không cần người khác sai khiến. Nữ nhân mạnh miệng nói. Xem ra bà đã không thuốc nào cứu được nữa rồi. Lệ Khuynh Thành cười lạnh nói. Nhiễm Ngọc, gọi điện báo cảnh sát, bảo người ta cứ từ từ mà tra khảo ả. Mình không tin ả có thể mạnh miệng mãi. Chương 53, hôn trộm. Nhiễm Ngọc hơi có chút phân lượng trong ngành cảnh sát, cho nên, nếu bảo nàng gọi điện báo cảnh sát thì sự việc sẽ tiện hơn nhiều. Hơn nữa, nói không chừng trước khi Trần Tư Tuyền lên máy bay, kết quả điều tra có thể nhanh chóng xuất hiện. Nữ nhân mặc áo đỏ kia thấy có người báo nguy, rốt cuộc trong lòng đã bắt đầu phát hoảng. Nếu như bị cảnh sát bắt về, nghề của ả sẽ lộ ra ngoài sáng. Nghề lộ ra ngoài ánh sáng, vậy thì nhân vật vợ cả đang ra sức diễn bây giờ cũng sẽ bị người ta phát giác. Cứu mạng, có người phi lễ tôi. Nữ nhân mặc áo đỏ lớn tiếng hô lên với đám người đang vây xem. Bởi vì đây là tuyến đường chính, cho nên, lúc bọn họ phát sinh xung đột, đã có không ít người chạy tới xem. Người đứng ngoài quan sát thì cười hì hì mà nhìn, chỉ trỏ về phía này. Còn có người lấy di động ra chụp, chuẩn bị tối về khoe, hoặc là bất ngờ gửi lên diễn đàn. Một đám mỹ nữ đánh nhau với một mỹ nữ, tiêu đề như vậy không phải rất hấp dẫn người khác hay sao? Nữ nhân áo đỏ đánh giá rất cao đạo đức của nhân loại, không phải ở đâu cũng đều có thể gặp vua quần ẩu. Có lẽ, ở Mỹ còn có người nằm mơ làm vua quần ẩu, nhưng ở Trung Quốc tuyệt đối không có dạng đứa ngốc này. Thấy không có người nào đứng ra nói hộ, nữ nhân càng hy vọng chiếc xe tải đen chạy tới trước. Này, cứu mạng, anh Tam, cứu tôi, nữ nhân ngoắc xe tải hô to. À biết, bọn họ có thể dựa vào kính chiếu hậu mặt sau để theo dõi tình huống phát sinh bên này. Không ai xuống xe tải vẫn im lìm đỗ ở đó. Lúc này, mọi người mới chú ý đến chiếc xe tải màu đen kia. Anh Tam là ai? Lệ Khuynh Thành nhìn chằm chằm chiếc xe tải, hỏi. Tôi không thể nói cho cô biết được. Cuối cùng cũng sẽ có người khiến bà mở miệng nói thôi. Lệ Khuynh Thành lạnh lùng liếc ả một cái, không hỏi nữa. Tôi đi qua xem thử. Tần Lạc cũng không thể nhìn thấy rõ tình cảnh bên trong xe tải, liền lên tiếng nói. Lệ Khuynh Thành cầm tay hắn, nói, đệ ngốc. Cậu đuổi tới. Bọn họ chắc chắn sẽ lái xe chạy trốn. Hai cặp giò của cậu sao có thể hơn bốn bánh xe chứ? Anh Tam, chúng ta phải làm sao giờ? Có tới cướp người không? Nếu bị bọn họ đưa tới cục cảnh sát sẽ không tốt đâu. Tóc dài khiêng máy chụp ảnh nhìn đầu chọc ngồi ở tay lái phụ hỏi. Chờ chút, đầu chọc nói. Gã lấy di động ở trong túi tiền ra, bấm một dãy số. Chú Tam, mọi chuyện xử lý thỏa đáng rồi à? Trong điện thoại. Truyền đến giọng nói đầy tự tin của một nam nhân. Lão đại, chuyện đó bể rồi. Ả được thuê không có cơ hội xuống tay với Trần Tư Tuyền. Bây giờ ả còn bị bọn họ vây lại. Đầu chọc báo cáo rất cẩn thận. Phế vật, giọng nam nhân to hơn rất nhiều. Chuyện nhỏ như đánh giấm vậy mà cũng không xử lý được à. Tôi nuôi chú làm gì? Xin lỗi, lão đại, đầu chọc thấp thỏm hỏi, chúng ta có cần cướp người về không? Tôi sợ bọn họ báo cảnh sát. Đầu bên kia điện thoại trầm ngâm một lúc, sau đó nói, không cần. Không nên làm lớn chuyện,
Chú Tam, chuyện này chú cứ tìm cớ gánh đi. Nói chú có mâu thuẫn với Trần Tư Tuyền. Lát nữa tôi nói chuyện với cục cảnh sát bên kia. Bảo người ta bảo lãnh chú ra. Vâng, lão đại, đầu chọc nói. Cúp điện thoại rồi, lại nhìn tình huống bên kia từ kính chiếu hậu, nói rất nặng nề, lái xe. Người lái xe tải chính là một tiểu tử gầy gò, nghe đầu chọc nói thế, lập tức khởi động xe rời khỏi hiện trường. Anh Tam, anh không thể đi được. Anh Tam, anh phải cứu tôi. Nhìn xe tải chạy càng lúc càng xa, người đàn bà kia hét khàn cả giọng. Cho đến khi xe tải quẹo vào một ngõ phố, sau đó biến mất trong dòng xe cộ. Người đàn bà kia cuối cùng cũng sụp đổ, che mặt khóc giống lên. Ả biết, Ả bị bỏ quên rồi. Ả đã có cảm giác mình là một con cờ, nhưng lúc sự thật thật sự rơi vào mình, trong lòng Ả vẫn rất khó chịu. Ả cũng là người mà. Rất nhanh sau đó, cảnh sát đã chạy tới. Một người thanh niên đẹp trai mặc đồng phục từ trên xe cảnh sát nhảy xuống, bước vội tới trước mặt Nhiễm Ngọc, cười nói, chị Nhiễm, sao đột nhiên lại gọi khẩn cấp vậy, có chuyện gì à? Nhiễm Ngọc chỉ vào nữ nhân áo đỏ, nói, chúng tôi hoài nghi Ả bị người khác sai đi phá hoại danh tiếng của nghệ sĩ. Cậu mang Ả về điều tra, tìm xem tên khốn kiếp nào đứng sau lưng Ả. Nam Cảnh nhìn nữ nhân áo đỏ, cười nói, yên tâm đi chị Nhiễm. Nhất định sẽ không để chị thất vọng. Ừ, mau làm việc đi, Nhiễm Ngọc phất tay nói. Vâng, hẹn gặp lại, có chuyện gì thì cứ gọi tôi. Nam Cảnh cười nói, sau đó vung tay lên, lập tức có hai cảnh sát mặc cảnh trang chạy tới dắt nữ nhân áo đỏ trong tay Tần Lạc đi. Nhiễm Ngọc, anh chàng kia là ai thế? Rất cung kính với cậu nha, cậu hô đến gọi đi, giống như sai con trai á. Có cô gái mở miệng trêu. Cậu đúng là miệng chó không mọc ngà voi, hắn là một người bạn trong viện mình. Nhiễm Ngọc liếc xéo cô gái đầy đặn một cái, nói. Hi hi, miệng chó nếu có thể mọc ngà voi, mình lập tức về chuyên nuôi chó luôn. Cô gái có thân thể đầy đặn kia mắng trả lại. Thấy không còn chuyện náo nhiệt gì để xem, người tụm lại xem dần dần tản đi. Tư Tuyền, cậu không có sao chứ? Lệ Khuynh Thành đi tới hỏi. Không sao, Trần Tư Tuyền điềm đạm đáng yêu lắc đầu. Lúc tiến vào cái vòng luẩn quẩn này, đã tính đến chuyện xấu nhất rồi. Trước kia từng nghe qua chuyện như vậy xảy ra với tiền bối, khiến bọn họ rất khổ sở. Không ngờ hôm nay lại xảy ra với mình thật sự không biết à. Mình hiểu, cậu tất nhiên không biết à rồi. Lệ Khuynh Thành nói, rõ ràng là à ta bị người khác giật dây. Vậy ai giật dây, mình không gây chuyện phiền toái gì ở Yến Kinh mà. Trần Tư Tuyền hỏi. Lệ Khuynh Thành trợn trắng con mắt, bất đắc dĩ nói, vừa nãy cậu mới từ chối người ta. Sao lại bảo không gây phiền toái? À, là hắn sao? Có khả năng, Lệ Khuynh Thành gật gật đầu, nói, Tư Tuyền, sau khi cậu về, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Cố gắng không tiếp xúc gì với bọn họ cả. Ừ, mình hiểu rồi, ở Đài Loan, bọn họ không dám làm chuyện sằng bậy đâu. Trần Tư Tuyền nói, vậy là tốt rồi, chuyến bay của cậu là hơn 5 giờ chiều, trong thời gian này, đừng có đi loạn. Sau đó, mình sẽ cùng Tần Lạc đưa cậu ra sân bay. Ừ. Cảm ơn, làm phiền hai người rồi. Trần Tư Tuyền quay đầu lại nhìn Tần Lạc, cảm kích nói. Hắc hắc, hôm nay anh chàng đẹp trai của chúng ta lại làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Đây là lần thứ hai cứu vương hậu đùi đẹp ha. Tư Tuyền, mình sợ cậu thực sự hiến thân đó. Đúng đấy, nếu thấy hiến thân còn quá sớm. Vậy trước tiên cứ đưa chân đẹp của cậu cho anh chàng đẹp trai sờ chút thôi. Đàn ông chính là thích dỗ dành, người ta nếu một chút tiện nghi trên người cậu cũng không chiếm được. Lần sau ai mà nguyện ý giúp cậu nữa chứ? Tần đệ đệ, đi tới sở thử đi. Không phải sợ, Tư Tuyền sẽ không tát cậu đâu. Vừa rồi cậu giúp nàng cản hai phát, nàng cảm kích cậu còn không kịp nữa là. Đám nữ nhân kia chỉ sợ thiên hạ không loạn, đều ở cạnh đưa ra những chủ ý rất bốc mùi. Vậy, hình như không tốt lắm. Tần Lạc lén ngắm đùi đẹp của Trần Tư Tuyền, nói không chắc chắn. Đôi chân dài đẹp như thế, thật đúng là khiến người ta phải mơ màng mà. Nếu sờ lên, cảm giác chắc chắn sẽ vô cùng thích. Đáng hận chính là, lúc mình trị liệu sao lại không nhân cơ hội cảm thụ một phen nhỉ? Có thể là do lúc ấy quá khẩn trương. Có gì mà không tốt, cho cậu sờ thì cậu cứ sờ đi, các chị làm chủ cho cậu. Lệ Khuynh Thành nhìn thấy khuôn mặt Trần Tư Tuyền như hoa đào, trong mắt rất nhanh có thể ép ra nước, đứng yên ở đó không hề nói câu nào. Thầm cảm thấy có chút khó tin. Theo đạo lý mà nói. Trần Tư Tuyền là nghệ sĩ giới giải trí. Hẳn là phải rất kinh nghiệm với những trường hợp như vậy mới đúng.
Sao bây giờ lại giống như cô gái tiểu ngọc ngây thơ mới ra đời, thẹn thùng như vậy nhỉ? Chẳng lẽ, nàng có ý với Tần Lạc? Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc còn đang giả ngây giả dại, trong lòng thầm vui mừng. Nghĩ thầm, cô nàng ngốc nghếch này cứ thế mà rơi vào tay giặc sao? Cậu nếu biết bộ mặt thật sự của ác ma này, sợ là hối hận cũng không kịp. Vì an toàn của Trần Tư Tuyền, Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành đích thân đưa nàng ra sân bay. Ba người nói chuyện ở phòng chờ một lúc, sau đó trong radio truyền tới giọng nói thúc giục đăng ký. Ánh mắt Trần Tư Tuyền rời đến người Tần Lạc, nói, Tần tiên sinh, tôi có mấy câu muốn nói với anh. Lệ Khuynh Thành xua tay, nói, được rồi. Hai người có lời gì muốn nói thì nói nhanh đi, có chuyện gì muốn làm thì xử lý gấp đi. Mình đi uống cà phê, không tiễn cậu nữa. Cô gái này nói xong, vội xoay người rời đi. Tần tiên sinh, tôi thật sự rất cảm kích anh. Anh đã cứu tôi hai lần, tôi cũng không biết phải làm sao để cảm ơn anh nữa. Đây là chút tâm ý của tôi, xin hãy nhận cho. Trần Tư Tuyền lấy một phong thư thật dày ở trong túi sách ra đưa cho Tần Lạc. Cô đã cảm ơn tôi rồi. Tần Lạc cười nói. Có à? Có, cô luôn miệng cảm ơn. Còn mời tôi ăn một bữa tiệc thịnh soạn nữa. Tần Lạc cười nói, hắn nhét phong thư lại vào tay nàng. Ánh mắt Trần Tư Tuyền nhìn Tần Lạc long lanh, mãi đến lúc sau, khi sắc mặt tái nhợt của Tần Lạc hơi đỏ, mới lên tiếng, được rồi. Tôi không miễn cưỡng anh nữa. Nếu có cơ hội, nhất định phải tới Đài Loan tìm tôi đấy. Chỗ đó có cảnh đẹp, mỹ nữ rất nhiều. Đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu cho anh vài cô. Ừ, Tần Lạc xấu hổ gật đầu. Hi hi, đúng thật là một đệ đệ đáng yêu. Trần Tư Tuyền đột nhiên nghiêng đầu tới trước, hôn một cái rất nhanh trên mặt Tần Lạc. Bạn cũng biết đó, một cô gái có cái đầu cao, muốn hôn trộm thì xác suất thành công sẽ rất lớn. Tần Lạc còn chưa kịp phản ứng gì, trên mặt hắn đã có thêm một dấu son môi hình o mờ mờ. Tần Lạc vẻ mặt mờ mịt, thậm chí nụ cười trên mặt vẫn còn đang cứng ngắc. Nàng vì sao lại hôn mình? Nàng dựa vào cái gì mà hôn mình nhỉ? Trần Tư Tuyền kéo dương hành lý đứng ở cửa lên máy bay phất tay với Tần Lạc. Hô lớn, nhớ nha, có cơ hội nhất định phải tới Đài Loan tìm tôi đó. Tôi có cơ hội cũng sẽ tới Yến Kinh thăm anh. Thân cao chân dài, nét mặt tươi cười như hoa, Trần Tư Tuyền giờ khắc này quả thật rất đẹp. Đứng trong dòng người hối hả rất nổi bật. Đợi tới khi Trần Tư Tuyền biến mất ở cửa kiểm vé, Tần Lạc mới cúi đầu nhìn hạ thân của mình. Đệ đệ đáng yêu, ngoại trừ biết có biết suối, cũng không có gì đặc biệt cả mà. Hôm nay đối với Tần Lạc mà nói là một ngày đáng kỷ niệm. Sống ở thế giới này hơn 20 năm, ngoại trừ mẹ mình, lần đầu tiên có một cô gái hôn vào má phải anh Tuấn chưa bao giờ bị vượt qua của hắn. Chương 54, hấp dẫn chí mạng. Trên đường về, Tần Lạc vẫn đang chìm đắm trong cảnh mình bị Trần Tư Tuyền hôn trộm. Lúc nói chuyện với Lệ Khuynh Thành cũng vẫn bộ dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn đó, khi Lệ Khuynh Thành đùa giỡn phản ứng cũng không còn nhạy bén nữa. Thậm chí, lúc nàng mở miệng quyến rũ, Tần Lạc cũng không rõ những lời này có ý gì nốt. Nhưng không ngờ tài xế taxi lại bị yêu tinh kia câu dẫn, xe luôn đi theo lộ tuyến chữ S. Chạy nhanh kinh hồn giống như coi đó là một trò chơi tốc độ. Linh hồn nhỏ bé bị câu mất rồi sao? Không thì bây giờ chúng ta về, mua cho cậu vé máy bay đi Đài Loan. Bây giờ nếu đuổi theo, có lẽ vẫn còn kịp đó. Lệ Khuynh Thành nhìn thấy bộ dáng si ngốc mãi của Tần Lạc, véo mạnh ở trên đùi hắn một cái. À, cái gì? Tần Lạc bị đau, lúc này mới phản ứng lại. Tôi nói, người cũng đã đi mất bóng dáng rồi, cậu còn muốn si ngốc tới khi nào? Lệ Khuynh Thành tức giận nói. Tôi không có si ngốc à? Tần Lạc nói, hắn đang suy nghĩ vấn đề rất bình thường mà. Đáng lẽ nên chụp lại bộ dạng si ngốc của cậu lúc nãy. Tần Lạc cười xấu hổ, bất cứ kẻ nào mất đi lần đầu tiên, cũng sẽ biểu hiện như hắn. Hắn cũng coi như là kiên cường, bạn coi những cô gái trong phim đi, người nào không cẩn thận bị mất đi lần đầu tiên không phải đều khóc sướt mướt tìm cái chết sao. Nhìn thấy biểu tình của Tần Lạc, Lệ Khuynh Thành nhích lại cạnh Tần Lạc, hơn nửa người dán sát trên người hắn, bộ ngực sữa mềm mại cũng cầu thả tì trên tay hắn. Lệ Khuynh Thành thổi hơi như lan ở lỗ tai hắn nói, được con gái hôn cảm giác tuyệt chứ. Ừ, Tần Lạc gật đầu, đột nhiên, hắn mở to hai mắt nhìn, hỏi, cô nói gì thế? Lúc Trần Tư Tuyền hôn trộm hắn, nàng không phải đã rời khỏi đó rồi sao? Sao lại biết chuyện này? Chẳng lẽ Trần Tư Tuyền nói cho nàng biết? Không thể, nàng không có lý do kể chuyện này cho Lệ Khuynh Thành. Huống hồ,
nàng sau khi đã đăng ký, sợ là di động cũng không được phép mở ấy chứ. Rõ ràng là nói rời đi, rồi lại trốn một bên nhìn lén. Loại hành vi này thật là khiến người ta khinh thường mà. Khó trách có tiền bối giáo dục chúng ta, thà tình nguyện tin trên đời có quỷ, cũng đừng bao giờ tin vào cái miệng của đàn bà. Đừng giả bộ, tôi thấy hết, Lệ Khuynh Thành cười hì hì nói. Tiểu đệ đệ, cậu thật lợi hại nha. Mới gặp Tư Tuyền của chúng ta hai lần, đã biết dụ dỗ khiến người ta yêu thương nhung nhớ, chủ động dâng môi thơm. Thật đúng là nhìn không ra đó. Chúng tôi chẳng qua chỉ là nói lời tạm biệt của bạn bè mà thôi. Tần Lạc chột dạ giải thích, giống như người Mỹ lúc gặp mặt có thể hôn môi nhau thôi. À, tôi hiểu rồi, các người không có chút quan hệ nào. Là quan hệ trai gái thuần khiết, Lệ Khuynh Thành lộ vẻ thành thật nói. Tiếp theo, lại chuyển đề tài, hỏi, cậu nói coi, con của các người gọi tôi là chị, hay gọi là gì thì thích hợp hơn. Gọi chị đi, như vậy có vẻ trẻ, nếu gọi gì thì chẳng phải là bảo tôi già rồi sao. Cô gái này, nói chuyện luôn dọa người như vậy. Trở lại Khuynh Thành quốc tế, đám nữ nhân kia đã đi gần hết. Chỉ còn Nhiễm Ngọc và Tiểu Giật đang ngồi trên ghế xa nói chuyện phiếm. Thấy hai người đi vào, Nhiễm Ngọc nói, Tiễn Tư Tuyền đi rồi à? Vừa rồi mình gọi điện cậu ấy còn tắt máy. Vụ án của cậu ấy điều tra đã có kết quả rồi. Người đàn bà kia là một tiểu thư giang nam, được người ta thuê tới bôi nhọ danh dự của Tư Tuyền. Là ai thuê? Lệ Khuynh Thành nhéo lông mày hỏi. Lâm Tam. Là ai? Lệ Khuynh Thành lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Là một tên côn đồ. Nói là theo đuổi không thành, nên muốn trả thù Tư Tuyền. Nhiễm Ngọc cười lạnh nói, điên, hắn cũng không soi gương xem tính tình mình thử. Dựa vào hắn, mà muốn theo đuổi vương hậu đùi đẹp của chúng ta sao? Tần Lạc của chúng ta thì còn tạm tạm, còn hắn hả, không có cửa. Lệ Khuynh Thành lắc lắc đầu, nói, tên Lâm Tam kia nhất định là kẻ bị người ta đẩy ra chết thay. Người bí ẩn chân chính đứng sau phải là tên khốn kiếp bảo Tư Tuyền bồi rượu kia. Mình cũng đã nghĩ tới điểm này, nhưng Lâm Tam kia rất mạnh miệng, dù cha hỏi như thế nào cũng không chịu nói, cũng chỉ có thể coi hắn là thủ phạm chính để xử thôi. Nhiễm Ngọc bất đắc dĩ nói, hơn nữa, cho dù có thể tra ra độc thủ đứng sau thì sao? Giải thích, hay là bảo bồi thường chút tiền? Ôi, con gái muốn ra mặt làm một vài chuyện thật gian nan. Đúng thật, Lệ Khuynh Thành gật đầu đầy vẻ đồng cảm. Cậu không cần lo lắng về vấn đề này. Cho tới giờ đều là cậu chiếm tiện nghi của người ta, làm gì có người nào dám chủ động chạy đi tìm chết chứ? Ai dám trêu chọc nhện độc nhà cậu, không chết thì cũng bị lột ra. Nhiễm Ngọc cười trêu. Mình làm gì có bản lĩnh bảo người ta lột ra, cởi áo quần thì còn chấp nhận được, có phải không hả, tiểu đệ đệ? Không chịu nổi, Lệ Khuynh Thành lại dẫn chiến hỏa tới chỗ Tần Lạc. Tôi không biết, Tần Lạc vội lắc đầu. Thầm nghĩ, nếu cô lấy đao đặt trên cổ tôi bức tôi cởi áo quần, tôi cũng phải nghe lời cô thôi. Nếu so với tính mạng, thì trinh tiết thật không đáng gì. Thật chịu không nổi đôi gian phu các người, mình với Tiểu Giật hẹn nhau đi dạo phố rồi. Hai người các cậu cứ hô phong hoán vũ đi. Nhiễm Ngọc cười mắng. Chị Khuynh Thành, anh Tần Lạc, hai người các người cứ từ từ chơi đùa nha. Tiểu Giật từ trên ghế salon nhảy dựng lên, nhăn mặt với hai người. Tiểu Giật, em ít lui tới với Nhiễm Ngọc một chút. Bằng không sớm muộn gì cũng học phải cái xấu thôi. Lệ Khuynh Thành nói với theo các nàng. Đợi tới khi hai người cầm túi sách rời đi, phòng khách lầu 2 vốn náo nhiệt chỉ còn hai người Lệ Khuynh Thành và Tần Lạc. Lệ Khuynh Thành đi từng bước về phía Tần Lạc, bộ ngực sữa phập phồng, đôi mắt quyến rũ như nước, dùng cánh tay huých huých Tần Lạc, hỏi, tiểu đệ đệ, bây giờ chỉ còn hai chúng ta. Cậu không muốn làm chút gì sao? Hả, Tần Lạc cảm thấy cổ họng của mình phát khô, nói chuyện cũng không còn lưu loát, cô muốn làm gì? Đáng ghét, tôi là con gái, còn có thể làm gì chứ? Hai tay Lệ Khuynh Thành như linh xà quấn lấy cổ Tần Lạc, thân thể dính sát vào người hắn. Trừ bỏ lớp quần áo mỏng manh kia đi, hai người đã tiếp xúc thân mật rồi. Trái tim Tần Lạc đập thình thịch bằng tốc độ phi của 70 con ngựa, dường như chỉ cần hắn há mồm, là tim có thể nhảy ra. Trán của hắn bắt đầu rịn mồ hôi, ngón tay cũng hơi run rẩy. Hắn bị Lệ Khuynh Thành bước lui từng bước một, mãi cho đến khi hắn mất thăng bằng, ngã lên ghế xa. Người Lệ Khuynh Thành nghiêng tới trước, thân thể xinh đẹp đầy đặn ngã mạnh vào lòng Tần Lạc. Ngón tay ngọc thon thon sơn màu đen vuốt ve đùi Tần Lạc, đôi má tinh xảo xinh đẹp như yêu tinh áp sát Tần Lạc. Tần Lạc có cảm giác, môi nàng chạm vào lỗ tai mình. Giọng nói Lệ Khuynh Thành êm ả, dịu dàng,
nói nhỏ bên tai Tần Lạc, Chi Bằng, chúng ta. Tần Lạc sắp khóc rồi. Sao lại có người hấp dẫn như cô chứ? Người ta cũng là đàn ông mà, tiểu đệ đệ cũng có thể sử dụng bình thường đó. Trong lòng của hắn đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nếu nàng đưa ra yêu cầu như vậy thì phải làm sao đây? Đồng ý sao? Lương tâm hắn băn khoăn. Hắn là một nam nhân thuần khiết, là một nam nhân thoát khỏi những lý thú thấp kém, là một nam nhân tràn ngập ảo tưởng hồn nhiên với tình yêu. Hắn vẫn khát vọng tìm một cô gái thật lòng yêu nhau, ở đêm tân hôn, trong lúc nàng lấy khăn đỏ trên đầu mình xuống. Nhầm, trong lúc mình lấy khăn đỏ trên đầu nàng xuống, nàng cởi bỏ dây chân của mình mới toàn tâm toàn ý kính dâng lần đầu tiên cho nàng. Đó là thời khắc thiêng liêng tuyệt vời cỡ nào chứ? Từ chối, hắn lại không đành lòng. Từ chối một cô gái, sẽ tổn thương cô gái đó. Hắn là một bác sĩ, một thầy thuốc kế thừa y đức văn hóa chính thống của Trung Y. Trách nhiệm của hắn là chữa bệnh cứu phụ nữ, chứ không phải làm tổn thương phụ nữ. Nếu chọn như thế, sẽ là một loại vũ nhục đối với nghề nghiệp của hắn. Mà quan trọng hơn, Lệ Khuynh Thành thật sự là một yêu tinh mê người. Bạn xem, bộ ngực của nàng lớn như thế, tròn như thế, môi ướt át như thế, khuôn mặt đẹp như thế. Nếu lần này cự tuyệt, nàng nổi nóng, sau này không cho mình cơ hội nữa thì biết làm sao bây giờ. Tần Lạc đỏ mặt, nhỏ giọng nói, chúng ta lên lầu 3 đi. Hắn biết, lầu 3 là vương quốc riêng của Lệ Khuynh Thành. Có sofa, giường, còn có bàn làm việc cỡ lớn đủ hai người nằm trên. Đến lúc đó, nàng muốn tra tấn mình ở chỗ nào cũng được. Lên lầu 3 làm gì? Lệ Khuynh Thành hỏi. Tôi thấy, nơi này không được thích hợp cho lắm. Sẽ có người nhìn. Nhìn thì nhìn sợ gì chứ? Giọng Lệ Khuynh Thành ngọt lịm. Nhưng mà, sẽ rất ngượng, Tần Lạc thầm nghĩ, chẳng lẽ cô gái này thích làm chuyện đó trước mặt người khác sao? Ngượng, chúng ta thoải mái nói chuyện phiếm, có gì mà phải ngượng? Lệ Khuynh Thành giảo hoạt cười nói. Nói chuyện phiếm, Tần Lạc mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên là nói chuyện phiếm, thế cậu nghĩ làm gì? Này, trán Tần Lạc đổ mồ hôi lạnh, hắn biết, hắn bị cô gái này đùa giỡn rồi. Tôi là muốn nói, chúng ta có thể lên lầu uống trà. Lệ Khuynh Thành nghĩ một lúc, nói, cũng được, vậy lên lầu đi. Không được, Tần Lạc liên tục xua tay, đột nhiên tôi nhớ ra. Tôi còn có một vài chuyện cần phải giải quyết, về trước đây. Thượng đế à, tôi có lẽ phải nhanh trốn đi. Hoặc không thì, người để cô gái này biến mất đi. Đừng đi vội, Lệ Khuynh Thành nói, buông cổ Tần Lạc ra, người cũng bình thường lại. Nghiêm mặt nói, tôi còn có việc muốn thương lượng với cậu đây. Chuyện gì, lần sau bàn không được à? Tần Lạc nói. Không được, phải bàn ngay bây giờ. Lệ Khuynh Thành cự tuyệt. Được rồi, Tần Lạc chỉ đành đáp ứng. Tôi đã làm sản phẩm theo phương thuốc cậu viết, đợi tới khi sản phẩm xuất hiện, sau khi qua quá trình cho ý kiến là có thể đưa vào sản xuất, tôi đã thương lượng với Tư Tuyền, nàng nói là rất cảm kích ân khám chữa bệnh của cậu, nên nàng sẽ làm người phát ngôn đại diện cho chúng ta miễn phí. Đến khi đó thì có thể đẩy thẳng phấn nhộng vàng dưỡng da vào thị trường. Hơn nữa, tương lai, tôi định thành lập một công ty thẩm mỹ, chuyên môn dùng để kinh doanh nhãn hiệu sản phẩm này. Bao gồm sản xuất, phổ biến và đưa vào kinh doanh. Cậu không phải bị trường học đuổi việc rồi à? Thôi thì đừng làm giáo viên nữa. Hai chúng ta kết hợp, tôi phụ trách công ty kinh doanh quản lý, cậu phụ trách nghiên cứu ra sản phẩm. Chỉ cần cậu đồng ý, sau này cậu chính là nhị đương gia trong công ty. Đảm bảo cậu sẽ nổi tiếng, uống rượu ngon, dùng xe tốt nhất, chơi đùa cô gái xinh đẹp nhất. Lệ Khuynh Thành kể hết thứ này tới thứ kia, thấy Tần Lạc vẫn đủng đỉnh buông câu. Không có ý trả lời, tiếp tục dụ dỗ nói, nếu, tôi nói nếu thôi nhé. Nếu một ngày nào đó tôi tâm tình thoải mái, hoặc là tâm tình không tốt, nói không chừng sẽ thật sự đồng ý đi lên lầu 3 với cậu. Lúc đó, cậu muốn cái gì thì được cái đó. Cậu thấy sao? Chương 55, trúng độc.